Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 395, người phụ nữ sắt gặp đàn ông thứ thiệt. Tuy cách một lớp quần áo nhưng Vương Tử Quân vẫn có thể cảm nhận được cảm giác mượt mà mềm mại bên dưới, Đỗ Tiểu Trình lại giống như không phát hiện ra, nhưng lúc này cơ thể của nàng có chút căng cứng, giống như bị điện giật. Hai người không nói gì, xe vẫn chạy như bay, lúc này hai người vẫn ngồi trên chiếc xe mô tô có phần yên chật hẹp dưới bầu trời đêm đầy sao và ánh đèn neon lấp lánh. Đến rồi. Không biết qua bao lâu, xe mô tô dừng lại trước cổng ký túc xá tạp chí Thanh Niên. Vương Tử Quân vội vàng nhảy xuống xe, hắn nhìn gương mặt có vẻ hơi lạnh của Đỗ Tiểu Trình, hắn không khỏi lên tiếng. Tiểu Trình, có vào ngồi chơi một chút không? Không được. Đỗ Tiểu Trình khởi động xe rồi chạy về phương xa như bay, trong gió còn mang theo giọng điệu quái dị của nàng. Tôi sợ anh ăn tôi mất, đàn ông không có ai là tốt đẹp cả. Đỗ Tiểu Trình chạy rất nhanh, chỉ chớp mắt đã biến mất trong màn đêm. Vương Tử Quân cảm nhận lời nói của Đỗ Tiểu Trình mà thật sự cảm thấy có chút khó khăn, hắn tưởng nàng không quan tâm đến va chạm vừa rồi, không ngờ nàng lại rất thông minh, chọn đúng thời điểm cuối cùng để đâm chọc mình. Cô gái này! Vương Tử Quân lắc đầu rồi đi thẳng vào bên trong khu ký túc xá. Khi lễ tế tổ đến gần thì tất cả cơ quan ban ngành của thành phố Sơn Viên rơi vào tình huống bận rộn tối mắt, đặc biệt là những ban ngành vệ sinh, bọn họ càng phải tăng ca không quản thời tiết. Văn phòng khối chính quyền tỉnh và văn phòng tỉnh ủy cũng hoạt động mãi đến khuya mới tắt đèn. Nếu so sánh với những đơn vị kia thì tỉnh đoàn lại thật sự thoải mái hơn rất nhiều, ngoài những công tác liên quan đến đoàn viên sinh viên, căn bản không còn gì khác để quan tâm. Sự kiện tu sửa bái tổ đài vừa rồi làm cho bầu không khí ở tỉnh đoàn là rất tốt, đặc biệt là sau lễ tế tổ thì tỉnh ủy đã tổ chức một hội nghị khen thưởng, khi tiến hành khen thưởng các đơn vị trong tỉnh thì cũng không quên nhắc đến tỉnh đoàn. Hơn nữa vị trí lại khá cao. Nhiếp Hạ Quân là bí thư tỉnh ủy, lão lại càng phát biểu cho ra lời khẳng định cao độ với công tác của tỉnh đoàn. Bí thư Cường điệu mình bình thường rất ghét những người nói láo nói suông, lại hỏi cái gì là ra sức phục vụ vì dân. Tỉnh đoàn chính là một tổ chức như vậy. Những cán bộ đoàn trẻ tuổi năng động không dựa dẫm không yêu cầu, biết lợi dụng ưu thế tự thân để thành lập trường nghề thanh niên và trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên công nhân, giúp đỡ cho thanh niên đoàn viên có nghề nghiệp ổn định. Phương án này thật sự như một ánh đèn chiếu sáng của không gian, thật sự là một hạng mục vì dân, phục vụ nhân dân, tính toán cho nhân dân. Bí thư tỉnh ủy dùng những lời lẽ đặc biệt biểu cảm để biểu hiện cảm xúc của mình, cuối cùng còn mạnh miệng nói tỉnh đoàn thật sự đáng giá cho tất cả đơn vị ban ngành phải học tập, cần phải mở rộng ý tưởng sáng tạo kia ra khắp tỉnh. Có lời khen ngợi to lớn của bí thư tỉnh ủy thì các vị phóng viên bắt đầu viết đủ mọi tin tức về tỉnh đoàn Sơn Nam, sau hội nghị khen thưởng thì phóng viên đài truyền hình tỉnh, đài phát thanh tỉnh và các báo chí trên tỉnh vây quanh lấy cổng vào, tất cả các loại máy ảnh và máy quay đều chĩa về phía bí thư Âu Dương Dương. Âu Dương Dương cười cười khoát tay nói. Tỉnh đoàn cho ra những công trình dân tâm cũng không có mục đích gì khác, mọi người nghĩ xem, thanh niên là cột trụ của gia đình, trên có người già, dưới có trẻ nhỏ, trọng trách trên người là rất nặng, thật sự không dễ dàng gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Âu Dương Dương nói ra những lời rất đơn giản dễ hiểu lại tràn đầy sắc màu cảm xúc, những lời thân tình như vậy không khỏi làm cho người ta cảm động, hơn nữa những lời như vậy lại được nói ra từ miệng của một người phụ nữ còn trẻ và xinh đẹp. Đám phóng viên có thể hiểu được vài vấn đề, cũng không tỏ ra nghi vấn, lại thấy được một hình tượng cán bộ chất phác vì dân. Không cần phải tô son chát phấn, cứ để nguyên hương vị như vậy thì tin chắc sức thuyết phục của nó sẽ cao hơn. Đối với bí thư tỉnh đoàn Âu Dương Dương thì những ngày này thật sự có quá nhiều việc vui xếp hàng chờ đợi chính mình. Đầu tiên là nhóm học viên trường nghề thanh niên đầu tiên tìm được việc làm, sau đó là bí thư Nhiếp mở lời khen ngợi tỉnh đoàn trên hội nghị khen thưởng của tỉnh, đây thật sự là phần thưởng tốt nhất. Những ngày qua Âu Dương Dương cảm thấy gió xuân như phả thẳng vào mặt mình, cho dù thuộc hạ có phát sinh chút sai lầm thì nàng cũng cười ha hả cho qua. Bí thư Vương, anh có việc gì bận không? Vương Tử Quân đang xem xét văn kiện trong phòng làm việc, Âu Dương Dương đột nhiên gõ cửa đi vào rồi mỉm cười chào hỏi. Khi thấy người vào là Âu Dương Dương thì Vương Tử Quân vội vàng đứng lên, cũng nhanh chóng pha trà ngon, lại cười nói. Cũng không có gì quá bận rộn, chỉ là xem qua vài văn kiện mà thôi. Âu Dương Dương cười cười cùng nói hai câu với Vương Tử Quân, sau đó chuyển câu chuyện lên mục đích của mình. Bí thư Vương. Hai ngày trước bí thư Nhiếp cho ra những lời khẳng định cực kỳ đầy đủ với công tác của tỉnh đoàn trên hội nghị khen thưởng của tỉnh ủy, cũng yêu cầu chúng ta liên tục cố gắng, tích cực phát huy tác dụng cao độ với công tác thanh niên,
càng trung tâm phục vụ vì lợi ích của thanh niên. Vương Tử Quân lặng lặng lắng nghe lời nói của Âu Dương Dương, hắn hiểu ý nghĩ của nàng, người phụ nữ này thấy tình cảnh lúc này là chưa đủ, nàng muốn nhân cơ hội này để đẩy mạnh hạng mục phát triển rộng hơn, xa hơn. Vương Tử Quân cũng có ý nghĩ tích cực với đề nghị như vậy, dù sao thì xây dựng các trường nghề sẽ là một chuyện tốt với thanh niên đoàn viên địa phương. Bí thư Âu Dương, tôi cũng hiểu chúng ta cần tăng thêm chút lực, như vậy sẽ cho ra thành tích cao hơn. Nhưng lúc này lực lượng của trường nghề thanh niên thật sự quá nhỏ, giảng viên cũng quá ít, đồng thời cũng phải tăng thêm nhiều khoa hơn. Vương Tử Quân uống một ngụm trà rồi nói ra ý kiến của mình. Âu Dương Dương nghe thấy Vương Tử Quân lên tiếng giúp đỡ ý kiến của mình thì thật sự rất vui, bây giờ uy vọng của Vương Tử Quân ở tỉnh đoàn thật sự ngày càng mạnh, có sự ủng hộ của hắn thì nàng càng có trợ lực lớn để phổ biến hạng mục công tác này. Hai người cùng bàn bạc trao đổi về chuyện huấn luyện nghiệp vụ và dạy nghề cho đoàn viên thanh niên, sau đó Âu Dương Dương quyết định mở hội nghị ban ngành để xác định hạng mục, sau đó dồn toàn lực của tỉnh đoàn thực hiện hạng mục này. Âu Dương Dương cười ha hả rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tiễn bí thư Âu Dương ra tận cửa rồi quay vào phòng. Hành động của Âu Dương Dương lúc này thật sự không nằm ngoài suy nghĩ của Vương Tử Quân, dù sao thì đó cũng là hạng mục được lãnh đạo tỉnh ủy tán thưởng và khen ngợi. Âu Dương Dương nếu vung tay xử lý thì quá tốt, biết đâu đến lúc đó hạng mục sẽ tiến lên cấp độ cao hơn. Âu Dương Dương muốn nhân cơ hội này để đẩy mạnh hạng mục phát triển, tất nhiên sẽ làm việc cực kỳ nhanh nhạy. Hôm nay vừa nói với Vương Tử Quân sẽ tổ chức hội nghị ban ngành. Ngày hôm sau thì văn phòng tỉnh đoàn đã cho ra thông báo hội nghị, cũng thông báo hiệu trưởng Trúc Nghiêm Dương của trường nghề thanh niên và chủ nhiệm Đào Nghị Thăng của trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên công nhân đến tham gia hội nghị. Vương Tử Quân là phó bí thư tỉnh đoàn, hắn có thể nói là cực kỳ quen thuộc với những hội nghị thế này, nhưng đối với Trúc Nghiêm Dương và Đào Nghị Thăng thì lại là lần đầu tiên. Sau khi hai người bọn họ được thông báo thì thật sự không dám chậm trễ, 9 giờ mới tổ chức hội nghị thế nhưng 8 giờ bọn họ đã có mặt. Khi công tác dạy nghề và sắp xếp công tác cho đoàn viên thanh niên được đẩy lên độ cao mới thì địa vị của Trúc Nghiêm Dương và Đào Nghị Thăng ở tỉnh đoàn ngày càng tăng, dù là bất kỳ nhân viên công tác nào trong văn phòng tỉnh đoàn gặp mặt hai người này đều phải cười ha hả lên tiếng chào hỏi. Hiệu trưởng Trúc, chủ nhiệm Đào, muốn gặp mặt hai người thật sự còn khó khăn hơn cả gặp mặt lãnh đạo quốc vụ viện. Thế này nhé, mời hai vị đến phòng làm việc của tôi ngồi một lát, tôi có trà ngon muốn mời hai vị lãnh đạo thưởng thức. Phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh đoàn Kim Duệ Hằng thấy hai người Trúc Nghiêm Dương và Đào Nghị Thăng thì cười ha hả tiến lên bắt tay chào hỏi, sau đó cũng không quên mời về phòng làm việc của mình uống trà. Hai người Trúc Nghiêm Dương cũng không từ chối lời mời của Kim Duệ Hằng, tuy trước đó ba người là đối thủ cạnh tranh của nhau, thế nhưng bây giờ tất cả đã kết thúc. Hơn nữa ai cũng là cấp phó cục, điều này làm cho ba người bọn họ sinh ra ý nghĩ tỉnh táo hơn, mối quan hệ càng liên kết hơn. Phòng làm việc của Kim Duệ Hằng không quá lớn. Bố trí lại rất tinh xảo, ấm trà tử sa đang bốc hơi ngùn ngụt. Sau khi rót trà cho hai người Trúc Nghiêm Dương, Kim Duệ Hằng dùng giọng hâm mộ nói. Hai vị lãnh đạo nên mời tôi dùng cơm, bây giờ hai vị lãnh đạo dùng cấp phó cục để tham gia hội nghị ban ngành tỉnh đoàn, đây thật sự là sự kiện lần đầu tiên xảy ra đấy. Trúc Nghiêm Dương nâng ly trà lên, hắn khẽ nhấp một ngụm trà rồi nói. Chủ nhiệm Kim, hai người chúng tôi mời khách cũng được. Nhưng anh cũng đừng nắm sự việc lần này làm cái cớ để chúng tôi phải mời khách. Hội nghị lần này chẳng qua là chúng tôi tham gia và quán triệt chỉ thị của lãnh đạo, bây giờ còn sợ nói sai lời nữa là. Đúng vậy, chủ nhiệm Kim, nếu nói anh mời khách mới đúng, anh xem phòng làm việc của mình kìa, chật chật, mạnh hơn chúng tôi không biết bao nhiêu lần. Đào Nghị Thăng cũng mở miệng theo Trúc Nghiêm Dương, hắn giống như cùng có một mối thù với Trúc Nghiêm Dương. Kim Duệ Hằng cười ha hả nói. Hai người các anh rõ ràng là liên thủ ức hiếp một mình tôi, nhưng nó cũng không cải biến được sự thật là hai anh phải mời khách, bây giờ có ai không biết hai anh chính là những cán bộ lãnh đạo có danh tiếng mạnh mẽ trong tỉnh đoàn. Tôi nghe nói bí thư Âu Dương đã hạ quyết tâm, sẽ đẩy mạnh công tác dạy nghề cho đoàn viên thanh niên, biến hạng mục này trở thành nhiệm vụ chủ yếu và hàng đầu của tỉnh đoàn. Lúc này địa vị của hai người các anh cũng xem như nước lên thuyền lên, nghe nói lãnh đạo còn đang định thăng cấp cho hai tổ chức của các anh. Thăng cấp. Vẻ mặt Trúc Nghiêm Dương và Đào Nghị Thăng chợt biến đổi, nếu như trường nghề thanh niên và trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên công nhân được thăng cấp, như vậy nếu hai người bọn họ làm tốt, ít nhất cũng được thăng lên cấp chính cục, nếu làm không tốt thì sẽ bị người có lý lịch mạnh hơn thay thế vị trí. Chủ nhiệm Kim, anh không phải nói giỡn đấy chứ? Hai đơn vị chúng tôi mới thành lập chưa được bao lâu, như vậy đã thăng cấp rồi sao?
Trúc Nghiêm Dương cố gắng áp chế lời nói của mình xuống thấp hơn, bây giờ mới trầm giọng nói. Hiệu trưởng Trúc, sao tôi có thể lừa hai anh được? Đây là sự thật, tôi thật sự hâm mộ hai anh, nếu khi đó tôi được đặt vào vị trí của hai anh thì tốt biết bao. Kim Duệ Hằng nói ra những lời như vậy cũng không phải là nịnh hót, hắn nói lời thật lòng, hắn thật sự hối hận vì công tác ở văn phòng tỉnh đoàn. Nếu Kim Duệ Hằng tiếp nhận vị trí của Đào Nghị Thăng hoặc là của Đào Nghị Thăng, không phải bản thân bây giờ đang ở vào địa vị cao vời rồi sao? Nhưng lúc này không thể trách người khác, ai bảo mình không thể thấy được tương lai phát triển cao độ của hai đơn vị kia dưới bàn tay nhào nặng của Vương Tử Quân, đám học viên tốt nghiệp thật sự giống như một mớ nhân tài được rất nhiều công ty tranh giành nhau vỡ mặt. Đặc biệt là những học viên kia tham gia tu sửa bái tổ đài, đây chính là một hành động cứu vãn mặt mũi cho bí thư tỉnh ủy Nhiếp Hạ Quân. Ba người Trúc Nghiêm Dương cười cười nói một lúc, thời gian đã trôi qua khá nhanh, đã sắp đến giờ hội nghị. Trúc Nghiêm Dương và Đào Nghị Thăng cũng không dám ở lại lâu, hai nói lời cáo từ với Kim Duệ Hằng, sau đó đi về phòng hội nghị. Hai người đi đến phòng hội nghị thì bên trong chỉ có nhân viên công tác mà thôi, hai người cũng không nói nhiều, bọn họ tìm một vị trí cuối cùng để ngồi xuống, sau đó lẳng lặng chờ các vị lãnh đạo đi đến. Vương Tử Quân là người đầu tiên đi vào phòng họp. Dù sao thì hắn cũng là người đến nhận chức trễ nhất trong tỉnh đoàn. Tuy bây giờ uy danh và lời nói của hắn rất có độ nặng trong tỉnh đoàn, hầu như có xu thế vượt qua cả Tôn Trạch Hồng, thế nhưng Bí Thư Vương vẫn cực kỳ ẩn giấu, vẫn che núi lấp sông, vẫn cúi đầu làm người, biểu hiện thói quen an phận đến mức cao độ, mỗi lần tổ chức hội nghị đều đi đến đầu tiên. Chào Bí Thư Vương! Đào Nghị Thăng và Trúc Nghiêm Dương thấy Vương Tử Quân đi vào thì vội vàng đứng lên chào hỏi. Ngồi đi, cũng không phải ở ngoài. Vương Tử Quân khoát tay áo với hai người Trúc Nghiêm Dương, sau đó hắn ngồi xuống đúng vị trí của mình. Vì ba người thường xuyên gặp mặt nên mất đi khá nhiều cảm giác lạnh nhạt, nhanh chóng mở lời hàn huyên. Trúc Nghiêm Dương và Đào Nghị Thăng dù có tâm tư nhờ vào Vương Tử Quân để chứng thực những lời vừa rồi của Kim Duệ Hằng là thật hay giả, thế nhưng nếu nóng lòng hỏi Bí Thư Vương như vậy thì thật sự quá liều lĩnh và lỗ mãng. Dù sao thì vấn đề kia cũng quá nhạy cảm, cũng không phải nên hỏi vào đúng thời điểm tổ chức hội nghị ban ngành như thế này. Hoắc Tương Nhiễm, Triệu Nguyên Cố và Tôn Trạch Hồng lục tục đi vào phòng họp, cả ba đều tươi cười hớn hở. Đặc biệt là Tôn Trạch Hồng còn nhiệt tình ném thuốc cho Trúc Nghiêm Dương và Đào Nghị Thăng, bày ra bộ dạng cực kỳ bình dị và gần gũi. Đúng 9 giờ thì Âu Dương Dương đi vào phòng họp, vì bầu không khí trước đó là rất tốt nên nàng cũng trực tiếp nói ra mục đích của hội nghị lần này. Bí thư Âu Dương, tôi cực kỳ đồng ý với chuyện này. Bây giờ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy đã cực kỳ coi trọng công tác đào tạo nghề và hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên, tôi cảm thấy chúng ta nên thừa cơ hội để mở rộng và phát triển. Tôn Trạch Hồng chờ Âu Dương Dương nói xong thì nhanh chóng đứng lên biểu hiện tư thái của mình. Tôi cảm thấy không những tỉnh đoàn phải đẩy mạnh phát triển hạng mục này, chúng ta còn phải chỉ đạo cho tất cả thành đoàn bên dưới phải tham gia vào trong hạng mục, chỉ như vậy mới có thể làm lợi cho dân, làm việc hiện thực. Triệu Nguyên Cố chờ Tôn Trạch Hồng nói xong thì cũng lên tiếng. Hoắc Tương Nhiễm cũng tỏ ý giúp đỡ, Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không phản đối, thế là đề tài thảo luận này được thông qua theo đúng dự đoán. Trúc Nghiêm Dương và Đào Nghị Thăng ngồi đó không nói một lời, ngoài những lúc được hỏi thì mới mở miệng nói chuyện, không hỏi thì ngồi yên như quần chúng. Nhưng khi nhìn thấy các vị lãnh đạo đồng tâm hiệp lực sức mạnh thành đồng, ai cũng muốn đẩy mạnh phát triển hạng mục dạy nghề và hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên. Cả hai đều cảm thấy rất vui mừng. Chỉ cần lãnh đạo ra sức giúp đỡ, như vậy hai người bọn họ tin chắc mình sẽ làm tốt công tác được giao. Khi công tác của mình ngày càng được đẩy mạnh phát triển, tất nhiên bọn họ cũng sẽ là nước lên thuyền lên, sẽ chính thức bước lên vị trí chính cục. Tốt, chuyện này cứ quyết định như vậy. Bí thư Vương, anh là người phụ trách hạng mục này, sau khi tan họp phải cho ra một kế hoạch cụ thể, lúc này tình huống cấp bách nên không thể chậm trễ được. Âu Dương Dương sau khi lên tiếng xác định thì nhanh chóng quay sang nói với Vương Tử Quân, mà Vương Tử Quân lại gật đầu xem như đồng ý. Bí thư Âu Dương, Bí thư Vương nắm hạng mục này rất tốt, rất hiệu quả, đã làm vẻ vang tỉnh đoàn, nhận được lời khen ngợi của lãnh đạo tỉnh ủy, tôi cảm thấy chúng ta nên thỉnh công cho Bí thư Vương. Tôn Trạch Hồng cũng không chờ Âu Dương Dương mở miệng mà đột nhiên cho ra một đòn. Vương Tử Quân nhìn Tôn Trạch Hồng đột nhiên nhảy ra chặn đường, hắn cười cười mà không mở miệng. Hắn biết rõ ý nghĩ của Tôn Trạch Hồng, đây gọi là nâng lên rồi giết, mục đích chính là đưa mình lên cao để sinh ra tranh chấp danh tiếng với Bí thư Âu Dương. Quả nhiên Tôn Trạch Hồng khen ngợi Vương Tử Quân vài câu rồi thay đổi chủ đề.
Nhưng bây giờ hạng mục công tác này đã là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của tỉnh đoàn chúng ta, một lượng công tác lớn như vậy nếu đặt lên người của một mình Bí Thư Vương, tôi cảm thấy thật sự không ổn. Triệu Nguyên Cố và Tôn Trạch Hồng đã sớm đạt thành ăn ý, lúc này vội vàng lên tiếng hát đệm cho Tôn Trạch Hồng. Bí Thư Tôn nói đúng, Bí Thư Âu Dương, tôi cảm thấy chúng ta cần phải nắm cho tốt, nên thành lập một ban ngành lãnh đạo có lực lượng, nếu chúng ta đặt hết trọng trách lên người một mình Bí Thư Vương. Rõ ràng có quan điểm tàn phá nhân tài, nếu đặt trọng trách lên tập thể lãnh đạo thì sẽ tốt hơn. Tập thể lãnh đạo là có ý gì? Trúc Nghiêm Dương và Đào Nghị Thăng hiểu rất rõ, đó chính là có mặt tất cả lãnh đạo, khi có công lao thì mọi người sẽ đều có công, ai cũng có chén canh. Âu Dương Dương nhíu mày một lúc, ánh mắt rơi lên mặt Vương Tử Quân. Tuy nàng cũng không đồng ý với lý luận của Triệu Nguyên Cố và Tôn Trạch Hồng, thế nhưng nàng là lãnh đạo đứng đầu ban ngành. Có đôi khi cũng cần cân đối mối quan hệ giữa các phó bí thư dưới tay mình. Bí thư Vương, anh cảm thấy thế nào? Cuối cùng Âu Dương Dương quyết định hỏi ý kiến của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân thầm cười lạnh, đám người kia bây giờ muốn nhảy ra tranh công sao? Nhưng hắn đã sớm có dự đoán về tình huống này, vì hạng mục này thật sự quá tốt, ai mà chẳng không hy vọng mình có được một chén canh. Vương Tử Quân đã sớm có đối sách, khi Âu Dương Dương đá quả bóng sang thì hắn hắng giọng chuẩn bị lên tiếng. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì cửa phòng họp đã bị mở ra, Trung Địch Hồng nhanh chóng đi vào. Thư ký Trung, cô vội vàng hấp tấp như vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Âu Dương Dương tuy rất yêu mến cô thư ký của mình, thế nhưng lúc này thấy bộ dạng hấp tấp vội vàng của Trung Địch Hồng thì cũng không khỏi lạnh mặt nói. Bí thư Âu Dương, đã xảy ra chuyện, vừa rồi Tiểu Hà của văn phòng khối chính quyền tỉnh đã gọi điện thoại đến nói, phòng lao động thương binh xã hội tỉnh hôm nay đã gửi lên văn phòng một văn kiện. Nói là muốn giao lưu nhân tài với trường nghề thanh niên. Trung Địch Hồng cũng bất chấp lời răn dạy của Bí thư Âu Dương Dương, nàng nhanh chóng nói. Phòng lao động thương binh xã hội muốn thành lập một cơ cấu như trường nghề thanh niên, nhưng lại mở rộng đến tất cả công nhân mất việc, tin tức làm truyền ra không khỏi làm cho đám người Âu Dương Dương phải đứng lên. Đặc biệt là Âu Dương Dương, dù thế nào thì nàng nghe tin tức này và chợt cảm thấy đầu óc của mình giống như nổ ầm một tiếng. Tranh công. Thì ra không chỉ là chính các thành viên ban ngành trong tỉnh đoàn tranh công với nhau, thậm chí phòng lao động thương binh xã hội tỉnh cũng chơi trò ngáng chân. Âu Dương Dương nghĩ đến tình huống mình phải mở miệng cầu cạnh Giản Thuận Bình giúp đỡ chuyển một lượng giáo viên sang giúp đỡ trường nghề thanh niên thì thật sự khó thể kiềm chế tức giận. Vẻ mặt nàng chợt biến đổi, nàng cưỡng chế cơn giận nói. Phòng lao động thương binh xã hội có công tác riêng, chúng ta có công tác riêng, cũng không có gì liên quan đến nhau. Không phải. Bí thư Âu Dương, nghe Tiểu Hà nói thì đám người kia thỉnh cầu chính quyền tỉnh sát nhập trường nghề thanh niên của chúng ta với trường kỹ thuật của bọn họ tạo nên một trường mới, như vậy sẽ tạo nên một trường với lực lượng mạnh hơn, sẽ phục vụ tốt cho công tác dạy nghề cho đoàn viên thanh niên trong tỉnh. Trung Địch Hồng thấy Âu Dương Dương không ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, thế là vội vàng nói tiếp. Gương mặt Âu Dương Dương chợt trắng bệch, bàn tay trắng nõn cũng vỗ mạnh lên mặt bàn. Bí thư Âu Dương. Đây rõ ràng là Giản Thuận Bình quá ức hiếp người, bọn họ đây là muốn biến công lao của chúng ta thành của riêng, mà chúng ta cũng không nên để thành tích của mình rơi vào trong tay người khác được. Tôn Trạch Hồng tỏ ra cực kỳ căm phẫn, hắn trầm giọng nói với Âu Dương Dương. Vừa rồi Tôn Trạch Hồng còn muốn tập thể cùng là lãnh đạo, muốn phân tán thành tích cho mọi người, bây giờ thì tốt, khi vị trưởng phòng giản của phòng lao động thương binh xã hội muốn cướp chậu hoa đi, hắn nhanh chóng dùng giọng không thương lượng để từ chối. Hoắc Tương Nhiễm nãy giờ không mở miệng, lúc này Tôn Trạch Hồng lên tiếng thì hắn cũng trầm giọng nói. Bí thư Âu Dương, đây rõ ràng là Giản Thuận Bình khinh người quá đáng, trước kia bọn họ không làm, bây giờ thấy chúng ta cho ra thành tích, nhận được lời khen ngợi của lãnh đạo thì lại muốn vung tay thu về, nào có chuyện tốt như vậy. Tôi cảm thấy tỉnh đoàn chúng ta dù thế nào cũng không được nhượng bộ, dù là náo loạn đến lãnh đạo tỉnh ủy thì cũng tuyệt đối không giao trường nghề thanh niên và trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên công nhân cho bọn họ. Âu Dương Dương khẽ gật đầu, nàng và nhóm người Tôn Trạch Hồng thật sự lại hoàn toàn nhất trí trên phương diện này. Khi nhìn thoáng qua gương mặt Triệu Nguyên Cố và Vương Tử Quân, Âu Dương Dương quay sang nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, anh xem trong sự kiện này thì Giản Thuận Bình kia có bao nhiêu phần hy vọng. Vương Tử Quân lấy ra một điếu thuốc, nhưng hắn không hút mà chỉ cầm quay quay trên tay. Hắn đã từng có một lần liên hệ với Giản Thuận Bình. Hắn cũng không có ấn tượng gì tốt đẹp với vị trưởng phòng kia, bây giờ thì càng thêm chán ghét. Nhưng hắn thật sự là khó lên tiếng, vì dù xét theo chức trách hay lực lượng thì tỉnh đoàn cũng không thể nào so sánh với phòng lao động thương binh xã hội,
công tác này phần lớn đều là phòng lao động thương binh xã hội ôm đồm. Đối với tỉnh Sơn Nam, phòng lao động thương binh xã hội vung tay nắm hạng mục này cũng là một chuyện tốt. Nhưng nhóm người của phòng lao động thương binh xã hội ngàn vạn lần không nên lấy đi chiếc bánh ngọt của tỉnh đoàn. Vì như vậy thì thật sự là quá khó nhìn, ăn quá hỗn. Nhưng Giản Thuận Bình đã có thể đề xuất ra phương án kia, chắc chắn phải có người giúp đỡ trên tỉnh. Vương Tử Quân khẽ xoay điếu thuốc trên tay, hắn khẽ nói. Phòng lao động thương binh xã hội tuy làm vậy là không hay, thế nhưng nếu so sánh thì bọn họ quả thật có nhiều ưu thế hơn chúng ta. Hơn nữa suy nghĩ của lãnh đạo tỉnh thường nhắm về phái đại cục, sẽ không bận tâm lợi ích của bất kỳ một ban ngành nào đó. Vương Tử Quân nói rất hàm xúc, nhưng ý nghĩa lời nói quá rõ ràng, Âu Dương Dương hiểu, Tôn Trạch Hồng cũng hiểu, Triệu Nguyên Cố và Hoắc Tương Nhiễm hay tất cả những người còn lại cũng đều hiểu. Thế là vô tình một áp lực vô hình phủ xuống phòng họp tỉnh đoàn. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt liên tục biến đổi của Âu Dương Dương, hắn thật sự rất tức giận, thế nhưng nếu dựa theo suy tính thuộc về chức trách thì tỉnh đoàn không có phần thắng quá lớn. Mặt khác các vị lãnh đạo tỉnh ủy sẽ có tác dụng rất lớn trong sự kiện lần này. Khi đến vị trí lãnh đạo cấp tỉnh thì một việc nhỏ cũng không thể quyết định theo cảm tình, tuy tướng ăn của Giản Thuận Bình quá khó coi nhưng bọn họ thật sự có ưu thế rất lớn trong hạng mục dạy nghề và hướng nghiệp, cũng tuyệt đối không phải là tồn tại mà tỉnh đoàn có thể so sánh được. Chưa nói đến trường kỹ thuật, dù là hướng nghiệp cũng mạnh mẽ hơn tỉnh đoàn rất nhiều. Tuy lãnh đạo tỉnh sẽ có người cảm thấy khó chịu vì trò nhảy lên hái quả của phòng lao động thương binh xã hội, nhưng cũng có rất ít cán bộ lãnh đạo tỉnh sẽ đưa tình cảm của mình lẫn vào trong lúc cho ra những quyết sách quan trọng. Tôi đi tìm Giản Thuận Bình, sẽ để anh ta thu hồi ý nghĩ này lại. Âu Dương Dương chợt trầm ngâm, sau đó nàng ngẩng đầu thật mạnh, trầm giọng cho ra quyết định. Âu Dương Dương nói là đi tìm nói chuyện, thực tế chính là đi đàm phán với Giản Thuận Bình, nói không dễ nghe chính là đến thỉnh cầu Giản Thuận Bình giơ cao đánh khẽ. Đây vốn là quả nhà mình nhưng lại phải đi xin người ta mới được hái. Loại cảm giác này thật sự là quá uất ức. Tôn Trạch Hồng há hốc miệng nhưng không nói ra lời nào, Triệu Nguyên Cố thì cúi đầu, Hoắc Tương Nhiễm thì cắn chặt miệng muốn đứng lên nhưng cuối cùng lại vẫn ngồi đó. Vương Tử Quân thấy và hiểu biểu hiện của ba vị phó bí thư tỉnh đoàn, hắn khẽ đứng lên nói với Âu Dương Dương. Bí thư Âu Dương, tôi cũng đã gặp vị trưởng phòng Giản kia một lần, tôi cùng đi với chị. Âu Dương Dương khẽ gật đầu, vẻ mặt cực kỳ kiên quyết và bình tĩnh. Vương Tử Quân cũng thật sự bội phục vị bí thư này, người phụ nữ sắt quả nhiên không phải cứng rắn như bình thường, trên nhiều phương diện còn có một cảm giác kiên định khó tưởng. Vốn là một hội nghị vui vẻ thế nhưng vì một tin tức xuất hiện mà rơi vào tình huống bị đè nén. Hai người Trúc Nghiêm Dương và Đào Nghị Thăng thậm chí còn không dám thở mạnh, bọn họ chỉ sợ các vị lãnh đạo nổi giận sẽ chuyển hết lên đầu mình. Âu Dương Dương nói là làm ngay. Nửa giờ sau khi cho ra quyết định thì cùng Vương Tử Quân đi xe về phía phòng lao động thương binh xã hội tỉnh, trên xe ngoài lái xe còn có cả thư ký Trung Địch Hồng. Bí thư Tử Quân, có phải cảm thấy rất bực bội không? Âu Dương Dương và Vương Tử Quân cùng ngồi ở hàng ghế phía sau, khi xe chạy ra khỏi cổng tỉnh ủy thì nàng quay sang mỉm cười hỏi Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân cũng cười nói. Nếu nói không có thì thật sự là không thể. Nói thật thì tôi cảm thấy rất bức bối. Các vị như bí thư Tôn cũng sẽ như vậy, cán bộ cơ quan cũng như vậy. Nếu anh làm ra được thành tích thì có người ngửi được mùi chạy đến, như thế thật sự quá khó chịu. Giản Thuận Bình không phải vì thấy tỉnh đoàn chúng ta thành công trong công tác đào tạo nghề và hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên, hơn nữa lại thấy bí thư Nhiếp khen ngợi mà nổi lòng tham sao. Anh cảm thấy hắn vung tay làm cho ra hồn sao. Trước kia chúng ta cầu xin bọn họ tham gia, bọn họ lại cười chúng ta chỉ làm trò mèo. Trên gương mặt thanh tú của Âu Dương Dương chợt xuất hiện nụ cười lạnh. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn là người hiểu rõ toàn bộ quá trình, thậm chí còn hiểu sâu hơn cả Âu Dương Dương. Nếu như không phải Vương Tử Quân trùng hợp có được sự trợ giúp của Lão Hào, biết đâu trường nghề thanh niên cũng sẽ chẳng đứng vững được bao lâu. Nhưng có một số việc mà chúng ta không thể nào thỏa hiệp. Âu Dương Dương thở dài một hơi, nàng đưa tay khẽ vuốt hai hàng chân mày của mình, sau đó quay sang nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân không nói gì, hắn tuy không muốn thỏa hiệp cùng phòng lao động thương binh xã hội, nhưng hắn cũng hiểu biện pháp tốt nhất chính là đàm phán với đám lãnh đạo phòng lao động thương binh xã hội. Nếu thật sự đưa sự việc lên tay lãnh đạo tỉnh ủy, như vậy hy vọng chiến thắng của tỉnh đoàn là không lớn. Phòng lao động thương binh xã hội cũng không cách quá xa khu văn phòng tỉnh ủy, vì trước đó đã có liên lạc nên khi Âu Dương Dương và Vương Tử Quân xuống xe thì trong khu văn phòng của phòng lao động thương binh xã hội đã có vài người chờ sẵn.
Bí thư Âu Dương, Bí thư Vương, hoan nghênh, hoan nghênh. Vị chủ nhiệm văn phòng của phòng lao động thương binh xã hội trước kia đã từng gặp mặt Vương Tử Quân và Âu Dương Dương một lần, bây giờ thấy Âu Dương Dương và Vương Tử Quân xuống xe thì cười tươi chào đón, trên mặt tràn đầy vẻ nhiệt tình. Âu Dương Dương lễ phép bắt tay với vị chủ nhiệm văn phòng, sau đó nàng cười nói. Chủ nhiệm Trương, tôi đã có hẹn với trưởng phòng giản của anh, bây giờ anh ấy có rảnh không? Nụ cười của chủ nhiệm Trương còn sáng lạn hơn cả Âu Dương Dương, hắn dùng giọng cực kỳ áy náy nói với bí thư Âu Dương. Bí thư Âu Dương, trưởng phòng giản của chúng tôi vừa đi ra ngoài, là chủ tịch Tề gọi điện thoại đến, nói rằng muốn anh ấy đến gặp mặt. Chủ nhiệm Trương nói đến đây thì lại khẽ hạ giọng nói. Hình như chủ tịch Tề rất quan tâm đến trường nghề thanh niên của phòng chúng tôi, vừa rồi tôi đã giúp trưởng phòng giản chuẩn bị hơn 10 phần tài liệu. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của chủ nhiệm Trương mà trong lòng thầm cười lạnh, chiêu thức này của trưởng phòng giản rõ ràng là muốn hạ uy thế của bí thư Âu Dương Dương và mình, ép hai người bọn họ phải hạ thấp tư thái. Âu Dương Dương khẽ cau mày, thế nhưng bước chân đi về phía khu văn phòng của phòng lao động thương binh xã hội cũng không có ý dừng lại. Chủ tịch Tề có thái độ như vậy với công tác của chúng tôi thì thật sự là rất nhanh nhạy, tôi tin tưởng trưởng phòng giản sẽ không đi quá lâu. Chúng tôi ở lại chờ trưởng phòng giản, đỡ phải mất công đi lần sau. Vậy thì tốt quá, bí thư Âu Dương, mời chị vào ngồi chờ, chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho trưởng phòng giản. Chủ nhiệm Trương vừa nói vừa đưa Âu Dương Dương và Vương Tử Quân vào trong một phòng khách rộng rãi, nhân viên công tác bên trong đã nhanh tay chuẩn bị trà nước và trái cây cho hai người Âu Dương Dương. Sau khi chủ nhiệm Trương gọi một cuộc điện thoại thì lập tức đi đến nói đủ mọi loại chuyện với Vương Tử Quân và Âu Dương Dương. Chốc chốc còn kêu gọi nhân viên pha trà rót nước, thật sự rất khách khí. Âu Dương Dương cũng không nói nhiều, trách nhiệm tất nhiên sẽ rơi lên người Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nói chuyện với chủ nhiệm Trương, lúc này hắn mới biết đối phương có tài nói chuyện như thế nào. Hơn một giờ trôi qua, chủ nhiệm Trương nói từ trong nước ra quốc tế, chủ đề không bao giờ dừng lại, không bao giờ lặp lại. Âu Dương Dương liên tục đưa tay nhìn đồng hồ, tất nhiên Vương Tử Quân hiểu ý nghĩ của nàng. Vị chủ nhiệm Trương kia cũng hiểu rõ. Hắn tỏ vẻ xin lỗi, lại đi gọi điện thoại, sau đó quay lại nói trưởng phòng giản còn đang ở trong phòng làm việc của chủ tịch Tề, còn chưa đi ra. Mãi đến khi gần tan tầm thì giản Thuận Bình mới quay về. Khi đi đến cửa thì hắn cười ha hả nói với Âu Dương Dương. Bí thư Âu Dương, thật sự xin lỗi, hôm nay chủ tịch Tề có hứng thú quá lớn, tôi muốn thoát thân nhưng thật sự không tìm được cơ hội. Lúc này chủ tịch Tề còn nói tôi ở lại dùng cơm trưa, nhưng tôi nghĩ đến em Âu Dương đang chờ ở đây, mới lấy cớ quay về. Âu Dương Dương cũng hiểu giản Thuận Bình đang cố ý lừa gạt mình, nhưng nàng có việc cần cầu người, thế nên chỉ cười nói. Anh giản quá nhân nghĩa rồi, Âu Dương Dương tôi còn phải cảm ơn anh mới đúng. Lúc này cũng không còn sớm, hôm nay anh cho tôi một cơ hội, tôi muốn mời trưởng phòng giản vài ly. Ôi, bí thư Âu Dương quá khách khí rồi. Đi đến phòng lao động thương binh xã hội sao lại để em mời khách? Tiểu Trương, mau đi sắp xếp, nói tôi mời khách bí thư Âu Dương. Giản Thuận Bình vừa nói vừa quay sang vẫy tay với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, hôm nay cậu đến chỗ anh, cần phải uống nhiều một chút mới được. Vương Tử Quân cười cười, tuy hắn rất bực bội với Giản Thuận Bình, thế nhưng lúc này hắn chỉ có thể tươi cười nói. Trưởng phòng Giản quá khách khí rồi, phải là em đây kính anh vài ly mới đúng. Hai bên mở lời khách khí với nhau nhưng bầu không khí lại khá hòa hợp, chủ nhiệm Trương sắp xếp địa phương dùng cơm cũng không quá xa, là khách sạn của phòng lao động ở cách khu văn phòng này chưa đến vài chục mét. Trong một đơn vị như phòng lao động thương binh xã hội thì Giản Thuận Bình chính là một ông vua cao cao tại thượng, chỉ cần muốn ăn cơm sẽ có một đống người chạy ra hầu hạ, các vị quản lý và phó quản lý của khách sạn càng xuất hiện như đèn kéo quân. Bí thư Âu Dương, khách sạn của phòng lao động thương binh xã hội chúng tôi cũng không có thức ăn gì ngon. Vì thế mong em bỏ qua cho. Tôi mời em một ly, hoan nghênh các vị lãnh đạo tỉnh đoàn đến phòng lao động thương binh xã hội chúng tôi kiểm tra chỉ bảo công tác. Giản Thuận Bình gắp một miếng rau bỏ vào miệng, sau đó nâng ly rượu lên nói với Âu Dương Dương. Âu Dương Dương cũng nâng ly lên nói. Trưởng phòng Giản, anh nói như vậy chẳng khác nào đuổi chúng tôi đi, anh không thích mời cơm cô em gái này thì cứ nói rõ, chứ em đây cũng không dám chạy đến phòng lao động thương binh xã hội để kiểm tra chỉ đạo công tác. Hai vị cán bộ cấp sở nói chuyện với nhau, sau đó cùng uống cạn. Tửu lượng của Âu Dương Dương thật sự không tệ, nàng uống hết một ly rượu lớn mà căn bản không chút phản ứng. Giản Thuận Bình lên tiếng hô hào, bầu không khí trên bàn rượu dần trở nên nhiệt liệt.
hai tên phó phòng được Giản Thuận Bình gọi đến tiếp khách cũng rót rượu cho Vương Tử Quân và Âu Dương Dương, bộ dạng cực kỳ vui vẻ. Trưởng phòng Giản, anh Giản, em gái kính anh một ly. Em đây cũng không cầu gì khác, chỉ mong sau này anh Giản ăn thịt thì cho em gái đói khát này một miếng đỡ đói lòng. Khi tiệc rượu tiến hành được một nửa thì Âu Dương Dương cầm chai rượu cười ha hả nói ra mục đích của mình. Khi Âu Dương Dương đứng lên rót rượu thì Giản Thuận Bình cũng đứng lên, hắn cười ha hả nói. Bí thư Âu Dương, em nói vậy là oan ức cho anh, nói thật, anh đến bây giờ đều luôn nghĩ cho em, nếu anh có thịt ăn, tuyệt đối sẽ không để cho em ăn canh. Giản Thuận Bình vừa nói vừa uống cạn ly, sau đó nói tiếp. Bí thư Âu Dương hôm nay đến đây để làm gì thì anh Giản này biết rất rõ, nói thật thì anh cũng không muốn tranh chấp với em, nhưng trợ giúp công nhân học nghề và tìm việc làm chính là nhiệm vụ mà lãnh đạo tỉnh đã giao cho Phòng Lao động Thương binh Xã hội các anh, thế cho nên anh cũng chỉ có thể kiên trì nhiệm vụ của mình mà thôi. Vương Tử Quân thấy Giản Thuận Bình nói chuyện với Âu Dương Dương thì đặt ly rượu xuống. Hắn nào không hiểu ý nghĩ của Giản Thuận Bình, rõ ràng đối phương đang đẩy trách nhiệm lên người lãnh đạo tỉnh. Là vị lãnh đạo nào chỉ thị cho trưởng phòng Giản, em sẽ đi tìm vị ấy, mong lãnh đạo sẽ thương tình cho những vất vả của tỉnh đoàn trong thời gian qua, em tin tưởng các vị lãnh đạo đều sẽ nói đạo lý. Âu Dương Dương cũng không vì lời nói của Giản Thuận Bình mà thay đổi, nàng vẫn cười hì hì nói. Vẻ mặt Giản Thuận Bình chợt biến đổi, trong lòng thầm nghĩ Âu Dương Dương thật sự là không dễ chọc vào. Cũng may hắn đã quá thành thạo công phu thái cực quyền, đã có công lực quá sâu, hắn khẽ cười nói. Bí thư Âu Dương, có rất nhiều lãnh đạo cho ra chỉ thị với Phòng Lao động Thương binh Xã hội, anh cảm thấy em cũng đừng phí công. Anh biết rõ bí thư Âu Dương phát triển trường nghề thanh niên cũng tốn không ít tâm tư, nhưng bây giờ lãnh đạo lại nói như vậy, anh đây cũng không biết làm gì khác hơn. Vẻ mặt Âu Dương Dương chợt biến đổi, nhưng ngay sau đó lại khôi phục nụ cười, nàng nâng ly rượu lên nói. Trưởng phòng Giản, cảm ơn anh đã chiêu đãi chúng tôi, nhưng sự việc thật sự đúng như lời của trưởng phòng Giản. Tỉnh đoàn chúng tôi đã mất rất nhiều sức lực, tuyệt đối sẽ không đứng nhìn miếng bánh của mình bị người ta ăn mất. Âu Dương Dương nói xong thì cầm ly rượu lên uống cạn, gương mặt vốn trắng nõn nhưng lại biến thành đỏ hồng sau khi uống cạn ly rượu. Ha ha ha, bí thư Âu Dương, anh cũng hy vọng các em có thể thông qua các vị lãnh đạo tỉnh để xử lý vụ này. Em cũng biết đấy, bây giờ làm càng nhiều thì trách nhiệm càng lớn, anh cũng không muốn đặt tất cả trách nhiệm lên người Phòng Lao động Thương binh Xã hội. Giản Thuận Bình nâng ly lên uống cạn, nụ cười trên mặt lại không chút suy giảm. Hai bên đã nói ra những lời không hài lòng, đã ngã bài với nhau, thế cho nên bữa tiệc xem như chấm dứt. Nhưng đối với chuyện Vương Tử Quân và Âu Dương Dương rời đi, Phòng Lao động Thương binh Xã hội lại rất nể mặt, Giản Thuận Bình dẫn theo vài vị phó phòng tự mình đi ra ngoài tiễn chân. Khi xe của Âu Dương Dương chạy đi như bay thì Giản Thuận Bình lúc này mới thả bàn tay xuống, hắn nhìn một vị phó phòng ở bên cạnh rồi nói. Người phụ nữ sắt quả nhiên là người phụ nữ sắt, rất có khí phách. Vị phó phòng ở bên cạnh cũng cười nói. Âu Dương Dương là người phụ nữ sắt nhưng trưởng phòng Giản lại là đàn ông thứ thiệt, dù cô ta làm bằng sắt thì gặp phải ngài cũng phải mềm ra mà thôi. Vị phó phòng kia thật sự có trình độ không phải bình thường, đặc biệt khi nói đến bốn chữ đàn ông thứ thiệt thì thật sự lên giọng rất trầm bổng. Đây chính là đề tài mà đàn ông thích nhất, tất cả mọi người chợt cười lên ha hả. Anh đấy. Thứ gì cũng nói được. Giản Thuận Bình chỉ vào tên phó phòng ở bên cạnh rồi mắng, nhưng nụ cười trên mặt hắn lại cho thấy mình cực kỳ thích thú với lời nói của đối phương. Trưởng phòng Trần nói rất đúng, tôi cảm thấy ngài hôm nay thật sự có biểu hiện của một người đàn ông thứ thiệt. Ngài xem vị phó bí thư Vương của tỉnh đoàn, đối phương trừ dùng cơm ra thì còn làm được gì. Xem ra bị người phụ nữ sắt kia ép cho khó thể ngẩng mặt lên. Chủ nhiệm Trương gần đây rất được trưởng phòng Giản yêu mến. Lúc này thấy Giản Thuận Bình thích được xưng hô là đàn ông thứ thiệt thì cũng nhanh chóng góp vui. Cũng không phải là như vậy, tôi nghe nói trong tỉnh đoàn thì kẻ khổ sở nhất là Hoắc Tương Nhiễm, vì kẻ này bị bà vợ sắt quản chặt trong nhà, đến cơ quan lại gặp lãnh đạo là người phụ nữ sắt, thật sự không phải đau khổ bình thường. Nghe đám cấp dưới lên tiếng nghị luận, nụ cười trên mặt Giản Thuận Bình càng thêm sáng lạn. Chương 396, đủ loại hương vị. Giản Thuận Bình khẽ khoát tay áo với chủ nhiệm Trương đang định tiếp tục lên tiếng. Âu Dương Dương không phải là một người phụ nữ đơn giản, nếu như không phải vì trường nghề thanh niên cho ra thành tích quá lớn, tôi cũng không muốn kết oán với cô ta. Lúc này chủ nhiệm Trương liên tục gật đầu tán thưởng trưởng phòng Giản nhìn xa trông rộng, một vị phó phòng lại dùng giọng có chút lo lắng nói. Trưởng phòng Giản,
nếu Âu Dương Dương đã nói ra những lời như vậy, rõ ràng sẽ tìm đến nói chuyện với lãnh đạo tỉnh, nếu để cho cô ta liên hệ được với lãnh đạo tỉnh, chẳng phải chúng ta sẽ càng bị động sao? Chậc chậc, mọi người có câu có chí làm quan có gan làm giàu, lớn gan giàu có nhát gan chết đói, nếu cứ lo trước nghĩ sau như anh thì chẳng phải quá bảo thủ rồi sao? Nào còn đường để sáng tạo, phát triển và mở rộng công tác? Anh Trịnh, theo tôi thấy thì anh thuần túy là buồn lo vô cớ, lãnh đạo tỉnh là những người ngây ngốc sao? Thế nào lại xuất phát từ chút lợi ích của tỉnh đoàn? Lãnh đạo tỉnh là những người nhìn đại cục, suy nghĩ đến phương hướng phát triển của cả tỉnh. Mặt khác Chủ tịch Tề đã tỏ thái độ, nhất định sẽ trợ giúp hết mình cho phương án nắm giữ trường nghề thanh niên và trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên công nhân cho chúng ta. Giản Thuận Bình nói đến Tề Chính Hồng thì giọng điệu càng tràn đầy tự tin. Nếu so với một Giản Thuận Bình nắm chắc thắng lợi trong tay thì vẻ mặt Âu Dương Dương cực kỳ âm trầm. Dù trước khi đến thì nàng đã cảm thấy không thể nào nắm chắc 10 phần khi đối thoại với Giản Thuận Bình, thế nhưng khi tình huống cá chết lưới rách xuất hiện trước mặt, nàng cũng vẫn hy vọng sự việc không kết thúc trong phương án làm khó cho cả hai như vậy. Nhưng Giản Thuận Bình vẫn khăng khăng muốn giữ lấy Trương Tùng Niên và Trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên công nhân, bộ dạng dù thế nào cũng nhất quyết nuốt vào bụng. Bí thư Vương, xem ra chúng ta cũng chỉ có thể tử chiến đến cùng mà thôi. Âu Dương Dương đột nhiên quay sang nhìn Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói. Tử chiến đến cùng thì khả năng thắng lợi cũng không phải là rất lớn. Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không nói ra những lời thế này, hắn chỉ lẳng lặng nhìn Âu Dương Dương, đợi nàng nói tiếp. Tôi chuẩn bị quay về sẽ tổ chức hội nghị bí thư đoàn toàn tỉnh, yêu cầu từng thành đoàn đều làm tốt công tác dạy nghề cho đoàn viên thanh niên, đều có trường nghề và trung tâm hướng nghiệp, tạo thành một mạng lưới bao phủ toàn tỉnh. Âu Dương Dương nói bằng giọng điệu khá trầm thấp nhưng lại mang theo quyết tâm và kiên định vô hạn. Tiền trảm hậu tấu, Âu Dương Dương thật sự muốn dùng phương pháp này để ép vua thoái vị. Nếu sử dụng tốt thì tất nhiên có thể giữ lại được trường nghề thanh niên và trung tâm hướng nghiệp, thế nhưng nếu làm không tốt, như vậy sẽ phải chịu lời phê bình của lãnh đạo tỉnh. Bí thư Âu Dương, có phải chúng ta nên suy nghĩ kỹ một chút không? Vương Tử Quân nhanh chóng phân tích khả năng thắng bại, sau đó hắn khẽ hỏi. Tôi đã suy xét rất rõ ràng, dù là lãnh đạo tỉnh muốn đánh bằng roi thì Âu Dương Dương này cũng sẽ tiếp nhận, nhưng chúng ta sẽ tuyệt đối không trơ mắt nhìn những thành tích mà mình khổ sở lắm mới tạo dựng ra được bị đám tiểu nhân Giản Thuận Bình kia lấy đi mất. Âu Dương Dương vung tay lên với Vương Tử Quân, tỏ ý nói Vương Tử Quân không cần khuyên nữa. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng đã quyết định của Âu Dương Dương, Vương Tử Quân biết rõ dù có khuyên nữa cũng vô dụng. Hắn cũng thật sự không vừa mắt trò ép người của Giản Thuận Bình. Lúc này Âu Dương Dương đã quyết định, hắn trầm ngâm một lát rồi cười nói. Nếu bí thư Âu Dương đã quyết định thổi kèn quyết chiến, tôi cũng chỉ đi theo chị. Có câu thế này, gió xuân thổi mạnh chống trận đùng đùng, chúng ta cùng chiến đấu với phòng lao động một trận, để xem cuối cùng là kẻ nào cười. Vương Tử Quân dù nói giọng điệu trêu đùa nhưng Âu Dương Dương nghe vào tai mà không bật cười, rõ ràng vị bí thư tỉnh đoàn này đã hạ quyết tâm rất lớn, nhưng lúc này trong lòng vẫn là gánh nặng rất lớn. Vương Tử Quân tất nhiên biết rõ điều này, dù sao thì Âu Dương Dương cho ra quyết định cũng đã đánh bạc nhiều thứ, thậm chí cả cái nhìn và sự đánh giá của lãnh đạo tỉnh. Nói thì sẽ làm, Âu Dương Dương quay về tỉnh đoàn và tổ chức họp. Sau khi triệu tập đám thành viên ban ngành Tôn Trạch Hồng, Triệu Nguyên Cố, Hoắc Tương Nhiễm đến phòng họp, nàng cũng không trưng cầu ý kiến, trực tiếp nói ra tính toán của mình. Các đồng chí, chuyện này cứ quyết định như vậy. Các vị đang ngồi nơi đây đều đã cố gắng hết sức cho công tác thanh niên, tất nhiên sẽ không hy vọng thành quả lao động của mình sẽ bị người ta hái mất. Điều chúng ta cần làm bây giờ chẳng những là bảo vệ thành quả lao động của mình, còn phải phục vụ thật tốt cho thanh niên đoàn viên. Âu Dương Dương dùng giọng chém đinh chặt sắt nói, nàng căn bản không cho đám người Tôn Trạch Hồng dư âm bàn lùi, lúc này nàng đã thật sự biểu hiện sự cứng rắn của một người phụ nữ sắt. Đám người Tôn Trạch Hồng tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý, thế nhưng lúc này bọn họ đối mặt với quyết định lớn gan của bí thư Âu Dương cũng tràn đầy kinh hãi. Bọn họ dù thế nào cũng chưa từng nghĩ sự việc sẽ đến nước này. Bây giờ phòng lao động thương binh xã hội tỉnh đã có phương án đưa lên cho lãnh đạo tỉnh, mà tỉnh đoàn cũng căn bản không quan tâm, vẫn tiếp tục phổ biến hạng mục đào tạo nghề và hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên đã đạt được thành tích xuống các đơn vị thành đoàn. Nếu hệ thống đào tạo nghề và hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên được xây dựng một loạt ở tỉnh Sơn Nam, như vậy dù lãnh đạo có ý kiến thì chỉ sợ cũng chỉ có thể cho qua mà thôi. Tôi cảm thấy chúng ta nên làm như vậy, Giản Thuận Bình trước kia không chịu làm, bây giờ thấy chúng ta làm tốt thì đỏ mắt nóng tai, muốn vung tay hái trái.
Chúng ta nên cho đám người này biết thế nào là lợi hại, để cho bọn họ biết tỉnh đoàn chúng ta cũng không phải dễ trêu. Hoắc Tương Nhiễm là người đầu tiên nhảy ra tán thành phương án của Âu Dương Dương, hắn vỗ tay lên mặt bàn, bộ dạng không đội trời chung với đám người phòng lao động thương binh xã hội. Tôn Trạch Hồng trầm ngâm trong giây lát, sau đó cũng gật đầu nói. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của Bí thư Âu Dương, dù là lãnh đạo tỉnh cũng không thể không nói đạo lý. Hơn nữa hạng mục này còn nhận được nhiều lời khen ngợi của Bí thư Nhiếp, tôi cảm thấy chúng ta mở rộng kinh nghiệm cho các đơn vị thành đoàn là chẳng có gì sai. Nếu so sánh với Hoắc Tương Nhiễm thì Tôn Trạch Hồng có vẻ xảo quyệt hơn, đồng thời cũng lên tiếng rất đúng trọng điểm. Đó chính là hắn cũng không nói gì cả, hắn tỏ vẻ không biết những chuyện mờ ám của phòng lao động thương binh xã hội tỉnh, các người làm chuyện của các người, chúng tôi làm chuyện của chúng tôi đẩy mạnh phát triển hạng mục đã được Bí thư tỉnh ủy khen ngợi, điều này cũng không ai nói được. Vương Tử Quân cũng hiểu rõ lời của Tôn Trạch Hồng, hắn đưa mắt nhìn Âu Dương Dương, sau đó gật đầu nói. Tôi đồng ý với ý kiến của Bí thư Tôn, chuyện này nên làm thế nào thì cứ làm như vậy. Còn chuyện của phòng lao động thương binh xã hội tỉnh, chúng ta và họ cũng không phải là một hệ thống, hai bên cũng không có quan hệ lệ thuộc, chúng ta có những sắp xếp và bố trí khác nhau, căn bản không cần quan tâm đến bọn họ. Hai người Vương Tử Quân và Tôn Trạch Hồng lên tiếng đã giảm bớt không ít áp lực cho Âu Dương Dương. Lúc này nàng mỉm cười nhìn hai trợ thủ của mình, sau đó mới khẽ nói. Như vậy cứ xử lý theo ý kiến của hai anh, chúng ta thực hiện những công tác thuộc về mình. Đúng rồi, Tương Nhiễm, nếu anh có thời gian thì liên hệ với các vị lãnh đạo một chút, nói rõ những cố gắng và trả giá của tỉnh đoàn chúng ta trong sự kiện này. Âu Dương Dương nói đến lãnh đạo, tất nhiên là bố vợ của Hoắc Tương Nhiễm. Lúc bình thường thì Âu Dương Dương rất ít khi nhắc đến chuyện này, nhưng bây giờ nàng nói ra trước mặt mọi người, nói rõ nàng rất coi trọng chuyện này. Bí thư Âu Dương cứ yên tâm. Chỉ cần có cơ hội thì tôi sẽ nhất định báo cáo với ông cụ về chuyện này, tôi tin tưởng ông ấy cũng không muốn nhìn thấy chúng ta bị ức hiếp. Hoắc Tương Nhiễm nghe thấy Bí thư Âu Dương Dương nhắc đến bố vợ của mình, thế là trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, lại càng mỉm cười lên tiếng. Hội nghị lần này mở không quá lâu nhưng lại cho ra những quyết định cực kỳ quan trọng. Phần lớn cán bộ tỉnh đoàn đều đã biết đến tính toán của phòng lao động thương binh xã hội tỉnh, tuy chuyện này đối với đa số mọi người là không liên quan. Thế nhưng bọn họ là các thành viên của một đơn vị, thế cho nên rất nhiều người biểu hiện rất căm phẫn. Vào thời điểm này lực ngưng tụ và hướng tâm là rất mạnh, cũng vào thời điểm này tất cả được biểu hiện cực kỳ phong phú, vô tiền khoáng hậu. Trên đường Vương Tử Quân quay về phòng làm việc đã bị một vài cán bộ trẻ tuổi hỏi về vấn đề này, sau khi quay về phòng làm việc, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì Thái Thần Bân đã đi đến. Sau khi nói về vài vấn đề thì Thái Thần Bân có chút do dự, lúc này mới nói. Bí thư Vương, có phải trường nghề thanh niên thật sự phải đưa lên cho phòng lao động thương binh xã hội tỉnh hay không? Từ khi Thái Thần Bân đi đến nhận công tác ở tỉnh đoàn thì luôn theo sát Vương Tử Quân, hắn biết rõ trường nghề thanh niên chính là một trong những hạng mục quan trọng của Bí thư Vương, bây giờ nếu bị người ta cướp mất, như vậy chẳng khác nào trồng cây để người ta hái trái. Cậu nghe ai nói vậy? Vương Tử Quân dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Thái Thần Bân, sau đó khẽ hỏi. Bây giờ đã truyền khắp trong đơn vị, rất nhiều người mắng người của phòng lao động thương binh xã hội tỉnh, càng có người nói nếu lãnh đạo để cho người của phòng lao động cướp hạng mục này đi, thật sự không khác nào làm nhục cả cơ quan. Vương Tử Quân khẽ cười, thầm nghĩ đám người kia thật sự rất giỏi so sánh. Nhưng hắn cũng không muốn dây dưa ở phương diện này, hắn khoát tay với Thái Thần Bân. Người khác nói gì thì cậu không cần phải lo, nhưng cậu không nên tham gia vào những trò thảo luận như vậy. Bí thư Âu Dương đã cho ra quyết định, hai ngày sau sẽ tổ chức hội nghị đoàn toàn tỉnh, sẽ phổ biến và đề cử kinh nghiệm dạy nghề và hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên xuống các đơn vị thành đoàn, muốn tất cả thành đoàn phải dựa vào ưu thế của bản thân để trợ giúp đoàn viên thanh niên được học nghề và tìm được việc làm. Vương Tử Quân nói không quá nhiều nhưng lại làm cho Thái Thần Bân thật sự vui mừng. Thái Thần Bân cũng là người lăn lộn trong cơ quan nhiều năm, nào không nghe rõ ý nghĩa lời nói của Bí thư Vương. Cái gọi là mở rộng kinh nghiệm chính là một hành vi đối kháng công khai của tỉnh đoàn với phòng lao động thương binh xã hội tỉnh. Nội dung hội nghị của Âu Dương Dương nhanh chóng truyền khắp văn phòng tỉnh đoàn, phần lớn cán bộ đều tỏ ra cực kỳ vui mừng, đồng thời cũng cực kỳ nhiệt tình chuẩn bị cho hội nghị tỉnh đoàn. Chưa nói đến những chuyện khác, nếu là trước kia thì chuyện thông báo cho các đơn vị cấp dưới bằng điện thoại cũng mất cả ngày, nhưng lần này thì không một ai lười biếng, ngày trước năng suất cao lắm thì cũng phải mất một tiếng. Nhưng bây giờ chỉ mất 10 phút đã làm xong việc. Vấn đề chuẩn bị sân bãi hội nghị,
tài liệu, văn kiện, đều được Âu Dương Dương cho ra quyết định, ngay sau đó cũng nhanh chóng vận chuyển đâu vào đấy. Động tác của tỉnh đoàn tất nhiên sẽ không qua mắt được người có tâm, không ít những tên cán bộ công tác ở văn phòng tỉnh ủy nhiều năm đã cảm nhận được bầu không khí khác biệt ở tỉnh đoàn. Nhưng bọn họ cũng sẽ không tham gia vào, dù sao thì lựa chọn tốt nhất của bọn họ trong tình thế bây giờ chính là đứng yên xem kịch vui. Bí thư Vương, chúng ta đều đã chuẩn bị xong, nhưng còn chưa báo cáo với bí thư Lưu Truyền Thủy. Âu Dương Dương lại đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân, sau đó nàng khẽ thương lượng với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn hiểu ý của Âu Dương Dương. Lưu Truyền Thụy là phó bí thư nắm công tác của tỉnh đoàn, bây giờ bọn họ tổ chức hội nghị với quy mô toàn tỉnh thì nhất định phải báo cáo với bí thư Lưu. Nhưng lúc này Âu Dương Dương đang muốn áp dụng phương án tiền trảm hậu tấu, chỉ sợ nó khó qua được cửa của bí thư Lưu Truyền Thụy. Bí thư Âu Dương, chúng ta cũng không cần báo cáo, tôi cảm thấy tỉnh đoàn triệu tập một hội nghị các lãnh đạo đơn vị thành đoàn cũng không có vấn đề, chúng ta chỉ cần mời bí thư Lưu tham gia là được. Vương Tử Quân khẽ gõ tay lên bàn, hắn dùng giọng nghiêm trang nói với Âu Dương Dương. Không báo cáo, dù sao cũng đã là như vậy, coi như mở một hội nghị thường kỳ mà thôi. Còn chuyện truyền đạt kinh nghiệm dạy nghề và hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên thì chỉ xem là một hạng mục nhỏ nhặt, căn bản không cần báo cáo. Ánh mắt Âu Dương Dương chợt lóe lên, nàng thầm nghĩ mình đã có chút váng đầu, suy nghĩ mãi đến vấn đề báo cáo cho bí thư Lưu, cũng không nghĩ ra điều này. Chính mình phá lệ tổ chức một hội nghị tỉnh đoàn, lần này cũng chỉ cần trực tiếp mời bí thư Lưu là được, bây giờ vắt óc suy nghĩ nên báo cáo với bí thư Lưu như thế nào thì rõ ràng là vẽ rắn thêm chân. Âu Dương Dương càng thêm yên tâm, thế là nàng nói chuyện vài câu với Vương Tử Quân, sau đó rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, đi về phía văn phòng tỉnh ủy. Ngày thứ ba, tỉnh đoàn tổ chức hội nghị đoàn toàn tỉnh, được tổ chức trong phòng họp lớn của tỉnh ủy. Hội nghị tập trung tất cả lãnh đạo thành đoàn các thành phố và bí thư chi đoàn các trường đại học cao đẳng trong toàn tỉnh. Trong hội nghị, đám lãnh đạo tỉnh đoàn Âu Dương Dương và Vương Tử Quân ngồi trên đài chủ tịch. Hội nghị bắt đầu, tất nhiên sẽ là truyền đạt văn kiện của Trung ương đoàn, đây chỉ là một bước đệm mà thôi. Cuối cùng chính là bí thư tỉnh đoàn Âu Dương Dương đứng lên phát biểu, nàng yêu cầu phổ biến kinh nghiệm đào tạo nghề và hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên xuống các thành phố. Yêu cầu các đơn vị đoàn cấp dưới cần phải phát huy khả năng và ưu thế của mình, phục vụ hết mình cho công tác thanh niên. Tất nhiên đối với hạng mục này thì Âu Dương Dương sẽ cho ra kinh nghiệm của tỉnh đoàn, yêu cầu các đơn vị cấp dưới cần phải lo cho cái lo của quần chúng, nghĩ đến suy nghĩ của quần chúng, giúp đỡ những gì quần chúng cần, vì đoàn viên thanh niên mà làm ra những công tác mang tính hiện thực. Hội nghị tất nhiên sẽ kết thúc thắng lợi trong tiếng vỗ tay rộn rã, Âu Dương Dương có thái độ rất vui vẻ. Tinh thần rất cao, bộ dạng như nắm chắc thắng lợi trong tay. Hội nghị chấm dứt, bình thường sẽ có một bữa tiệc liên hoan, địa điểm được xác định là tiệc đứng ở nhà khách tỉnh ủy. Âu Dương Dương rất tùy ý vừa ăn vừa nói chuyện với các vị bí thư thành đoàn, yêu cầu bọn họ sau khi quay về thì nhất định phải công tác làm sao cho có hiệu quả. Bí thư Âu Dương, hôm nay chị nói rất hay, tôi thấy bí thư Tôn của thành đoàn thành phố An Dịch đã bị thuyết phục. Anh ấy đã lên tiếng rất rõ ràng. Sau khi quay về thành phố An Dịch sẽ nhanh chóng bắt tay xây dựng hạng mục, tuyệt đối không phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh đoàn. Triệu Nguyên Cố vì uống hơi nhiều mà có vẻ cực kỳ hưng phấn, hắn bước từ trên xe xuống, sau đó cười ha hả nói với bí thư Âu Dương Dương. Nếu là thời điểm khác mà thấy Triệu Nguyên Cố say như vậy thì Âu Dương Dương dù thế nào thì cũng nhất định sẽ nổi giận một phen, nhưng lúc này nàng lại cảm thấy rất vui vẻ, cũng không thèm quan tâm đến chút chuyện nhỏ nhặt. Nàng không những không tức giận mà còn vỗ vỗ tay của Triệu Nguyên Cố nói. Anh Triệu, bí thư Tôn cũng không phải bị tôi thuyết phục, tôi thấy có lẽ là vì anh ấy thật sự quan tâm đến công tác thanh niên mà thôi. Vương Tử Quân lúc này cũng uống đến mức lảo đảo, tuy hắn không thích uống rượu nhưng vừa rồi tập trung tất cả bí thư đoàn trong tỉnh, hắn cũng không thể không uống, rõ ràng là người trong quan trường thân bất do kỷ. Ôi, bí thư Âu Dương! Tiếng thắng gấp vang lên. Giản Thuận Bình chợt thò đầu ra khỏi cửa sổ xe. Khi thấy mặt Giản Thuận Bình thì đám lãnh đạo tỉnh đoàn chợt dừng lại, cả đám đều không ném cho đối phương ánh mắt hòa nhã. Nhưng đối phương dù sao cũng là lãnh đạo một đơn vị, người khác không quan tâm nhưng Âu Dương Dương cũng là lãnh đạo đứng đầu tỉnh đoàn, dù thế nào cũng phải tỏ ra lễ phép. Tôi còn tưởng là ai, thì ra là trưởng phòng Giản, anh đại giá quang lâm thật sự là vinh hạnh cho chúng tôi. Gương mặt trắng nõn của Âu Dương Dương lộ ra nụ cười. Thế nhưng lời nói lại rất sắc bén. Giản Thuận Bình giống như cũng không nghe thấy giọng điệu châm chọc của Âu Dương Dương, hắn cười ha hả nói.
Lãnh đạo triệu hoán, tôi không thể không đến. Giản Thuận Bình nói rồi vung tài liệu trong tay lên nói. Chủ tịch Tề đặc biệt gọi điện thoại đến, yêu cầu đưa văn kiện đến để phổ biến ở hội nghị văn phòng khối chính quyền tỉnh. Tôi cũng xem như là người mệnh khổ, chuẩn bị rất mệt mỏi, bây giờ còn chưa dùng cơm trưa. Được rồi, tôi cũng không có thời gian nói chuyện phiếm với bí thư Âu Dương, tôi còn phải chạy đến gặp chủ tịch Tề, sau khi sự việc được xử lý xong thì chúng ta gặp mặt nói chuyện sau. Xe của Giản Thuận Bình nhanh chóng chạy qua bên cạnh đám người Âu Dương Dương, sau đó chạy như bay về phía khu văn phòng tỉnh ủy. Đám lãnh đạo tỉnh đoàn vừa rồi còn tỏ ra vui sướng vì kết quả tốt đẹp của hội nghị, thế nhưng bây giờ vẻ mặt ai cũng rất trầm trọng. Có phải nó sẽ là đề tài thảo luận của hội nghị văn phòng khối chính quyền tỉnh không? Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Âu Dương Dương, sau đó hắn khẽ lên tiếng nhắc nhở. Âu Dương Dương chợt sững sờ, sau đó nàng chợt có phản ứng, thế là vội vàng cầm máy bấm số. Sau khi điện thoại nối thông thì Âu Dương Dương hỏi đối phương về đề tài thảo luận của hội nghị văn phòng khối chính quyền, cũng không biết đối phương bên kia nói điều gì mà gương mặt Âu Dương Dương có hơi trắng bệch. Tốt, cảm ơn thư ký trưởng Hào, đến khi nào anh rảnh tôi sẽ mời anh một bữa cơm. Âu Dương Dương lại khiêm tốn nói hai câu, sau đó nàng cúp điện thoại. Nàng trầm ngâm một lúc lâu rồi nói với đám người Vương Tử Quân. Hôm nay có hai đề tài thảo luận, một là vấn đề xây dựng khu công nghiệp, hai chính là vấn đề huấn luyện nghiệp vụ cho công nhân thất nghiệp của Phòng Lao động Thương binh Xã hội tỉnh. Nếu được đưa lên làm đề tài thảo luận của văn phòng khối chính quyền tỉnh, như vậy ít nhất phải có được sự gật đầu của vài vị phó chủ tịch tỉnh, thậm chí là cả chủ tịch tỉnh cũng gật đầu. Tôn Trạch Hồng nghĩ đến tình huống chủ tịch tỉnh cũng gật đầu, vẻ mặt của bọn họ càng thêm khó nhìn. Chủ tịch tỉnh, đây chính là lãnh đạo khối chính quyền tỉnh, vì là người công tác nhiều năm trong tỉnh nên lực ảnh hưởng thậm chí còn vượt qua cả bí thư Nhiếp Hạ Quân. Nếu chủ tịch tỉnh đã gật đầu đồng ý chuyện này, như vậy tỉnh đoàn dù có cố gắng thế nào cũng không thể làm nên sóng gió gì. Tôi sẽ đến gặp chủ tịch Tề, sẽ nói ra hiện trạng của tỉnh đoàn chúng ta, mong lãnh đạo thận trọng suy xét. Âu Dương Dương là lãnh đạo tỉnh đoàn, nàng trầm ngâm một chút rồi cho ra quyết định. Đi gặp Tề Chính Hồng, Vương Tử Quân thật sự cũng có ý nghĩ muốn đi với Âu Dương Dương, thế nhưng sau đó hắn lại vứt bỏ ý nghĩ này. Dù sao thì Tề Chính Hồng cũng không có hảo cảm gì với mình. Nếu mình đến tìm gặp báo cáo với đối phương, chỉ sợ sẽ có kết quả phản nghịch. Vương Tử Quân quay về phòng làm việc của mình, trong đầu đều là sự kiện này. Hắn suy xét tình huống Âu Dương Dương đi gặp mặt thì được mấy phần nắm chắc sẽ thuyết phục được Tề Chính Hồng. Thế là ngón tay gõ xuống mặt bàn càng nhanh hơn vài phần. Hai tin tức không tốt giống như hai cơn cuồng phong truyền đến vào lúc xế chiều. Tin tức đầu tiên chính là Âu Dương Dương đến tìm gặp và bị Tề Chính Hồng phê bình. Trong lúc phê bình thì Tề Chính Hồng yêu cầu Âu Dương Dương phải nhìn đại cục, nhìn chính trị, nói đoàn kết, không thể vì ánh mắt thiển cận mà đặt nặng ích lợi. Tin xấu thứ hai chính là phương án của Phòng Lao động Thương binh Xã hội được khối chính quyền tỉnh thông qua trong hội nghị văn phòng khối chính quyền. Hội nghị văn phòng khối chính quyền đã thông qua, hầu như đó sẽ là sự kiện ván đóng thuyền. Tin tức này truyền đến lập tức làm cho cả tỉnh đoàn trở nên yên tĩnh, đám cán bộ tỉnh đoàn đang hùng hùng hổ hổ cho tranh chấp với Phòng Lao động Thương binh Xã hội. Bây giờ lập tức ỉu xìu. Bí thư Vương, tôi nghe nói văn phòng khối chính quyền tỉnh đã quyết định rồi phải không? Trúc Nghiêm Dương đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn khẽ nói. Vương Tử Quân gật đầu nói. Đúng vậy, đã quyết định rồi. Bí thư Vương, tôi đã công tác ở tỉnh đoàn nhiều năm, cũng không muốn rời đi, anh xem có thể cho tôi ở lại, chuyển địa vị công tác được không? Trúc Nghiêm Dương nói, trong mắt là cái nhìn cực kỳ bức thiết. Vương Tử Quân nhìn vào hai mắt Trúc Nghiêm Dương, trong lòng nhanh chóng xoay chuyển. Tuy Trương Tùng Niên do Phòng Lao động Thương binh Xã hội tỉnh quản lý nhưng các vị trí lãnh đạo sẽ không thay đổi, thậm chí là có thể tiến xa hơn. Dù đám người Giản Thuận Bình kia rất vênh váo, thế nhưng cũng không vì một chức vụ phó hiệu trưởng trường nghề thanh niên mà gây khó dễ với phó phòng tổ chức tỉnh ủy. Trúc Nghiêm Dương, anh ở lại nơi đó thì sẽ càng có hy vọng. Vương Tử Quân có hơi nghiêng người, hắn khẽ nói. Tất nhiên Trúc Nghiêm Dương hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân, hắn cười ha hả nói. Bí thư Vương, tôi ở lại cũng không vì cái gì khác, chỉ cảm thấy đi theo anh công tác thì sảng khoái hơn. Vương Tử Quân cười cười khẽ chỉ Trúc Nghiêm Dương. Anh đấy, nói chuyện với tôi như vậy à? Thế này đi, anh nên về suy nghĩ lại, nếu vẫn quyết định như vậy thì lại đến tìm gặp tôi. Bí thư Vương, không cần suy nghĩ gì cả, tôi đã quyết định rồi, tuyệt đối không đi theo loại người như Giản Thuận Bình. Trúc Nghiêm Dương thấy Vương Tử Quân đồng ý thì trầm giọng nói.
Tôi nói anh suy nghĩ thì anh cứ về mà suy nghĩ, đừng nói những lời này, vô dụng. Vương Tử Quân nói rồi khoát tay với Trúc Nghiêm Dương, tỏ ý cho đối phương nghe theo ý mình. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập từ bên ngoài, không chờ Vương Tử Quân đi ra mở cửa, người gõ cửa đã đi vào. Thư ký Trung, có chuyện gì vậy? Vương Tử Quân thấy người đi vào là Trung Địch Hồng thì ngọn lửa tức giận trong lòng vừa bùng lên đã được ép xuống, hắn trầm giọng hỏi Trung Địch Hồng. Bí thư Vương, mong ngài đi khuyên nhủ bí thư Âu Dương, chị ấy muốn đi tìm bí thư Nhiếp, dù nói thế nào cũng nhất quyết không cho người của phòng lao động thương binh xã hội muốn gì được nấy. Trung Địch Hồng nói, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Cái gì, Âu Dương Dương muốn đi tìm Nhiếp Hạ Quân? Vương Tử Quân không khỏi sững sờ, lúc này đi tìm Nhiếp Hạ Quân sẽ có kết quả gì? Trong đầu chợt lóe lên vài ý nghĩ, Vương Tử Quân trầm ngâm một lát rồi nói với Trung Địch Hồng. Cô đừng nên gấp gáp. Để tôi đi xem cái đã, tranh thủ thời gian cản bí thư Âu Dương lại. Vương Tử Quân tuy dùng tốc độ nhanh nhất để đi đến phòng làm việc của Âu Dương Dương, thế nhưng vẫn không thể ngăn cản Âu Dương Dương không đi tìm bí thư Nhiếp. Vương Tử Quân nhìn Âu Dương Dương đi về phía khu văn phòng tỉnh ủy, hắn thở dài một hơi, rồi cũng đi theo. Nhiếp Hạ Quân là bí thư tỉnh ủy, mỗi ngày đều có rất nhiều việc cần phải xử lý. Âu Dương Dương rõ ràng đã gọi điện thoại thông báo. Thế cho nên khi Vương Tử Quân đi đến phòng thư ký bên ngoài phòng làm việc của bí thư Nhiếp Hạ Quân, thư ký của bí thư Nhiếp không biết Vương Tử Quân là thư ký của ai, vì vậy nói cho hắn biết tin tức bí thư Âu Dương Dương đã đi vào phòng của bí thư Nhiếp Hạ Quân. Vương Tử Quân trầm ngâm một chút và quyết định không đi vào. Tuy hắn và bí thư Nhiếp có quan hệ rất tốt, thế nhưng dù thế nào thì quy củ cũng phải tuân thủ. Bây giờ lãnh đạo đơn vị của mình đang bàn luận với bí thư Nhiếp, mình dù thế nào cũng không nên đi vào. Trong đầu chợt lóe lên vài ý nghĩ khác lạ, Vương Tử Quân biết mình ở chỗ này cũng không có được hiệu quả gì, hơn nữa còn mang đến tác dụng phản diện. Thế là hắn cười ha hả cùng nói vài câu với thư ký của bí thư Nhiếp Hạ Quân, sau đó rời khỏi khu văn phòng thường ủy. 30 phút sau Âu Dương Dương rời khỏi khu văn phòng thường ủy, nàng ngẩng cao đầu bước đi, trên mặt không chút biểu cảm, không nhìn rõ vui hay buồn. Bí thư Âu Dương. Vương Tử Quân giả vờ như ngẫu nhiên đi đến bên cạnh Âu Dương Dương. Sau đó hắn khẽ chào. Có phải Tiểu Trung nói gì với anh không? Âu Dương Dương khẽ cười với Vương Tử Quân rồi nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu nói. Tiểu Trung đi tìm tôi chạy đến ngay. Bí thư Âu Dương, tôi cảm thấy chuyện này chỉ tìm đến gặp bí thư Nhiếp cũng không quá tốt. Tất nhiên Âu Dương Dương hiểu ý của Vương Tử Quân, khi khối chính quyền đã cho ra quyết định mà nàng lại đi tìm Nhiếp Hạ Quân, như vậy không những sẽ gây khó cho Nhiếp Hạ Quân. Mà khối chính quyền cũng là lãnh đạo của nàng, nàng vì thế mà đắc tội với không ít người. Bí thư Vương, tôi cảm thấy chuyện này không thể nhượng bộ được. Âu Dương Dương dùng ánh mắt tỉnh táo nhìn Vương Tử Quân, sau đó trầm giọng nói. Vương Tử Quân nhìn gương mặt kiên định của Âu Dương Dương, hắn biết lúc này dù có mở miệng khuyên thế nào thì Âu Dương Dương cũng đã tìm gặp Nhiếp Hạ Quân, chuyện còn lại sẽ là của các vị lãnh đạo tỉnh ủy, đám người bọn họ chỉ có thể đứng chờ lãnh đạo xử lý mà thôi. Bí thư Nhiếp nói thế nào? Vương Tử Quân thay đổi chủ đề, hắn nói với Âu Dương Dương. Bí thư Nhiếp nói sẽ tìm hiểu thêm. Âu Dương Dương cũng không che giấu, nàng khẽ nói ra câu trả lời của bí thư Nhiếp Hạ Quân. Câu trả lời của bí thư Nhiếp Hạ Quân cũng không nằm ngoài dự đoán của Vương Tử Quân. Nhiếp Hạ Quân là bí thư tỉnh ủy, sẽ tuyệt đối không bao giờ tỏ thái độ đối với những chuyện thế này, có đôi khi hỏi một câu cũng xem như là biểu hiện thái độ rồi. Khi Vương Tử Quân và Âu Dương Dương đang nói chuyện với nhau thì Nhiếp Hạ Quân đang lặng lẽ hút thuốc, lão thật sự có chút căm tức với tin tức mà Âu Dương Dương vừa đến báo cáo. Tuy lão cũng hiểu nếu đưa trường nghề thanh niên và trung tâm hướng nghiệp sát nhập vào phòng lao động thương binh xã hội tỉnh thì sẽ càng có lợi cho đoàn viên thanh niên, thế nhưng chính mình là người mở miệng khen hạng mục dạy nghề và hướng nghiệp của tỉnh đoàn, mình mới mở miệng khen được vài ngày thì đã sát nhập trường nghề thanh niên và trung tâm hướng nghiệp vào phòng lao động. Nếu nói dễ nghe thì đó là có lợi cho sự phát triển, nếu nói không rõ, tất nhiên sẽ là lời nói của bí thư tỉnh ủy không dùng được, vừa mới mở lời khen ngợi thì quay lại nhìn đã thấy nó biến mất. Nhiếp Hạ Quân trầm ngâm, lão có chút do dự, sau đó nhấc điện thoại lên bấm số. Anh Hào phải không, tôi là Nhiếp Hạ Quân. Điện thoại nối thông, Nhiếp Hạ Quân dùng giọng tràn đầy nụ cười nói. Trong tỉnh Sơn Nam, có thể được Nhiếp Hạ Quân gọi là anh Hào thì chỉ có thể là Hào Nhất Phong. Chào bí thư Nhiếp. Âm thanh hùng hậu của Hào Nhất Phong từ đầu dây bên kia truyền đến, lời nói của Hào Nhất Phong cũng tràn đầy vui vẻ.
Hai người nói vài chuyện vụn vặt đơn giản, sau đó Nhiếp Hạ Quân khẽ nói. Chủ tịch Nhất Phong, vừa rồi bí thư tỉnh đoàn Âu Dương Dương đến phòng làm việc của tôi, xem ra cô ấy thật sự có ý kiến về vấn đề sát nhập trường nghề thanh niên và trung tâm hướng nghiệp vào trong phòng lao động. Nhiếp Hạ Quân nói rất có nghệ thuật, căn bản không đề cập đến ý kiến của mình, nhưng trong lời nói lại biểu hiện rõ ràng ý nghĩ của mình. Hào Nhất Phong tất nhiên hiểu những điều này, hắn cười ha hả với bí thư Nhiếp. Bí thư Nhiếp, suy nghĩ của bí thư Âu Dương Dương là rất bình thường. Nói thật thì Âu Dương Dương công tác rất tốt ở khối tỉnh đoàn, làm tốt công tác dạy nghề cho đoàn viên thanh niên, lại càng có một cơ chế đưa người có tay nghề đến đúng công tác, chúng ta nên chú trọng khen ngợi những thành tích chói lọi như vậy của tỉnh đoàn. Nhưng, bí thư, tỉnh đoàn dù sao cũng có vẻ hơi yếu kém, cũng chỉ có thể hướng về một phần đối tượng, nếu nhìn từ góc độ toàn tỉnh thì hạng mục này nên do Phòng Lao động Thương binh Xã hội tỉnh giúp đỡ, dù sao thì bọn họ càng thêm thích hợp với hạng mục này hơn tỉnh đoàn. Hào Nhất Phong dù mở miệng giải thích nhưng cũng cho Nhiếp Hạ Quân biết rõ thái độ của mình, đó chính là xuất phát từ đại cục của tỉnh Sơn Nam. Tuy như vậy là làm cho tỉnh đoàn chịu uất ức, thế nhưng cũng phải bắt buộc làm như vậy. Nhiếp Hạ Quân trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Cơ cấu đào tạo nghề cũng nhất định không phải tập trung vào tay một nhà, nếu hai nhà cũng tổ chức, như vậy vừa có thể cạnh tranh tạo hoa ra ưu thế góc bù, vừa có thể xúc tiến sự nghiệp của tỉnh Sơn Nam. Bí thư Nhiếp nói đúng. Nhưng với tình thế hiện tại của chúng ta, càng cần có một đơn vị thực lực mạnh mẽ để vận hành, tỉnh ủy chúng ta chỉ cần nhắm một mắt mở một mắt là được. Nhiếp Hạ Quân đặt điện thoại xuống, vẻ mặt rất âm trầm. Lão cảm thấy sự việc ở tỉnh đoàn chỉ là chuyện nhỏ nhặt, nhưng thông qua chuyện nhỏ này thì lại thể hiện một vấn đề lớn hơn, đó chính là lực khống chế của lão ở trong tỉnh còn chưa đạt đến mức độ lý tưởng. Nhiếp Hạ Quân khẽ day day thái dương của mình, sau đó chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc. Tuy lão rất không thích loại kết quả thế này, nhưng kinh nghiệm chính trị nhiều năm nói cho lão biết, chính mình thật sự không có cơ hội tranh chấp với Hào Nhất Phong trên sự việc lần này. Nếu như mình muốn lật cổ tay với Hào Nhất Phong, như vậy rất có thể sẽ rơi vào kết cục thảm bại. Nhiếp Hạ Quân thầm suy tư, trong lòng cho ra một định luận. Một vị lãnh đạo nắm quyền lực tuyệt đối ở trong tỉnh như lão sẽ là người nắm được buông được, bây giờ nếu tình huống khó khăn, lão tất nhiên sẽ không vì một chuyện nhỏ mà hủy hoại đi cục diện tốt đẹp chính mình vừa mở ra. Nhưng dù lựa chọn thế nào thì Nhiếp Hạ Quân cũng cảm thấy cực kỳ ngột ngạt, một cảm giác không thoải mái chợt lóe lên trên mặt. Đời người thật sự không bao giờ được như ý muốn, bí thư Nhiếp thở dài một hơi, sau đó khôi phục lại bộ dạng bình tĩnh. Lão cầm lấy điện thoại, gọi cho số của thư ký riêng. Nửa phút sau thư ký đi vào phòng, lão nhìn gương mặt kính sợ của viên thư ký mà trong lòng bùng lên cảm giác bất mãn. Thư ký này rất tốt thế nhưng lại thật sự kém xa so với tên kia. Nhiếp Hạ Quân nghĩ đến tình huống để người kia làm thư ký riêng cho mình, khóe miệng Nhiếp Hạ Quân chợt lộ ra nụ cười vui vẻ, lão gật đầu với viên thư ký. Cậu đến gặp bí thư Lưu Truyền Thụy, nói anh ấy đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Màn đêm phủ xuống thành phố Sơn Viên, đèn đuốc bừng lên sáng trưng. Trên tầng cao nhất của khách sạn lao động, dưới ánh đèn chói mắt, Giản Thuận Bình đang nâng ly rượu cười ha ha nói với Tề Chính Hồng đang ngồi ở vị trí trung tâm. Chủ tịch Tề, dù thế nào thì anh cũng phải nể mặt uống ly rượu này của chúng tôi. Giản Thuận Bình tôi xin thay mặt cho toàn thể cán bộ công nhân viên của Phòng Lao động Thương binh Xã hội kính anh một ly, cảm tạ giúp đỡ to lớn của anh đối với đơn vị chúng tôi. Tề Chính Hồng nhìn gương mặt hồng hào vui vẻ của Giản Thuận Bình, trong lòng hiểu ý nghĩa hành vi mời rượu của đối phương. Những thứ khác đều là giả. Cảm tạ hắn giúp đỡ Phòng Lao động Thương binh Xã hội mới là thật. Tề Chính Hồng cũng không có quá nhiều hảo cảm với loại người như Giản Thuận Bình, nhưng dù sao thì người này cũng hướng về mình. Có câu nói trăm sông cũng đổ về một biển, cần phải có lòng bao dung, nhóm người bên mình có thể khống chế được tỉnh Sơn Nam sau khi lãnh đạo rời đi, cũng là vì bọn họ có thể dung nạp được các thế lực trong tỉnh. Thuận Bình, tôi thấy anh xem ra không quá cầu tiến nhưng bản lĩnh mời rượu lại không nhỏ chút nào. Tề Chính Hồng khẽ nâng ly rượu lên, hắn cười mắng một câu, sau đó uống cạn ly rượu trong tay. Tề Chính Hồng nói làm cho Giản Thuận Bình cảm thấy rất có thể diện, có đôi khi lãnh đạo nói một câu vui đùa, như vậy là lãnh đạo quan tâm đến anh, trong mắt có anh. Nhưng nếu lãnh đạo không nói gì, như vậy mới là vấn đề. Sau khi tiếp nhận vài ly rượu mừng của đám thủ hạ trong đơn vị thì Giản Thuận Bình mới ngồi xuống, hắn khẽ gắp một món ăn, sau đó mới buông đũa. Chủ tịch Tề. Anh nói tôi là cao thủ ép vua thoái vị, hì hì, tôi cũng không cho là như vậy. Tôi cảm thấy bí thư tỉnh đoàn Âu Dương Dương mới là cao thủ ép vua thoái vị,
Tôi nghe nói cô ta không những triệu tập hội nghị tỉnh đoàn, còn trực tiếp đến gõ cửa phòng của Bí thư Nhiếp. Đúng vậy, Âu Dương Dương luôn là người phụ nữ không thua kém đám đàn ông trong khu tỉnh ủy, nhưng trưởng phòng Giản lại cướp miếng thịt của cô ấy nào sẽ bỏ qua. Bí thư Nhiếp cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn, vì thế mới phải liên hệ với Chủ tịch Hào, nói rằng nếu để hai bên cùng làm thì sẽ có lực cạnh tranh hơn. Tề Chính Hồng nói đến đây thì khẽ cười nói tiếp. Nhưng Chủ tịch Hào uyển chuyển từ chối. Giản Thuận Bình lại không biết tin tức này, hắn chỉ nghe nói Âu Dương Dương tìm được Bí thư Nhiếp, lại không ngờ Bí thư Nhiếp vì nó mà gọi điện thoại cho Chủ tịch Hào Nhất Phong. Hắn thầm kêu một tiếng nguy hiểm, sau đó nâng ly rượu lên nói. Chủ tịch Tề, đa tạ Chủ tịch tỉnh và anh đã quan tâm đến Giản Thuận Bình này, từ sau này lãnh đạo nếu có gì phân phó thì cứ nói một tiếng. Dù Giản Thuận Bình tôi chỉ làm được vài chuyện nhỏ nhặt, nói vì lãnh đạo mà có thể lên núi đao xuống biển lửa thì có vẻ khoa trương, nhưng cũng sẽ dùng hết sức lực để hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo. Tề Chính Hồng khẽ cười mà không nói gì, nhưng lại khẽ cụng ly với Giản Thuận Bình. Hắn sở dĩ giúp đỡ Phòng Lao động Thương binh Xã hội tranh chấp với tỉnh đoàn, ngoài việc cảm thấy Phòng Lao động Thương binh Xã hội tỉnh thích hợp với công tác dạy nghề và hướng nghiệp, càng xuất phát từ một loại tư thái khác. Dù sao thì tỉnh đoàn cũng có thể làm theo cách riêng của mình, nhưng trước đó Nhiếp Hạ Quân lên tiếng quá thái quá, làm người ta khó chịu. Hơn nữa một tồn tại như vậy rõ ràng thuộc về Phòng Lao động Thương binh Xã hội tỉnh, thế cho nên tin chắc người ta nhìn vào sẽ thấy rõ vấn đề. Tề Chính Hồng nghĩ đến khối tỉnh đoàn, trong lòng xuất hiện một hình bóng cán bộ thanh niên. Nghĩ đến người kia thì tâm tình của Tề Chính Hồng chợt giảm xuống, hắn nhìn thoáng qua Giản Thuận Bình rồi trầm giọng hỏi. Tỉnh đoàn ngoài Bí thư Âu Dương Dương thì còn ai phản đối kịch liệt nữa không? Giản Thuận Bình không hiểu rõ ý nghĩ của Tề Chính Hồng, thầm nghĩ Âu Dương Dương là lãnh đạo đứng đầu đơn vị, nàng phản đối là đại biểu cho cả tỉnh đoàn phản đối. Nhưng hắn cũng không dám nói như vậy trước mặt Tề Chính Hồng, hắn chỉ có thể lên tiếng. Chủ tịch Tề, ngoài Âu Dương Dương thì cũng chỉ có Hoắc Tương Nhiễm là khá mạnh miệng, nghe nói bố vợ của hắn không ít lần mở miệng nói gở với chúng ta. Hoắc Tương Nhiễm là kẻ không làm gì ra hồn, quá tự cao tự ngạo, không cần quan tâm. Thấy Giản Thuận Bình không nói đến đúng người thì Tề Chính Hồng thật sự có chút mất hứng, hắn vung tay lên với Giản Thuận Bình, tỏ ý không cần nói thêm. Giản Thuận Bình khó khăn lắm mới có cơ hội biểu hiện thái độ thân cận với lãnh đạo, cũng không ngờ Tề Chính Hồng mất kiên nhẫn nhanh như vậy. Nhưng lúc này hắn thật sự rất khó hiểu, tất nhiên cũng không tự tìm phiền phức cho mình. Chủ tịch Tề. Giản Thuận Bình khẽ trà sát bàn tay, dùng giọng điệu và bộ dạng như học sinh tiểu học để hỏi Tề Chính Hồng. Tề Chính Hồng thấy bộ dạng của Giản Thuận Bình thì nào không hiểu, hắn trầm giọng nói. Tỉnh đoàn có một phó bí thư tên là Vương Tử Quân, hắn có phản ứng gì? Phó bí thư, là Vương Tử Quân, nếu như không phải Tề Chính Hồng nói ra thì Giản Thuận Bình thật sự không nhớ nổi tên phó bí thư này. Nhưng lúc này Chủ tịch Tề đã nói ra, hắn tất nhiên sẽ không thể nói mình không biết, hắn kiên trì nói. Chủ tịch Tề, ngài nói rất đúng, tỉnh đoàn có một vị phó bí thư trẻ tuổi, người này thường chạy theo chân bí thư Âu Dương Dương, cũng không nghe nói hắn đã lên tiếng thế nào. Cũng không nghe nói gì, tiểu tử kia tốt như vậy từ khi nào? Tề Chính Hồng cố ý hỏi thăm về Vương Tử Quân, không ngờ đối phương lại có thái độ như vậy. Chương 397, nói mày là chó thì đúng là sỉ nhục động vật. 14. Khi thấy Tề Chính Hồng cúi đầu và vẻ mặt trầm xuống thì Giản Thuận Bình cho rằng mình đã làm sai chuyện gì, hắn vội vàng nói tiếp. Nghe nói người này là một nhân tài, chính hắn là người đề xuất và nắm hạng mục trường nghề thanh niên và trung tâm hướng nghiệp. Vương Tử Quân là người khởi xướng và nắm trường nghề thanh niên với trung tâm hướng nghiệp. Vẻ mặt Tề Chính Hồng chợt biến đổi, tuy cùng liên hệ với Vương Tử Quân không nhiều lần, nhưng từ sau sự kiện liên quan đến Dương Quân Tài thì hắn biết đối phương không phải là loại người dễ trêu vào. Tên này căn bản còn không sợ một người cây lớn dễ sâu như Dương Quân Tài, như vậy sẽ quan tâm đến Giản Thuận Bình sao? Nếu đối phương là người khởi xướng và nắm hạng mục trường nghề thanh niên, như vậy chính đối phương là người sắp xếp cho học viên sửa chữa bái tổ đài sao? Tề Chính Hồng nghĩ như vậy và có chút căm tức, còn bà nó, ngọn gió kia đến quá kịp thời, vì sao công trình của công ty thần đằng lại sập? Hình như ngay cả trời cũng giúp đỡ tên kia. Lúc này Tề Chính Hồng không khỏi nghĩ đến tình huống trùng tu bái tổ đài, lúc đó tình huống thi công nóng nảy thế nào? Lãnh đạo tỉnh rất căng thẳng, liên tục đi đến tòa trấn để chỉ huy, thế là cả một ngọn núi đầy nhân công và kỹ sư. Còn có cán bộ cơ quan, học viên của trường nghề thanh niên, hơn nữa người của tỉnh đoàn cũng chạy đến, cùng nhau lao động đồng cam cộng khổ.
Cán bộ tỉnh đoàn đều còn trẻ, bọn họ có thể gánh chịu lao động nặng nề, có thể vận chuyển vật liệu, thật sự xứng đáng với nghĩa vụ và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên. Đám người này mang bao tay, đeo giày và lăn xả vào lao động, thật sự rất vinh quang giống như những con khỉ trong đống bùn đất. Hành động của đám cán bộ thanh niên tỉnh đoàn làm cho người ta phải chú tâm, mỗi ngày bọn họ là người kết thúc công việc muộn nhất, chịu khổ nhất. Có một đám nhân công là đoàn viên thanh niên trẻ tuổi như vậy thúc giục, những người khác cũng không thể lười biếng, thế là một chương trình thi đua làm việc đi sớm về tối chợt bùng nổ. Cứ một ngày trôi qua là đám đoàn viên thanh niên lại làm việc mệt mỏi muốn gục xuống, khi kết thúc công việc thì khó thể đứng thẳng người, Vương Tử Quân nói. Tôi muốn cho các anh biết thế nào là lao động, cái gì là lao động quang vinh. Chúng ta đổ mồ hôi xây dựng công trình bái tổ đài, vì muốn cho thành phố Sơn Viên có thêm hào quang, chẳng lẽ đó là vinh dự của riêng mình. Chính các anh lao động vất vả mệt mỏi cũng cực kỳ vinh quang. Sau lời nói của Bí Thư Vương thì đám đoàn viên thanh niên quay về ngủ một giấc, sáng hôm sau lại khỏe mạnh sảng khoái đi ra công trường. Khi quá trình tu sửa bái tổ đài sắp đến giai đoạn cuối cùng, giám đốc Tần của công ty Thần Đằng tiến lên bắt chặt tay của hiệu trưởng Trúc Nghiêm Dương. Giám đốc Tần lay động bàn tay một lúc lâu, dùng giọng chân tình nói muốn khoản đãi bọn họ, tất nhiên cũng kể cả nhóm đoàn viên thanh niên đến tham gia lao động, thế nhưng lại bị kiên quyết từ chối. Hơn nữa tên đứng đầu nhóm đoàn viên thanh niên kia còn nói. Dựa theo sắp xếp của lãnh đạo tỉnh đoàn thì chúng tôi lên núi chỉ là phục vụ và hỗ trợ chứ không gây thêm phiền phức, nếu như muốn ăn thì có thể về tỉnh đoàn, cũng không phải chạy đến đây để ăn. Tên đầu lĩnh kia nói xong thì cũng không quay đầu mà đưa đám đoàn viên thanh niên xuống núi, điều này làm cho công nhân viên của công ty Thần Đằng cực kỳ cảm khái. Bọn họ xem như đã được thấy cán bộ tốt vì nhân dân, đã được thấy một hàng ngũ công nhân kỹ thuật với trình độ cao cấp. Khi đó chuyện tu sửa công trình bái tổ đài rất được quan tâm, truyền thông hầu như tập trung đầy đủ trên núi. Học viên của trường nghề thanh niên chính là một lực lượng khó thể nào bỏ qua ở công trình tu sửa bái tổ đài. Nhưng khi các đoàn viên thanh niên của tỉnh đoàn đến tham gia thì càng làm cho bó củi được đốt lên thêm rực rỡ. Khi hoàn thành công tác, đám đoàn viên thanh niên xuống núi còn cầm theo công cụ mà mình đưa đến, người nào cũng đầy bụi đất và bẩn thỉu nhưng không ai nói nhiều lời, điều này làm cho người ta nhìn vào và sinh ra cảm động. Tề Chính Hồng còn nhớ rõ ngày kết thúc công trình, hôm đó Bí thư Nhiếp Hà Quân đưa theo các vị lãnh đạo tỉnh ủy lên núi, có Bí thư tỉnh ủy, có Chủ tịch tỉnh, có trưởng phòng tổ chức. Có các nhân vật cao cấp trong ban ngành, tất cả đều đến không sót một ai. Nhưng khi bọn họ đi được lưng chừng núi thì thấy đám đoàn viên thanh niên của tỉnh đoàn và học viên trường nghề thanh niên đi xuống với bộ dạng khốn khổ. Khi thấy đám người như những con khỉ được móc ra khỏi bùn lại khiêng theo đủ loại công cụ, Bí thư Nhiếp là người đầu tiên cau mày, sau đó nở nụ cười nói. Thế nào lại thành ra thế này? Mọi người đến tham gia nghĩa vụ lao động sao? Một tên cán bộ thanh niên không e dè lên tiếng kể khổ với lãnh đạo, hắn chìa hai tay ra cho bí thư xem, trên tay đều là những bóng nước giã vỡ tan và có cái biến thành màu đen, cả bàn tay không còn một mảnh thịt nào nguyên vẹn. Hắn muốn cho bí thư tỉnh ủy thấy, tỉnh đoàn bọn họ ngoài việc đưa đến một lực lượng công nhân kỹ thuật hàn cao cấp, ngay cả công việc lặt vặt cũng phải tự mình xử lý. Ngoài bí thư tỉnh ủy thì tất cả các vị lãnh đạo khác nhìn đến cũng thấy đám người kia thật sự quá khốn khổ, mặt dám đen, mắt đỏ ửng. Chân nổi bóng nước, cuống họng khô rát, giọng nói the thé, miệng chóc ra, bàn tay đầy bóng nước. Khi đó Bí thư Nhiếp Hạ Quân lên tiếng. Tỉnh đoàn các anh lần này đã lập nên công lao, đã làm cho các đồng chí phải chịu khổ, lúc này trở về nên nghỉ ngơi cho tốt. Sau đó Bí thư Nhiếp Hạ Quân quay đầu nhìn các vị thường ủy tỉnh ủy và phóng viên đi theo sau nói. Các anh thấy chưa, công tác phải là như vậy, phải làm thật mạnh, không thể qua loa. Hét sát miệng không bằng sắn tay vào làm, không phải từng bậc nói thì từng bậc nghe, mỗi bậc đều phải sắn tay vào, nước bọt không bao giờ thay thế cho máu và mồ hôi được. Thật sự là tình huống đó có ý nghĩa quảng cáo quá lớn, đặt đến mức độ cực cao. Ngay sau đó chính là hội nghị khen ngợi rồi hội chợ việc làm, đám học viên trường nghề thanh niên bi người ta tranh cướp quyết liệt, coi như đủ mọi loại chuyện tốt xuất hiện như dây chuyền. Tề Chính Hồng không có căm hận gì khác, hắn là một phần tử trong ban ngành tỉnh ủy. Hắn chỉ hận sự việc này do Vương Tử Quân chủ khảo. Nếu như hạng mục này được phổ biến, được tỉnh đoàn triển khai mở rộng khắp tỉnh, thành tích tạo ra sẽ không thiếu một phần của Vương Tử Quân. Không, phải nói chủ yếu là của Vương Tử Quân, bây giờ Giản Thuận Bình muốn lấy đi công lao của Vương Tử Quân, thế là Vương Tử Quân sẽ im lặng không làm gì sao? Thế sự khác thường vì cái gì? Tề Chính Hồng nghĩ đến một câu như vậy mà không nhịn được phải nhắc nhở Giản Thuận Bình. Thuận Bình!
Vương Tử Quân này không phải loại đơn giản, đừng nghĩ rằng đối phương không nói lời nào mà xem thường. Đây là loại người cực kỳ ẩn giấu, nếu có liên quan đến hắn thì phải cực kỳ cẩn thận. Vâng, Chủ tịch Tề nói đúng, tôi sẽ chú tâm đề phòng người này. Giản Thuận Bình ngoài miệng thì đồng ý cực kỳ sảng khoái nhưng trong lòng lại không xem ra gì. Hắn nghĩ rằng Chủ tịch Tề là người lớn tuổi nhát gan, thật sự quá lo lắng đến quá nhiều vấn đề, thậm chí là buồn lo vô cớ. Lãnh đạo tỉnh đoàn là Âu Dương Dương, đây là người phụ nữ sắt nổi tiếng trong khu văn phòng tỉnh ủy, tên Vương Tử Quân kia là cấp phó thì sẽ đẩy lên được bao nhiêu sóng gió. Hơn nữa dù là lời nói của bí thư tỉnh ủy còn bị đẩy ngược về, bây giờ còn có ai đứng lên lật lại càn khôn. Tề Chính Hồng đã làm quan nhiều năm, ánh mắt nhìn người rất sắc bén, thái độ không đếm xỉa của Giản Thuận Bình lọt vào trong mắt, trong lòng cũng khó nhịn muốn phê bình đối phương cho biết tay, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn được. Nếu mình thật sự mở miệng phê bình Giản Thuận Bình, người biết mình có ân oán với Vương Tử Quân sẽ nhanh chóng chụp mũ, nói rằng mình bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, không phải càng thêm xấu hổ sao. Tề Chính Hồng và Giản Thuận Bình đều có tâm tư, sau đó cả hai cũng không tiếp tục bàn về đề tài Vương Tử Quân. Các vị phó phòng cảm thấy bầu không khí tiệc rượu có chút trầm thấp, thế là nâng ly cùng mời Chủ tịch Tề, sau một lát thì bầu không khí đa trở nên náo nhiệt. Chủ tịch Tề, chỗ này của tôi có việc muốn xin chỉ thị của ngài, anh xem bây giờ chúng tôi làm thế này có phù hợp không? Giản Thuận Bình chờ bầu không khí đạt đến mức sục sôi thì thở dài một hơi, sau đó hắn đưa bản kế hoạch mà mình đã sớm chuẩn bị sẵn đến trước mặt Tề Chính Hồng. Tề Chính Hồng nhìn thấy đây là bản kế hoạch chuẩn bị cho lễ khai giảng của trường nghề thanh niên, hắn thầm nở nụ cười. Hắn thầm nghĩ Giản Thuận Bình quả nhiên quá tham lam, sự việc còn chưa giải quyết xong đã không thể dằn lòng và há miệng muốn nhai nuốt. Nhưng đây là biện pháp tốt, chỉ cần Giản Thuận Bình có thể nuốt trôi, như vậy sẽ không xuất hiện tình huống đêm dài lắm mộng. Tốt, tôi cảm thấy ý kiến cử hành một nghi thức như vậy là không tệ. Tề Chính Hồng khẽ đặt văn kiện lên mặt bàn rồi trầm giọng nói. Cảm ơn Chủ tịch Tề, có sự đôn đốc của ngài thì trong lòng tôi cũng an tâm nhiều hơn. Được rồi, mọi người cùng nâng ly chúc Chủ tịch Tề, cảm tạ lãnh đạo đã quan tâm giúp đỡ. Đồng thời cũng hoan nghênh Chủ tịch Tề nếu có thời gian thì đến tham gia buổi lễ khai giảng ở trường nghề thanh niên. Giản Thuận Bình lại nâng ly rượu lên rồi hô hào lớn tiếng. Tề Chính Hồng nâng ly lên, hắn tùy ý uống vào nửa ly rồi nói. Chuyện này tốt nhất là nên mời Chủ tịch tỉnh Nhất Phong, dù sao thì nó cũng liên quan đến nhiều vấn đề, tôi cảm thấy nếu Chủ tịch Nhất Phong có thời gian thì nhất định sẽ đến tham gia nghi thức khai giảng này. Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc của mình. Hắn khẽ loay hoay với một chiếc áo lông được làm theo kiểu thủ công. Người làm áo căn bản chỉ có chút tay nghề, phác họa cũng không quá đúng, nếu so với Tần Hồng Cẩm thì kém khéo tay hơn. Nhưng sau khi nhận được áo lông thì Vương Tử Quân vẫn rất vui vẻ, vì đó là món quà tự tay Mạc Tiểu Bắc làm. Không thể ngờ nha đầu kia ma xui quỷ khiến thế nào mà lại làm áo lông cho mình, Vương Tử Quân không thể ngờ được một Mạc Tiểu Bắc bận rộn bù đầu vì công tác có thể tĩnh tâm may được một cái áo lông, đúng làm khó cho nàng. Vương Tử Quân ngồi nghĩ vẩn vơ, sau đó hắn chuẩn bị cởi áo mặc thử. Khi hắn đang thực hiện theo ý nghĩ của mình thì tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Vương Tử Quân tiện tay đặt áo lông lên kệ quần áo, sau đó hắn ngồi xuống lên tiếng. Bí thư Vương. Phó chủ nhiệm văn phòng Kim Duệ Hằng đẩy cửa đi vào, hắn nở nụ cười sáng rực chào hỏi Vương Tử Quân. Khi các vị chủ nhiệm trong văn phòng tỉnh đoàn tăng lên, dưới đề nghị của Vương Tử Quân. Từng vị phó chủ nhiệm phụ trách liên lạc với một phó bí thư, Kim Duệ Hằng là người liên lạc với Vương Tử Quân, tất nhiên chủ nhiệm Lâm Thụ Cường sẽ phục vụ cho bí thư Âu Dương Dương. Như vậy vô hình sẽ đẩy Lâm Thụ Cường lên bầu trời, cho đối phương sinh ra cảm giác đứng trên cao và lạnh lẽo. Nói ra thì Lâm Thụ Cường đi theo bí thư Âu Dương Dương sẽ mạnh hơn các phó bí thư khác nhiều, nhưng trong phòng của bí thư Âu Dương còn có Trung Địch Hồng, dưới tình huống bình thường cũng không cần cho mời Lâm Thụ Cường. Theo lời của Âu Dương Dương thì không có việc lớn sẽ không cho gọi chủ nhiệm Thụ Cường. Biểu hiện của bí thư giống như trọng dụng chủ nhiệm Lâm, thế nhưng trong văn phòng tỉnh đoàn thì quanh năm suốt tháng có được mấy chuyện lớn. Các vị phó chủ nhiệm khác đều có công tác riêng, có trách nhiệm riêng, đã sớm xem ba vị phó bí thư mà mình phụ trách liên lạc là lãnh địa của mình. Lâm Thụ Cường muốn hỏi thì cũng có chút lo ngại, dù thế nào cũng phải thông qua ba vị phó chủ nhiệm kia trước. Vì vậy mà Lâm Thụ Cường cảm thấy mình giống như đứng dưa không chung, không thể tiến lên mà cũng chẳng thể rút xuống, thật sự rất áp chế và bực bội. Chủ nhiệm Duệ Hằng, mời anh ngồi, uống chút trà nhé.
Tuy Kim Duệ Hằng mỗi ngày đều chạy đến phòng làm việc của Vương Tử Quân vài lần, thế nhưng hắn vẫn luôn tươi cười chào đón vị phó chủ nhiệm này. Lúc này Kim Duệ Hằng đi vào phòng, Vương Tử Quân đứng lên đi đến ngồi xuông bên cạnh Kim Duệ Hằng rồi nói. Kim Duệ Hằng nghe được một câu hỏi không chút gò bó của Vương Tử Quân, hắn cảm thấy tất cả cảm giác có chút căng thẳng của mình đã tan biến sạch sẽ, lại cảm thấy mình rất có thể diện. Lúc này trong lòng hắn vừa cảm nhận sự khách khí của Vương Tử Quân, vừa cảm thấy rất mỹ mãn. Vâng, Bí Thư Vương, ngài nói như vậy thì tôi cũng thật sự muốn được nếm trà ngon. Trong quan trường lưu hành một quy tắc ngầm, nếu lãnh đạo chủ động nói gì đó với anh, dù anh không thấy thuận mắt cũng phải vui mừng tiếp nhận. Kim Duệ Hằng hiểu quy củ này, thế là hắn tùy tiện đứng lên, rót một ly trà cho mình, sau đó đưa lên mũi ngửi và tán thưởng. Có câu con người thích náo nhiệt và giỏi trông cửa, tôi không hiểu trà nhưng ngửi hương vị cũng có thể đoán được đây là trà thượng phẩm. Vương Tử Quân cười cười từ chối cho ý kiến, Kim Duệ Hằng lại nói tiếp. Bí Thư Vương, vừa rồi văn phòng tỉnh đoàn nhận được thông báo của văn phòng tỉnh ủy, nói là ngày mai Bí Thư Lưu Truyền Thụy sẽ đến tỉnh đoàn chúng ta. Bí Thư Lưu đến tỉnh đoàn. Vương Tử Quân khẽ lặp lại một câu như vậy, nhìn qua thì có vẻ không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng hắn lại quăng ánh mắt về phía Kim Duệ Hằng, hắn tin Kim Duệ Hằng sẽ cho mình một đáp án cụ thể. Quả nhiên Kim Duệ Hằng sau khi thấy ánh mắt của Vương Tử Quân thì khẽ nói. Bí Thư Vương, nghe nói lãnh đạo tỉnh rất thỏa mãn với công tác của chúng ta trong thời gian gần đây, thế cho nên Bí Thư Lưu đặc biệt đến để an ủi vài lời. Kim Duệ Hằng tuy nói không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ. Vương Tử Quân là một người với tâm lý của quan viên, nếu một vị lãnh đạo lên đến chức vị cao sẽ không tùy tiện nói ra những lời như vậy. Hơn nữa lãnh đạo đến an ủi sẽ chính là khẳng định công tác. Nhưng đôi khi cũng là một biện pháp trấn an. Bây giờ tỉnh đoàn còn chưa làm ra thành tích gì mà Lưu Truyền Thụy đã đến, rõ ràng có ý nghĩa gì thì không cần nói cũng biết. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn đặt ly trà xuống bàn rồi khẽ nói. Bí thư Âu Dương có biết chuyện này không? Chủ nhiệm Thụ Cường đã tự mình đến báo cáo cho Bí thư Âu Dương. Kim Duệ Hằng nói, hai mắt nhìn về phía Vương Tử Quân, hy vọng nhìn ra chút gì đó trong mắt lãnh đạo. À, vậy thì tốt. Vương Tử Quân cũng không nói gì thêm, ánh mắt nhìn về phía ly trà, nhưng lúc này Kim Duệ Hằng cũng không có ý bỏ đi. Hắn thấy Bí Thư Vương không mở miệng thì dùng giọng đầy phàn nàn nói. Bí Thư Vương, tôi cảm thấy sự kiện lần này quá không công bằng. Ngài là người đề xuất hạng mục dạy nghề và hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên, khi thúc đẩy hạng mục thì tôi không biết ngài và người khác đã cố gắng như thế nào, nhưng tôi lại biết đừng nói là phòng học, sân bãi thì thậm chí là giảng viên cũng do anh tự mời đến. Còn đám người phòng lao động thương binh xã hội tỉnh kia thì làm được gì, khi đó chúng ta đi tìm bọn họ như tìm ông nội, còn mời bọn họ dùng cơm, thế cho nên mới mời được vài giảng viên. Đối phương nói rất hay trên bàn tiệc, nhưng sau đó lại chẳng thực hiện ra gì, đưa đến những kẻ ăn không ngồi rồi. Bây giờ người ta thấy trường nghề thanh niên chúng ta được lãnh đạo tán thưởng thì muốn ra tay cướp đoạt, như vậy là có ý gì? Kim Duệ Hằng nói đến lời cuối cùng thì chửi ầm lên, vẻ mặt mang theo vài phần kích động. Nhưng Vương Tử Quân lại nhìn ra được chút kích động của Kim Duệ Hằng. Không phải biểu hiện của Kim Duệ Hằng quá giả dối, nhưng Vương Tử Quân nhìn vấn đề khá rộng, hắn biết Kim Duệ Hằng sẽ tuyệt đối tìm hiểu rõ vấn đề, bây giờ lên tiếng như vậy phần lớn chỉ là muốn mua chút hảo cảm của mình. Nếu là trước kia thì Vương Tử Quân sẽ ngăn cản Kim Duệ Hằng nói những lời này, nhưng hôm nay hắn chờ Kim Duệ Hằng mắng xong thì cười cười khẽ gật đầu. Sau đó hắn lên tiếng khích lệ Kim Duệ Hằng vài câu. Nhận được những lời tán thưởng của Vương Tử Quân thì Kim Duệ Hằng mới vui vẻ dạo dực rời khỏi phòng. Sau khi Kim Duệ Hằng vui vẻ bỏ đi thì Vương Tử Quân lại đốt một điếu thuốc. Hắn đã nghĩ rất kỹ về sự việc liên quan đến phòng lao động thương binh xã hội, nhưng hắn còn chưa hoàn toàn quyết định, vì ra tay sẽ xuất hiện mưa gió mạnh mẽ. Vương Tử Quân nhiều lần về thành phố Giang Thị, Vương Lão Gia Tử cũng nhiều lần nhắc nhở. Tất nhiên ông nội không phản đối hắn tạo ra thành tích. Thế nhưng chủ đề nhiều nhất chính là yêu cầu hắn sống và công tác sao cho an phận một chút. Chưa đến 30 tuổi mà đã là cấp bậc phó giám đốc sở, đây thật sự là quá nhanh. Hơn nữa Vương Tử Quân tiến lên cấp phó giám đốc sở trong thời gian quá ngắn, muốn lên cao hơn lại thiếu lý lịch. Hắn cần phải ở lại tỉnh đoàn trong thời gian 2 năm, mà phương án tốt nhất chính là thành thật làm việc, không nên trộn rộn và sinh ra bất kỳ sóng gió gì khác. Vương Tử Quân thầm nghĩ đến ải vấn đề mà mệt mỏi ngồi xuống ghế, vô tình hắn khó thể cho ra quyết đoán, nhưng ngay sau đó một âm thanh cãi và chợt truyền đến. Vương Tử Quân nghe thấy âm thanh khắc khẩu như vậy thì có chút ngây người,
hắn chẳng phải chưa từng được gặp tình huống cãi vã trong văn phòng, đặc biệt là dưới huyện thì xảy ra càng nhiều. Nhưng từ sau khi vào nhận công tác ở tỉnh đoàn, đây là lần đầu tiên hắn được nghe thấy người ta cãi nhau. Trong cơ quan tỉnh ủy thì phần lớn nhân viên đều biểu hiện cực kỳ lịch sự, giống như một đám vịt bơi trên sông, tuy chân đạp dưới nước điên cuồng nhưng biểu hiện lại cực kỳ êm ấm, hòa hợp êm thấm. Trừ khi quá mức căm hận hoặc có thù hận gì đó sâu sắc, nếu không thì đồng sự cãi vả nhau chỉ tốn công thừa sức, ngược lại thì cũng hợp tình hợp lý, vì răng môi lắm lúc còn cắn vào nhau cơ mà. Xảy ra chuyện gì? Sao lại có người cãi nhau trong văn phòng? Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, hắn đẩy cửa phòng làm việc của mình ra, sau đó đi về phía văn phòng tỉnh đoàn. Khi hắn đi đến cửa thì đã có không ít cửa phòng làm việc được mở ra, rất nhiều cán bộ đi ra ngoài, phương hướng của bọn họ cũng giống như Vương Tử Quân. Khi đám cán bộ kia thấy Vương Tử Quân thì nhanh chóng cúi đầu chào hỏi, bình thường Vương Tử Quân đối mặt với tình huống này sẽ gật đầu cười cười, thế nhưng lúc này hắn cũng không quan tâm mà nhanh chóng chạy về phía trước. Thế nào, không phục sao? Không phục thì kéo Trương Tùng Niên và trung tâm hướng nghiệp về. Anh nghĩ rằng phòng lao động thương binh xã hội chúng tôi muốn lắm sao? Nếu không phải lãnh đạo tỉnh ép phải lấy, chúng tôi cũng không cần. Một âm thanh chói tai vang lên từ trong văn phòng tỉnh đoàn. Vương Tử Quân nghe được âm thanh này thì khẽ nhíu mày, nhưng ngay sau đó thì hai chân mày đã giãn ra, cũng không phải người cùng đơn vị cãi vả nhau, đây là chuyện tốt. Hừ, cóc nhái kêu to, đúng là quá lớn lối. Lãnh đạo tỉnh ép phải nhận, tưởng mọi người đều là thằng ngu sao. Chỗ tôi cũng có văn kiện của văn phòng khối chính quyền tỉnh, không biết là ai không biết xấu hổ, dám nói là cưỡng chế tiếp nhận, rõ ràng muốn nuốt vào miệng cơ cấu trực thuộc tỉnh đoàn. Nếu so sánh với âm thanh vừa rồi thì giọng điệu này càng trong hơn, lớn hơn và có nhiều phần trào phúng. Đúng, cũng không biết tên nào không biết xấu hổ nói ra những lời như vậy. Này người của phòng lao động thương binh xã hội, nếu không biết thế nào là xấu hổ thì tôi nói cho mà biết, ký chỉ thị này là một người họ Giản, văn kiện của phòng lao động các người có chữ ký họ Giản cũng không nhiều, vậy anh nói cho tôi rõ, rốt cuộc là tên khốn nào lại làm ra trò không biết xấu hổ này. Đúng. Nói rõ với bọn họ, đúng là loại không biết xấu hổ. Mình không làm ra thành tích thì thôi, thấy người ta có được chút thành tích thì chen chân vào, trực tiếp hái quả người ta vun trồng, loại người này chửi là chó cũng xem như sỉ nhục động vật. Những âm thanh bén nhọn vang lên, đám cán bộ tỉnh đoàn bình thường có vẻ hào hoa phong nhã, bây giờ mở miệng mắng người cũng thật sự rất có tư thái và phong cách. Hừ, các người nhiều người, tôi cũng không nói lại, nhưng các người đã nói như vậy, sao không đi mà nói với khối chính quyền tỉnh? Các người không phải nói rất hay sao? Không phải có bản lĩnh sao? Đi mà tìm lãnh đạo tỉnh ấy. Chúng tôi làm ra báo cáo, đây là tự do của chúng tôi, còn có phê chuẩn hay không là chuyện của lãnh đạo. Bây giờ văn phòng khối chính quyền đã có chỉ thị thông qua văn kiện của chúng tôi, đó là chúng tôi làm việc tốt, có năng lực. Nếu các người có bản lĩnh thì yêu cầu lãnh đạo tỉnh ủy không thông qua quyết định này là được, đứng đây ồn ào cũng không có tác dụng gì đâu. Tên cán bộ phòng lao động cũng không phải loại người kém cỏi. Thấy mình bây giờ rơi vào đàn sói đói thì trực tiếp nói sang chuyện khác. Đám cán bộ tỉnh đoàn tuy cực kỳ tức giận nhưng sự việc có liên quan đến lãnh đạo tỉnh, bọn họ cũng không dám nói lung tung. Dù sao đây cũng là khu văn phòng tỉnh ủy, nếu nói một câu không đúng mà lọt vào tai lãnh đạo tỉnh, chỉ sợ sẽ là tai họa ngập đầu, bây giờ có kẻ nào mà không suy xét cho mình. Tên cán bộ phòng lao động vừa rồi bị đám cán bộ tỉnh đoàn vây công sinh ra cảm giác khó hít thở. Bây giờ thấy mình chỉ nói vài câu đã làm cho đám người xung quanh câm miệng, thế là hắn chợt sinh ra cảm giác giống như Gia Cát Lượng qua không khẩu chiến với quần nho. Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua tên cán bộ tỉnh đoàn trẻ tuổi vừa lớn tiếng với mình rồi cười hì hì nói. Thế nào, không có gan sao, không có gan thì đừng mạnh miệng. Anh nói cho chú biết, mạnh miệng cũng không làm gì được, chú sau này còn phải học hỏi nhiều hơn. Còn bà nó, mày nói lại một câu nữa tao xem. Tên cán bộ thanh niên kia rõ ràng tham gia công tác chưa lâu, cũng là một tên nóng tính. Hắn vốn đã cực kỳ tức giận tên cán bộ kia của phòng lao động thương binh xã hội, thế là bây giờ siết chặt nắm đấm dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương. Thế nào, muốn đánh nhau sao? Có gan thì mày cứ đánh, chỉ sợ là mày không dám mà thôi. Tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội cũng không phải là đèn cạn dầu, vừa thấy đối phương muốn đánh mình thì cũng không sợ, ngược lại còn đưa mặt đến. Cán bộ có thể đến công tác ở tỉnh đoàn đều phải được lựa chọn nhiều lượt, có thể nói là khá khó khăn. Tên cán bộ thanh niên kia tuy cực kỳ tức giận nhưng lúc này đối diện với gương mặt của đối phương, hắn thật sự có chút do dự.
Không dám đánh sao? Ha ha, tao cũng biết mày không dám đánh, dưới sự lãnh đạo của một người phụ nữ, tỉnh đoàn chúng mày toàn là loại đàn ông nhát gan mà thôi. Tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội lên tiếng, thật sự là quá mức làm càn, hơn nữa còn hung hăng đưa nắm đấm về phía tên cán bộ thanh niên kia. Dừng tay! Vương Tử Quân thấy ánh mắt tên cán bộ thanh niên bên kia khẽ động, hắn biết đối phương đã khó thể kiềm chế được nữa, thế là lớn tiếng hô lên. Nhưng hắn dù hét lên khá nhanh nhưng nắm đấm của tên cán bộ kia còn nhanh hơn, một đấm đã nện lên mặt của tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội. Tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội dù thế nào cũng không ngờ mình lại bị đối phương đánh, khoảnh khắc bị đấm vào mặt thì hắn cảm nhận một cảm giác nóng rát bùng lên. Đánh người, tỉnh đoàn các người đánh người. Tiểu tử, tao sẽ đi tố cáo mày, tao không những cho mày bị kỷ luật, còn phải cho mày mất luôn công tác. Tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội bị đánh lớn tiếng hô hào về phía tên cán bộ thanh niên của tỉnh đoàn. Tên cán bộ thanh niên của tỉnh đoàn cũng chỉ là xúc động tạm thời, khi nắm đấm tung ra mới thấy không đúng, nhưng bây giờ mặt người ta đã sưng vù, dù thế nào cũng đã chậm rồi. Tuy đám cán bộ tỉnh đoàn tỏ ra cực kỳ căm phẫn, nhưng sau khi sự việc đánh người xảy ra thì cả đám không biết làm sao cho phải. Bây giờ tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội lại la hét ầm ĩ, càng làm cho bọn họ không biết giải quyết sao cho tốt. Này anh bạn, cậu ấy đánh người là không đúng, anh mắng người ta cũng không đúng. Cậu ấy vốn chỉ là xúc động nhất thời, tôi sẽ bắt cậu ta xin lỗi anh, chuyện này xem như nể mặt tôi, xử lý như vậy nhé. Tôn Trạch Hồng là người đi đến khá sớm, tất nhiên hắn cũng muốn xem có chuyện gì xảy ra, bây giờ thấy sự việc như vậy, hắn là lãnh đạo tỉnh đoàn cũng không thể không lộ mặt xử lý. Cái gì, nói lời xin lỗi là xong sao? Tôi đánh anh một tát, nhổ một bãi nước bọt lên mặt anh, như vậy tôi sẽ xin lỗi anh, được không? Chuyện này không đùa được, tôi sẽ báo cảnh sát, nếu không giam tên này 2 ngày, tôi cũng không phải họ Lý. Tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội nghe được lời của Tôn Trạch Hồng thì cũng không nể mặt mà càng lớn lối hơn. Tên cán bộ trẻ đánh người thấy Tôn Trạch Hồng ra mặt thì cũng không dám nói gì khác, đám cán bộ tỉnh đoàn đứng bên ngoài lại tiếp tục vây quanh lại. Tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội thấy người ta vây kín thì không khỏi khiếp đảm, nhưng gương mặt vẫn rất hung hăng, hắn tiếp tục lớn tiếng với Tôn Trạch Hồng. Các người muốn làm gì? Muốn đánh người sao? Tôi xem các người ai dám ra tay. Tôi đứng ngay đây, không sợ các người ra tay. Đám cán bộ đến đây tuy rất tức giận nhưng lúc này đã tỉnh táo trở lại, tuy bọn họ thật sự khó nhịn với tên cán bộ kia, thế nhưng dù sao bọn họ cũng phải liên hệ với chính mình, không ai muốn xảy ra chuyện. Thế là chẳng ai tiếp tục tiến lên, kẻ nào cũng dừng bước. Tên cán bộ thanh niên kia lại có ý muốn đánh người, nhưng lại bị tên đồng chí bên cạnh cản lại. Tình huống trước mắt càng làm cho tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội sinh ra chút lo lắng. Nhưng lúc này đám cán bộ đứng chung quanh đã bất động, thế là tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội cũng lớn gan hơn, hắn lớn tiếng kêu gào. Muốn đánh sao? Vào đây, sao không đánh nữa? Nếu có gan thì lên mà đánh. Không thì đứng im đó. Tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội vừa nói vừa chỉ vào tên cán bộ tỉnh đoàn. Tiểu tử, hôm nay tao không để yên cho mày, để rồi xem. Này đồng chí, chuyện này tôi thấy trước tiên anh nên bớt giận. Tôn Trạch Hồng khẽ kéo tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội, hắn khẽ nói lời khuyên nhủ. Nhưng hắn còn chưa nói hết lời thì tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội kia đã hung hăng nói. Không có gì mà nổi giận. Tỉnh đoàn các người là tố chất như vậy, đường đường là cán bộ cơ quan mà đánh người, đúng là không biết đám lãnh đạo các người quản lý thuộc hạ thế nào. Tôn Trạch Hồng gần đây rất sĩ diện, nhưng bây giờ hắn là một cán bộ cấp phó sở lại bị một tên cán bộ bình thường mắng trước mặt bao người. Vô tình gương mặt hắn đỏ bừng bừng, lúc này ở trước mặt bao người, hắn cũng không muốn bộc lộ tính cách nóng nảy của mình. Anh nói gì vậy? Tôn Trạch Hồng dùng ngón tay chỉ vào tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội rồi run giọng nói. Nói làm sao à, các người có gan đánh người, rõ ràng là không quản lý cán bộ ra gì. Tôi nói cho các người biết, chuyện này không xong đâu, tôi sẽ không bỏ qua cho kẻ đánh người, mà đám lãnh đạo các người cũng cứ coi chừng. Tên cán bộ nhìn gương mặt của Tôn Trạch Hồng rồi lớn tiếng nói. Lúc này Tôn Trạch Hồng cực kỳ tức giận, hắn hận không thể tiến lên bóp chết đối phương. Nhưng lời nói của tên kia lại làm hắn không biết nên ứng phó thế nào cho phải, chỉ có thể dùng ánh mắt hung hăng nhìn đối phương mà thôi. Đám cán bộ tỉnh đoàn dù tức giận nhưng cũng không biết nên làm sao. Tuy đây là địa bàn của mình nhưng dù sao đánh người cũng là không phải, đối phương nắm chặt nó không bỏ qua,
mình cũng không có biện pháp gì hay. Vu Trạch Trư, cho hắn một tát, đánh cho nó một trận nhớ đời. Khi tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội đang kêu gào thì trong đám người vang lên âm thanh như vậy. Tên cán bộ tỉnh đoàn vốn siết chặt nắm đấm cúi đầu không nói gì, không ngờ bây giờ lại có người nói mình tiến lên đánh người, thế là không khỏi ngẩn ngơ. Khi hắn ngẩng đầu nhìn sang, hai mắt không khỏi sáng ngời. Tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội đang kêu gào thì cũng không khỏi ngẩn ngơ, hắn thật sự không ngờ lúc này có người cho phép đánh mình. Tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội nghe được âm thanh như vậy thì quay đầu sang nhìn, thấy một tên cán bộ trẻ đang đứng trong đám người, thế là lớn tiếng hô hào. Tiểu tử, nó không dám, nếu mày có gan thì tự mình ra tay, ông nếu cau mày thì sẽ làm cháu nội của. Bốp! Tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội chưa nói xong thì đã bị tên cán bộ được Vương Tử Quân gọi là Vu Trạch Trư tát một cái thật mạnh. Tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội bị một tát chợt cảm thấy hồ đồ, hắn không thể tin sự việc đang phát sinh, nhưng cảm giác nóng bỏng trên mặt lại nói cho hắn biết mình bị một tát, hơn nữa lại đúng chỗ bị đấm lúc vừa rồi. Chương 398, khen ngợi và phê bình. 1-2 Mày còn dám đánh tao? Tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội dùng ánh mắt khó tin nhìn Vương Tử Quân, giọng nói đầy run rẩy. Đánh mày thì làm sao? Lúc này Vu Trạch Trư thật sự thả lỏng, hắn liếc mắt nhìn tên kia, bộ dạng không chút nương tay. Tốt, ông sẽ đi tố cáo mày, còn mày nữa, chúng mày chờ đó cho tao. Lúc này mặt tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội chợt thâm đen, hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, hắn cũng không muốn tiếp tục gây sự. Hắn tức giận chỉ Vu Trạch Trư rồi nói lớn, sau đó cũng không quên chỉ tay vào Vương Tử Quân. Vu Trạch Trư tuy bất cứ giá nào nhưng đối phương nói muốn tố cáo thì vẫn có chút kiêng kỵ, nhưng hắn vẫn cố gắng bình tĩnh, mặc kệ đối phương. Còn Vương Tử Quân thì chỉ lạnh lùng cười nói. Anh cứ đi mà tố cáo, nói đến tận chân trời cũng không có chứng cứ. Dù sao cũng là mở miệng nói láo nói toét, nơi này không ai đánh anh cả. Anh nói gì? Tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội trợ sững sờ, vừa rồi do rằng mình bị đánh, đối phương sao lại không thừa nhận? Đây không phải là nói bậy nói bừa sao? Rõ ràng là tên này vừa rồi đã ra lệnh cho tên khốn kia đánh mình. Tôi nói không có ai đánh anh cả. Vu Trạch Trư, có phải vừa rồi anh đang báo cáo trong phòng làm việc của tôi không? Vương Tử Quân dùng ánh mắt không biểu cảm nhìn Vu Trạch Trư rồi nghiêm trang nói. Vu Trạch Trư chợt sững sờ, sau đó hắn giống như ngầm hiểu ra được điều gì đó, hắn liên tục gật đầu nói. Đúng, nãy giờ tôi báo cáo trong phòng làm việc của anh. Này, đồng chí, mọi người đều có công tác riêng, Vu Trạch Trư nãy giờ làm báo cáo với tôi, sao có thể đánh anh được? Vương Tử Quân khẽ buông tay, sau đó dùng giọng vô tội nói. Lúc này tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội đã tức giận xanh mặt, phổi muốn nổ tung. Hắn không ngờ đường đường là cơ quan tỉnh đoàn lại có loại người trợn mắt nói bậy như vậy, đây không phải là chơi xỏ lá sao. Hắn cảm nhận được cảm giác nóng bỏng trên mặt, thế là hận không thể đánh cho đối phương bò lăn bò càng. Các người cùng một cơ quan, người của cục công an cũng sẽ không nghe lời các người. Đúng, bọn họ không thể nào hoàn toàn nghe theo lời của chúng tôi, nhưng tôi cũng nhắc nhở anh. Nếu so với một cán sự bình thường trong cơ quan như anh, lời nói của một vị cán bộ cấp phó giám đốc sở như tôi không đáng tin hơn sao? Vương Tử Quân chậm rãi đi về phía tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội rồi lạnh giọng nói. Cán bộ cấp phó giám đốc sở, tên kia còn trẻ như vậy, sao lại đến cấp phó sở rồi? Tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội chợt ngây cả người, hắn không biết trả lời sao cho phải. Anh đang cố ý gây rối ở cơ quan tỉnh đoàn. Dù là anh xuất phát từ động cơ và mục đích gì đều làm nhiễu loạn trật tự của văn phòng tỉnh đoàn. Chưa nói anh tố cáo tôi còn phải tố cáo anh, kể cả phòng lao động thương binh xã hội của các anh, để xem Giản Thuận Bình làm một lãnh đạo như thế nào. Giọng điệu của Vương Tử Quân cực kỳ bình tĩnh, nhưng khoảnh khắc nà tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội đang cực kỳ điên khùng đã giống như mốt quả cà héo rũ trong nắng. Lúc này đầu óc tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội đã tỉnh táo trở lại. Hắn chợt ý thức mình đứng ở địa bàn của người ta, nếu mình đi tố cáo cũng không có kết quả gì tốt. Dù sao mình chỉ là một cán bộ cấp phó khoa, nếu so sánh với cán bộ phó sở, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì đám người cục công an sẽ có khuynh hướng về cấp cao hơn. Đồng thời nếu tỉnh đoàn thật sự tố cáo lên lãnh đạo, dựa vào tính cách của trưởng phòng Giản thì mình sẽ chẳng có quả ngọt để ăn. Chẳng lẽ lần này đến đây để bị đánh như vậy sao? Tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội cảm thấy cực kỳ áp chế không cam lòng,
lần này hắn đến tỉnh đoàn để đưa thiếp mời, đây chỉ là một việc nhỏ cực kỳ phổ thông. Nhưng Vu Trạch chưa thấy thiếp mời thì tỏ ra hờ hững làm hắn nổi nóng, vì thế hắn mới lấy cái cớ Trương Tùng Niên sắp sát nhập vào phòng lao động thương binh xã hội để chọc giận và khiêu khích Vu Trạch chứ, thế cho nên mới xuất hiện tình huống phong ba vào lúc này. Bây giờ các người nhiều người, tôi cũng không nói gì hơn, nhưng nếu các người thật sự có bản lĩnh thì đến mà phân tranh cao thấp với trưởng phòng của tôi. Trường nghề thanh niên không phải là cơ cấu của tỉnh đoàn sao? Có giỏi thì làm sao cho nó không sát nhập vào phòng lao động thương binh xã hội chúng tôi? Tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội nhìn thoáng qua Vương Tử Quân và Tôn Trạch Hồng rồi lớn tiếng nói. Có giỏi thì chữa lại quyết định của hội nghị văn phòng khối chính quyền tỉnh đi. Đám cán bộ tỉnh đoàn thật sự cảm thấy rất thoải mái vì Bí Thư Vương đã ra tay áp chế tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội, nhưng lúc này lời nói của đối phương lại giống như kim châm vào trong lòng mọi người. Dù bọn họ có không thừa nhận thì sự việc này cũng đã phát sinh. Âu Dương Dương đứng cách Vương Tử Quân không xa, lúc này khóe miệng của nàng khẽ run rẩy, rõ ràng người phụ nữ sắt cũng cực kỳ không dễ chịu. Nhưng dù không dễ chịu thì thế nào? Bây giờ hội nghị văn phòng khối chính quyền tỉnh đã cho ra kết luận, dễ dàng thay đổi vậy sao? Nhiếp Hạ Quân bên kia không có tin tức gì, nhưng Phó Bí Thư Lưu Truyền Thụy nắm công tác thanh niên lại sắp đến mở hội nghị khen thưởng an ủi ở tỉnh đoàn. Như vậy đã nói rõ một ý nghĩ, quyết định khen thưởng thành tích của tỉnh đoàn, đồng thời an ủi chút uất ức của tỉnh đoàn, tranh thủ cho các anh một quả táo ngọt. Sự kiện mà ngay cả Nhiếp Hạ Quân cũng không thể lật ngược lại, Âu Dương Dương nàng chỉ là bí thư tỉnh đoàn, có thể làm gì hơn. Trong đầu Âu Dương Dương chợt lóe lên ý nghĩ, nhưng nàng chỉ cảm thấy rất khổ sở. Dù nàng luôn được xưng là người phụ nữ sắt, thế nhưng tình huống trước mắt lại làm cho nàng thật sự nghẹn lời, không thể nói ra bất kỳ một lời nào để phản bác lại. Bất cứ chuyện gì đều phải do lãnh đạo nghiên cứu rồi cho ra quyết định, anh cần phải mở to mắt của mình để nhìn cho rõ rồi hãy nói sau. Vương Tử Quân nhìn mọi người đang trầm mặc, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh băng, sau đó hắn nhìn tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội rồi lạnh lùng nói. Kết quả là gì thì tôi sẽ chờ được xem, tôi cũng chờ được thấy bản lĩnh của tỉnh đoàn, để xem có làm ra trò trống gì không. Tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội lên tiếng rồi đi ra hành lang. Vu Trạch Trư, một đấm một tát rất hay, đã lấy lại thể diện cho tỉnh đoàn. Con bà nó, đám quỷ con của phòng lao động thương binh xã hội, phải cho một bài học như vậy mới nhớ đời được. Vu Trạch Trư được đám nhân viên văn phòng của tỉnh đoàn vây quanh, một tên cán bộ có độ tuổi tương đồng với Vu Trạch Trư chợt cười ha hả nói. Đã nghiền, thật sự rất đã nghiền, nhưng nói thẳng ra thì cái tát sau đó mới sướng. Một tên tiểu tử lên tiếng góp vui. Đám người này đều là cán bộ thanh niên tiến vào công tác trong tỉnh đoàn, thế cho nên mở miệng nói chuyện cũng không kiêng kỵ nhiều. Vu Trạch chưa nghe thấy người chung quanh nói về cái tát của mình, vẻ mặt hắn có chút đắc ý, hắn cười hì hì nói. Thật sự là như vậy, một cái tát kia có chỗ dựa là Bí Thư Vương, tôi cũng cảm thấy rất sướng tay. Các người chỉ thích đánh nhau, tôi thì cảm thấy lời nói của Bí Thư Vương là hay nhất. Các anh không để ý sao? Tiểu tử kia vừa nghe Bí Thư Vương nói. Cảnh sát sẽ tin vào một cán bộ cấp phó sở hay một cán bộ cấp khoa. Thế là vẻ mặt hắn biến thành màu gan heo, ức hiếp người phải được như Bí Thư Vương, như vậy mới gọi là giỏi. Một nữ nhân viên duy nhất trong đám người chợt vỗ tay rồi dùng giọng hì hì nói. Đúng, Bí Thư Vương nhấc tên kia lên khỏi mặt đất, đánh cho hắn không thể làm gì hơn là xám xịt chạy đi, còn bà nó, để xem sau này còn tên khốn nào dám chạy đến tỉnh đoàn làm loạn nữa. Mọi người nghị luận thật sự rất vui sướng. Một tên nhân viên cao hứng còn nói. Bí Thư Vương thật sự giống như chưa thấy có chuyện gì phát sinh, lại nói kết quả còn phải chờ xem, đây không phải là Bí Thư Vương cũng đã có biện pháp giữ lại trường nghề thanh niên và trung tâm hướng nghiệp cho tỉnh đoàn chúng ta sao? Mọi người đang bàn luận chợt trở nên trầm mặc, tuy bọn họ rất có lòng tin với Bí Thư Vương, thế nhưng nghĩ đến sự việc đã được hội nghị văn phòng khối chính quyền thông qua, nếu muốn thay đổi thì hầu như là khó tưởng. Thôi. Chúng ta cũng đừng thảo luận về chuyện này nữa, mau tan tầm thôi, cũng không thiếu công tác cho chúng ta xử lý. Một tên cán bộ có hơi lớn tuổi trầm giọng nói với mọi người. Đám người Vu Trạch Trư cũng không còn hào hứng, nghe thấy nói như vậy thì cũng chuẩn bị đứng lên tản đi. Đúng lúc này cửa văn phòng được mở ra, thư ký Trung Địch Hồng của Bí Thư Âu Dương Dương đi vào bên trong. Chị Trung, lãnh đạo mở hội nghị đã lâu, không biết đã cho ra chỉ thị tinh thần gì mới không? Cô gái vừa rồi lên tiếng có quan hệ không tệ với Trung Địch Hồng, khi thấy Trung Địch Hồng tiến vào thì không khỏi tiến lên nghênh đón.
Trung Địch Hồng nhìn thoáng qua cô nữ nhân viên của văn phòng tỉnh đoàn, sau đó nàng trầm giọng nói. Hội nghị còn đang tiến hành, mọi người cứ bận rộn công tác đi. Tuy Trung Địch Hồng nói rất căng, nhưng đám cán bộ trẻ này rất quen thuộc với nàng, bọn họ nghĩ có lẽ đã có gì đó xảy ra. Thế là cả đám cũng không nhiều lời, bọn họ xoay người đi về phía vị trí của mình. Lúc này một khu văn phòng rộng chỉ còn lại vài người Vu Trạch Trư, lúc này Vu Trạch Trư thấy mọi người đã đi gần hết thì không nhịn được nói. Địch Hồng, Bí Thư Vương không nói ra biện pháp nào hay với sự kiện kia sao? Trung Địch Hồng cũng không có ý nghĩ giống như Vu Trạch Trư, nàng dùng ánh mắt hung hăng nhìn hắn, sau đó lại nhìn qua những người khác trong văn phòng tỉnh đoàn, lúc này mới nói. Có biện pháp nào hay hơn nữa? Cũng đã được thông qua hội nghị văn phòng khối chính quyền tỉnh rồi, anh cảm thấy lãnh đạo của chúng ta sẽ làm được gì? Nhưng anh cũng nên cảm ơn Bí Thư Vương, may mà anh ấy lên tiếng giúp anh, nếu không thì theo ý của Bí Thư Tôn, phải xử lý anh, cho anh một bài học mới tốt. Vu Trạch Trư khẽ gật đầu, sau đó lại thở dài nuối tiếc. Tôi còn tưởng Bí Thư Vương sẽ có ý gì hay, thì ra cũng chỉ là gắng gượng lên tiếng như vậy thôi. Không gắng gượng lên tiếng thì thế nào? Lúc đó phải nói sao bây giờ? Trung Địch Hồng há miệng, đây rõ ràng là một cô gái khá chanh chua. Sau khi nghe Vu Trạch Trư nói như vậy thì nàng cũng lên tiếng như súng máy. Tôi cũng không còn gì để nói. Thấy sự lợi hại của Trung Địch Hồng thì Vu Trạch Trư nào dám tiếp tục ở lại ứng chiến. Hắn vội vàng treo cờ trắng đầu hàng. Trung Địch Hồng tỏ ra vui vẻ vì mình giành được chiến thắng, nàng dùng ánh mắt có chút quyến rũ nhìn Vu Trạch Trư, sau đó khẽ cười nói. Như anh mà có gì để nói chứ? Đúng rồi, hội nghị hôm nay sẽ kết thúc hơi muộn, anh không cần chờ tôi còn phải ở lại một lúc nữa. Bí thư Âu Dương cần tôi cầm ít đồ. Trung Địch Hồng nói rồi hấp tấp chạy ra khỏi văn phòng tỉnh đoàn. Khi đi vào phòng họp thì Trung Địch Hồng biến thành một thư ký chuyên nghiệp, nàng rón rén đi đến ngồi xuống sau lưng Âu Dương Dương, sau đó mở sổ, tiếp tục làm công tác thư ký hội nghị. Lúc này Tôn Trạch Hồng đang phát biểu, chợt nghe thấy hắn nghiêm trang nói. Bí thư Âu Dương, tôi cảm thấy tỉnh đoàn phải là nơi có quy tắc kỷ luật, dù là lãnh đạo hay cán bộ thì hành vi và cử chỉ phải cực kỳ chú ý, tuyệt đối không vì thể diện mà mở miệng bậy bạ, đặc biệt là ở trước mặt các đồng chí cấp dưới, càng không nên như thế. Nói nếu làm được thì tốt, nhưng nếu nói mà không làm được thì căn bản là một hành vi cực đoan không chịu trách nhiệm với tỉnh đoàn, với chính mình. Tôn Trạch Hồng dù không chĩa đầu mâu vào một người nào rõ ràng, nhưng ngay cả Trung Địch Hồng vừa mới đi vào cũng biết Bí thư Tôn Trạch Hồng đang nói đến ai. Ánh mắt của nàng nhìn qua gương mặt không chút biến đổi của Bí thư Âu Dương, sau đó lại nhìn qua đối tượng bị nhắc đến. Trung Địch Hồng thấy Vương Tử Quân vẫn bình tĩnh ung dung ngồi nơi đó, căn bản giống như không nghe được lời nói mang tính trêu chọc của Tôn Trạch Hồng. Bí thư Vương thật sự là quá giỏi áp chế cảm giác, lúc nào thậm chí còn không thèm lên tiếng biện minh cho mình. Điều này thật sự là khó tưởng. Căn bản không giống như một người vừa rồi đã lên tiếng sai Vu Trạch Trư đánh người. Trung Địch Hồng nhìn gương mặt anh tuấn của Vương Tử Quân, nàng không khỏi nhớ đến một lời đánh giá của cán bộ cơ quan bên ngoài với khối tỉnh đoàn, đó là trong các vị phó bí thư thì Bí thư Vương là có bản lĩnh nhất. Bí thư Vương không những làm việc quyết đoán mạnh mẽ, còn là tồn tại mà đám người Tôn Trạch Hồng căn bản không thể nào so sánh được. Khi Trung Địch Hồng đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên cảm thấy Bí thư Vương đang ngồi nghiêm chỉnh trừng mắt nhìn mình. Trong mắt thật sự có chút ý nghĩ nghịch ngợm. Khoảnh khắc này Trung Địch Hồng nghĩ mình nhìn lầm, nàng vô thức dụi mắt, sau đó nhìn sang Vương Tử Quân, phát hiện Bí thư Vương vẫn ngồi đó bất động như núi, cực kỳ nghiêm túc. Vương Tử Quân nhìn Trung Địch Hồng, trong lòng thầm nghĩ cô thư ký Trung kia sao lại giống như một con cá vàng như vậy. Trong lòng hắn sinh ra chút ý nghĩ xấu xa, sau đó lại đưa mắt nhìn sang Tôn Trạch Hồng. Vừa rồi Tôn Trạch Hồng chậm rãi lên tiếng, hắn biết đối phương nói đến ai. Thế nhưng lúc này hắn lại khinh thường biện luận với đối phương. Chương 398, khen ngợi và phê bình. 3, 5. Tôn Trạch Hồng hôm nay bị một tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội chỉ thẳng mặt chửi mắng mà không làm gì được, rõ ràng là quá mất mặt, hơn nữa tình huống đó diễn ra trước mắt bao người, thật sự làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Vương Tử Quân lại là người đứng ra giải quyết êm ấm, thế là trở thành đối tượng đố kỵ của Tôn Trạch Hồng. Bí thư Tôn, anh nói cũng đúng, thế nhưng cây tranh nhau lấp vỏ, người giành nhau một hơi, tình cảnh lúc đó nói gì cũng có thể được. Tình thế lúc đó là thế nào thì ai cũng hiểu rõ ràng, sau này cần chú ý một chút là được. Âu Dương Dương đặt bút xuống rồi chặn đứng đề tài của Tôn Trạch Hồng. Tôn Trạch Hồng tuy không cam lòng nhưng Âu Dương Dương đã lên tiếng quyết định,
hắn cũng không nói gì thêm. Âu Dương Dương là lãnh đạo đứng đầu và cho ra định luật, nếu hắn tiếp tục lên tiếng quấy rầy thì rõ ràng là khiêu chiến quyền uy của lãnh đạo. Hơn nữa bây giờ hắn còn chưa đủ thực lực để khiêu chiến với nàng. Âu Dương Dương nói như vậy rõ ràng có ý thiên vị Vương Tử Quân, nhưng có một điều mà mọi người biết rõ, trước đó ai cũng nghĩ rằng Âu Dương Dương sẽ không tin những lời nịnh hót của Vương Tử Quân, bọn họ vốn đang có một ảo giác rất đẹp, thế nhưng bây giờ lời ra khỏi miệng Âu Dương Dương đã đánh vỡ tất cả ảo tưởng của bọn họ. Bí thư Âu Dương, chị xem nên giải quyết chuyện này thế nào? Hoắc Tương Nhiễm cầm một tấm thiệp đỏ hồng trong tay, hắn quăng ra trên bàn hội nghị rồi trầm giọng hỏi. Đám lãnh đạo tỉnh đoàn tất nhiên đều thầm hiểu nội dung của tấm thiệp màu đỏ kia là gì, dù bọn họ có lảng tránh đến mức độ nào thì cũng không thể không phải đối diện với sự thật. Có nên đi hay không? Nếu như đi thì cho ai đi thì hay? Âu Dương Dương nhìn tấm thiệp đỏ mà vuốt vuốt mái tóc của mình, thật sự khó thể nào bày tỏ ý kiến. Dựa theo ý tưởng của Âu Dương Dương thì chắc chắn là không đi, nhưng nếu không đi thì như vậy sẽ mất thể diện của tỉnh đoàn. Lãnh đạo thượng cấp mà biết được sẽ phê bình Âu Dương Dương nàng không nhìn đại cục, chỉ biết xem xét lợi ích cục bộ nho nhỏ của mình. Nhưng nếu đi thì thật sự là bị người ta chọc dao vào người, một thành tích của tỉnh đoàn lại bị Giản Thuận Bình nghênh ngang cướp đi, chính mình còn phải đi đến chúc mừng thắng lợi của đối phương, đây không phải là quá ức hiếp người sao? Nhưng Âu Dương Dương không đi thì vị phó bí thư nào sẽ đi thay? Tôn Trạch Hồng, Triệu Nguyên Cố hay là Vương Tử Quân? Âu Dương Dương nhiều lần nghĩ qua ba cái tên kia, người thứ nhất bị loại bỏ là Vương Tử Quân. Vì Vương Tử Quân là người cho ra ý tưởng và thúc đẩy hạng mục xây dựng phát triển trường nghề thanh niên và trung tâm hướng nghiệp, có thể nói nếu không có hắn thì căn bản sẽ không có thành tích này. Bây giờ phòng lao động thương binh xã hội tỉnh cướp đi hai chiến tích của hắn, nếu muốn để cho hắn bình tâm đi tiếp nhận sắp xếp của đối phương, rõ ràng là không thể. Lúc này nếu phái Vương Tử Quân đến tham gia nghi thức khai giảng của phòng lao động thương binh xã hội, đây không phải là chọc một dao vào vết thương lòng của Vương Tử Quân sao? Nếu loại bỏ Vương Tử Quân thì chỉ còn lại Tôn Trạch Hồng và Triệu Nguyên Cố, nhưng hai người này cũng khó lựa chọn. Âu Dương Dương trầm ngâm một lúc rồi nói. Tuy không phải là chuyện gì lớn nhưng nó liên quan đến danh dự của tỉnh đoàn, các đồng chí có ý kiến gì không? Tuy Âu Dương Dương nói là các đồng chí nhưng lại đưa mắt nhìn Tôn Trạch Hồng, rõ ràng là muốn hỏi vị phó bí thư xếp hàng đầu trong thành viên ban ngành tỉnh đoàn. Càng là muốn Tôn Trạch Hồng đứng ra gánh vác chuyện lần này. Bí thư Âu Dương, chuyện này thật sự giống như đang trêu đùa chúng ta, vì vậy chúng ta cũng không cần tham gia. Nhưng nếu không tham gia thì người ta lại nghĩ tỉnh đoàn chúng ta sợ phòng lao động thương binh xã hội tỉnh, hơn nữa cũng ảnh hưởng đến vấn đề danh dự, lãnh đạo tỉnh lại càng cho rằng chúng ta đang bực mình không chịu đi. Tôi cảm thấy hay là thế này, nếu nói về nhân tuyển thì tôi nghĩ bí thư Âu Dương đều biết rõ, tôi là người xoa mắt không có hạt cát nào. Bây giờ tôi tràn đầy ý kiến với Giản Thuận Bình, tôi đi chỉ sợ đến lúc đó sẽ khó khống chế được tâm tình của mình, hai bên mà xích mích với nhau thì thật sự rất mất mặt. Tôn Trạch Hồng thật sự rất xảo quyệt, hắn đã thấy Âu Dương Dương nhìn chúng mình, muốn mình đứng ra nhận việc, nhưng hắn thật sự không có hứng thú để đi tham gia sự kiện kia. Nếu hắn cố ý bày tỏ bộ dạng không muốn đi, như vậy sẽ là không ủng hộ công tác của tỉnh đoàn, thế là hắn nói như vậy, chỉ nói sợ tạo nên hậu quả đặc biệt, thế là đạt được mục đích của mình. Cho dù Âu Dương Dương cố một bung lý do thì cũng chỉ có thể chôn giấu trong lòng mà thôi. Âu Dương Dương chỉ cười lạnh với những lời của Tôn Trạch Hồng nhưng lại không có cách nào khác. Tôn Trạch Hồng đã nói như vậy, nếu mình còn ép đối phương đi, chẳng khác nào cho phép Tôn Trạch Hồng đến đó gây sự. Tôn Trạch Hồng không thể đi, Triệu Nguyên Cố thì sao? Không đợi Triệu Nguyên Cố mở miệng thì Âu Dương Dương đã chuẩn bị gài sự việc lên đầu đối phương, bắt đối phương tiếp nhận. Nhưng đúng lúc này Vương Tử Quân lại cười nói. Bí thư Âu Dương, tôi cảm thấy bí thư Tôn nói đúng, chúng ta khẳng định phải đi. Nếu bí thư Tôn cảm thấy khó áp chế lửa giận khi gặp mặt Giản Thuận Bình, tôi thấy hay là để tôi đi, tôi đối với sự kiện này thì rất bình tĩnh. Vương Tử Quân cười ha hả gấp sổ lại, hắn chủ động đứng ra gánh vác chuyện này, thứ nhất là muốn xem Giản Thuận Bình bày ra cục diện thế nào, thứ hai cũng không muốn vì sự việc này mà Triệu Nguyên Cố và Tôn Trạch Hồng nói ra nói vào. Hơn nữa hắn cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì là xấu. Âu Dương Dương nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, nàng cũng không nói gì khác, chuyện này xem như được miễn cưỡng thông qua. Nhưng nếu so ra thì sự kiện Lưu Truyền Thụy đến tham gia hội nghị lại làm cho thành viên ban ngành tỉnh đoàn cảm thấy rất áp chế. Tuy sự việc đã được quyết định, cũng không có gì để thảo luận, nhưng phải phân công tiếp đãi như thế nào, hội nghị ra sao, tất cả cũng mất thời gian.
Bí thư Tử Quân, anh đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Khi Vương Tử Quân đi ra phòng họp thì Âu Dương Dương khẽ lên tiếng gọi ngược lại. Vương Tử Quân đi vào phòng làm việc của Âu Dương Dương, hắn uống hai ly trà ngon của bí thư Âu Dương, lúc này Âu Dương Dương mới nói. Bí thư Vương, sự kiện hôm nay dù thế nào tôi cũng phải cảm ơn vì anh lấy lại thể diện cho cán bộ văn phòng tỉnh đoàn. Nhưng có một số việc tôi phải nhắc nhở anh, sau này nói gì cũng phải xem xét một chút, nói mạnh miệng thì rất sướng, thế nhưng như vậy sẽ bị đám người hữu tâm lợi dụng. Vương Tử Quân tất nhiên hiểu rõ ý nghĩa lời nói của bí thư Âu Dương, nàng nói những lời này hướng về câu nói của mình với tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội. Tuy hắn đã thầm có tính toán, thế nhưng hắn vẫn gật đầu cảm tạ. Vì Âu Dương Dương cũng đối xử rất tốt với mình. Nói thêm vài câu với Âu Dương Dương thì Vương Tử Quân rời khỏi phòng, hắn quay về phòng làm việc của mình. Lúc này trong phòng có người đang chờ hắn vừa đi vào đã thấy Trúc Nghiêm Dương tiến lên đón chào. Lần này Trúc Nghiêm Dương vẫn hỏi đến vấn đề điều động, hắn đã biết được sự việc khó thể nào sửa đổi được, thế cho nên hai ngày nay cũng thường chạy đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn muốn thừa dịp này để rời khỏi trường nghề thanh niên. Bí thư Vương, anh xử lý sự việc hôm nay thật sự làm cho người ta cảm thấy sảng khoái tâm hồn, tôi cũng cảm thấy rất vui sướng. Nhưng cũng mong anh hao tâm tổn trí một chút, nhanh chóng điều động tôi ra khỏi trường nghề thanh niên, nếu để cho trường nghề thanh niên rơi vào trong tay của phòng lao động thương binh xã hội, như vậy chúng tôi sẽ bị áp chế. Người nào khác thì tôi không biết, chứ ai cũng biết Trúc Nghiêm Dương tôi là ái tướng của ngài. Trúc Nghiêm Dương vừa thấy mặt Vương Tử Quân thì dùng giọng rất lo lắng nói. Trúc Nghiêm Dương trước nay tiếp xúc khá nhiều với Vương Tử Quân, thế cho nên hắn biết vị lãnh đạo này của mình dù là nói hay làm cũng cực kỳ hiền hòa. Vì vậy lúc này hắn lên tiếng cực kỳ thoải mái. Vương Tử Quân cũng khẽ gật đầu nói với Trúc Nghiêm Dương. Chuyện này để sau hãy nói. Vương Tử Quân nói như vậy làm cho Trúc Nghiêm Dương ngây cả người, hắn không ngờ bây giờ bí thư Vương lại biểu hiện lập lờ nước đôi như vậy, không ngờ bây giờ chỉ còn kém lắc đầu từ chối mà thôi. Hắn thật sự không cam lòng. Nhưng hắn nói thêm một lúc lâu mà không có hiệu quả. Vương Tử Quân mặc kệ hắn thích nói sao thì nói, biểu hiện vẫn là, để sau rồi nói. Đây là có chuyện gì? Bí thư Vương làm sao vậy? Trúc Nghiêm Dương rời khỏi phòng làm việc của bí thư Vương, trong lòng thật sự rất chán nản. Sau này hãy nói là có ý gì? Chẳng lẽ bí thư Vương có mánh khóe thông thiên, có thể lật ngược thế cờ? Trúc Nghiêm Dương khẽ lắc đầu, thầm nghĩ mình chỉ đoán mò. Chuyện này đã được hội nghị văn phòng khối chính quyền tỉnh quyết định rồi, bí thư Vương sao có thể sửa lại được. Đến chiều, phó bí thư tỉnh ủy Lưu Truyền Thủy cùng một vị phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy đi đến khu văn phòng tỉnh đoàn, Vương Tử Quân và Âu Dương Dương đi ra ngoài nghênh đón. Lúc này gương mặt Lưu Truyền Thủy đầy nụ cười, không những bắt tay thân thiết với Âu Dương Dương, còn ném lực tương tác đến người các cán bộ đi ra nghênh đón. Vương Tử Quân là phó bí thư tỉnh đoàn. Hắn tất nhiên sẽ có vinh hạnh được bắt tay với phó bí thư Lưu Truyền Thủy. Khi bí thư Lưu bắt tay với Vương Tử Quân thì thật sự cũng không nói gì, chỉ nói duy nhất một câu, tiểu Vương, rất tốt, sau đó lãnh đạo hướng về phía Hoắc Tương Nhiễm ở bên cạnh Vương Tử Quân. Dưới xu thế tiền hô hậu ủng của đám lãnh đạo tỉnh đoàn đi sát bên cạnh Lưu Truyền Thủy, phó bí thư Lưu được đưa vào trong phòng họp của tỉnh đoàn. Trong hội nghị, bí thư Lưu Truyền Thủy đã khẳng định công tác của tỉnh đoàn trong thời gian qua. Cũng tiến hành khen ngợi các thành viên ban ngành tỉnh đoàn. Có thể nói trong thời gian một giờ tổ chức hội nghị, vị phó bí thư xếp hàng thứ ba ở tỉnh ủy cũng không nói ra nửa câu phê bình. Khen ngợi vào lúc bình thường sẽ làm cho tất cả cán bộ tỉnh đoàn đều vui vẻ tiếp nhận, đối với bọn họ thì những lời khen của phó bí thư Lưu chính là sự khẳng định cao độ của tỉnh ủy với công tác của tỉnh đoàn. Nhưng Âu Dương Dương là lãnh đạo tỉnh đoàn, trong lòng nàng chợt nổi sóng như thủy triều, cực kỳ không bình tĩnh. Nếu lãnh đạo đã khen ngợi hết lời như vậy thì anh cũng đừng quá tỏ ra vui sướng, vì khi anh được cho một quả táo ngọt thì nhất định sau đó thế nào cũng phải ăn một đòn đau. Vương Tử Quân không biết đã nghe ai nói câu này, thế nhưng trong lòng lại thầm suy đoán về động tác kế tiếp của Lưu Truyền Thủy. Có lẽ lại tiếp tục họp nữa. Vương Tử Quân nghĩ đến tình cảnh hiện tại, hắn chợt búng ngón tay và thầm nghĩ như vậy. Sự việc quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Vương Tử Quân, Lưu Truyền Thủy mở hội nghị. Sau đó lại tiếp tục tổ chức họp. Nhưng lúc này chỉ là một cuộc họp nhỏ, tham gia vào cuộc họp chỉ có các thành viên ban ngành tỉnh đoàn mà thôi. Nếu so với một cuộc hội nghị lớn như vừa rồi, lúc này ở trong phòng họp nhỏ, gương mặt bí thư Lưu rất lạnh lẽo. Bầu không khí trong phòng họp rất ngưng trọng, nhìn gương mặt khó chịu của Lưu Truyền Thủy, cũng không ai dám lên tiếng. Sau khi uống một hớp trà,
Lưu Truyền Thụy dùng ánh mắt dò xét nhìn khắp một lượt, cuối cùng mới trầm giọng nói. Bí thư Âu Dương, chị nói ra suy nghĩ của mình đi. Nói ra suy nghĩ của mình có gì để nói? Âu Dương Dương thầm suy nghĩ đến câu nói của bí thư Lưu Truyền Thụy, lúc này có bí thư Lưu ở đây, tôi nào dám nói ra suy nghĩ của mình. Bí thư Lưu, tôi. Âu Dương Dương cố gắng áp chế tâm tình của mình, nàng rất muốn nói ra một vài lời hoan nghênh lãnh đạo, sau đó để cho các đồng chí vỗ tay nhiệt liệt đón chào, nhiệt liệt hoan nghênh bí thư Lưu. Thế nhưng những lời kia thật sự là lắm miệng nói thừa, nàng thật sự không nói nên lời. Âu Dương Dương xem như hiểu về phó bí thư Lưu Truyền Thụy. Biết rõ bí thư đã nói như vậy thì mình cũng nên thành thật chờ dạy bảo. Thế nào, không nói sao? Các người không phải có rất nhiều lời để nói với tỉnh ủy, với bí thư Nhiếp và với tôi sao? Bây giờ tôi đến, sao lại không nói? Bí thư Âu Dương, các người không phải cảm thấy cực kỳ uất ức sao? Như vậy thì cứ nói ra, để cho tôi nghe xem, rốt cuộc các người có bao nhiêu uất ức, như vậy cũng xem như phản ánh cho tỉnh ủy. Tôi không thích những người không nói thẳng mặt mà chỉ biết nói lung tung sau lưng. Lưu Truyền Thụy vỗ tay lên bàn thật mạnh, lại lớn tiếng nói. Lưu Truyền Thụy là một phó bí thư nắm công tác chính trị, lão vốn là một trong những vị lãnh đạo không giận mà uy, lúc này lão nổi giận không khỏi làm cho đám người Âu Dương Dương thật sự ngồi không yên. Cả đám dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn Lưu Truyền Thụy, những oán khí chất chứa trong lòng giống như đã tan biến sạch sẽ. Đại bí thư Âu Dương, bây giờ tôi đến hỏi chuyện các anh các chị, sao lại không nói? Lưu Truyền Thụy nhìn qua Âu Dương Dương, lại tiếp tục hỏi. Âu Dương Dương đứng lên nhưng không nói lời nào, giống như một học sinh tiểu học làm việc gì sai, đang cúi đầu nhận lỗi trước mặt giáo viên. Bình thường Lưu Truyền Thụy rất thỏa mãn với những biểu hiện của cán bộ tỉnh đoàn, lão là một lãnh đạo nắm công tác cán bộ nhiều năm, tất nhiên cũng là một bác sĩ giỏi điều trị bệnh tình cho các đơn vị cán bộ. Không phải là tỉnh đoàn các người có uất ức sao? Tốt, tôi đến gõ lên đầu các anh, lại cho các anh một quả táo ngọt, dùng phương pháp cây gậy và củ cà rốt để làm dịu bầu không khí rối loạn lúc này. Lưu Truyền Thụy nhìn bộ dạng cúi đầu của Âu Dương Dương, lão thầm nghĩ như vậy là đủ rồi. Khi lão cảm thấy tất cả nên xong việc, chuẩn bị tổng kết lại thì một âm thanh chợt vang lên. Bí thư Lưu, tôi có thể nói hai câu không? Lưu Truyền Thụy thật sự không ngờ có người lên tiếng vào lúc này, lão quay đầu nhìn, chợt thấy một vị cán bộ trẻ ngồi đó. Hắn đang mỉm cười và giơ tay phải lên. Lưu Truyền Thụy cũng không xa lạ tên cán bộ thanh niên kia. Lão là phó bí thư nắm công tác tổ chức, lão sẽ không quên tên của vị cán bộ cấp phó giám đốc sở trẻ tuổi nhất tỉnh. Có thể nói là lão có ấn tượng rất sâu với Vương Tử Quân, lão biết rõ đối phương trẻ tuổi nhưng lại có bản lĩnh kinh người, thủ đoạn không kém ai. Người này giao tranh với Dương Quân Tài, dù tất cả là thế nào thì Lưu Truyền Thụy cũng thấy rõ, nhưng lão lại cảm nhận được nguy hiểm của nó rất rõ ràng. Sau khi Dương Quân Tài bị điều đi thì vấn đề đi hay ở của Vương Tử Quân rơi lên đầu Lưu Truyền Thụy, khi đó lão cũng không dám chống đẩy. Nhưng tên cán bộ thanh niên này không biết đã dùng thủ đoạn gì mà ép Chủ tịch Hào phải tự mình đứng ra tranh thủ cho vị trí phó bí thư tỉnh đoàn. Người này không phải một kẻ dễ dàng gì. Trong đầu Lưu Truyền Thụy lóe lên đoạn phim về Vương Tử Quân, sau đó lão lại biểu hiện nở nụ cười nói. Bí thư Tử Quân, có gì cứ nói. Hôm nay tôi đến để nghe các anh các chị lên tiếng. Cảm ơn Bí thư Lưu đã cho tôi cơ hội lên tiếng. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Bí thư Lưu, sau đó hắn nhìn Bí thư Âu Dương Dương rồi nói. Bí thư Lưu, anh thấy tôi nên đứng lên nói hay ngồi nói? Vương Tử Quân nói như vậy tất nhiên Lưu Truyền Thụy sẽ hiểu, thế là lão nhìn thoáng qua Âu Dương Dương rồi tức giận nói. Anh cứ ngồi mà nói đi. Cảm ơn Bí thư Lưu. Vương Tử Quân nói với Lưu Truyền Thụy rồi quay sang nói với Bí thư Âu Dương Dương. Bí thư Âu Dương, Bí thư Lưu cho tôi ngồi nói chuyện, mà chị là lãnh đạo của tôi lại phải đứng. Bây giờ Bí thư Lưu áp dụng dân chủ, tôi cũng chỉ có thể nghe theo mà thôi. Âu Dương Dương nghe lời nói gần như lưu manh vô lại của Vương Tử Quân, dù biết đây là trường hợp không thể cười, thế nhưng cũng không nhịn được phải nhếch miệng. Nàng biết rõ Vương Tử Quân làm như vậy chủ yếu là giải vây cho mình, thế là ném ánh mắt về phía Lưu Truyền Thụy. Lưu Truyền Thụy nhìn bầu không khí mình cố gắng kiến tạo lại bị Vương Tử Quân kia nói vài câu đã thay đổi, thế là trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười. Thật lòng thì lão rất hâm mộ một nữ cán bộ như Âu Dương Dương, lúc này thấy nàng đưa mắt nhìn mình, thế là chỉ có thể phất tay cho nàng ngồi xuống. Bí thư Lưu, đối với chuyện này thì người làm kiểm điểm phải là tôi, nếu không phải tôi cho ra đề nghị kỳ lạ,
không sáng lập trường nghề thanh niên và trung tâm hướng nghiệp thì sẽ không để cho bí thư Âu Dương Dương và các vị phó bí thư ở đây chịu sự phê bình của lãnh đạo. Tiếp theo, người cần phê bình là bí thư Âu Dương và các thành viên ban ngành, vì lúc đó tôi nóng đầu lên nghĩ ra một ý không hay, mọi người sao không ngăn cản, ngược lại còn cùng nhau đồng ý thúc đẩy. Như vậy thì tốt, thế là tạo ra một đống lớn phiền toái, nếu như chúng tôi không mò mẫm làm loạn, nào phải để cho lãnh đạo hao tâm tổn trì làm công tác tư tưởng cho chúng tôi. Vương Tử Quân phê bình chính mình với thái độ rất thành khẩn, nhưng những lời này nếu suy xét cho kỹ, tìm hiểu hương vị bên trong, chắc chắn sẽ cho ra ý nghĩ khác. Vương Tử Quân này nào có phải là làm kiểm điểm, rõ ràng đang tô son điểm phấn cho ban ngành tỉnh đoàn. Lời nói của hắn có ý nghĩa quá rõ ràng, đó là bọn họ cho ra thành tích đậm nét đối với công tác thanh niên, không ngờ lại làm cho người ta phát bệnh đau mắt, bây giờ lại bị cờ lê đánh lên đầu. Gương mặt Lưu Truyền Thụy tuy kéo ra rất căng nhưng nghe xong những lời của Vương Tử Quân thì trong lòng cũng có chút buồn cười, vẻ mặt chợt hòa hoãn hơn rất nhiều. Vì lão có chút thư giãn nên cũng khó thể áp dụng cách thức kiểm điểm vừa rồi, thế là không khỏi dùng ngón tay chỉ vào Vương Tử Quân. Tốt, Bí thư Vương, anh ngồi đây tự nói lời phê bình, nhưng rõ ràng là đang nói lời tán dương cho đơn vị mình, khoe khoang thành tích. Thế nào, làm ra được chút thành tích thì vểnh đuôi lên, không còn coi ai ra gì sao? Lưu Truyền Thụy nói ra một câu như vậy làm cho bầu không khí chợt hòa hoãn đi rất nhiều. Âu Dương Dương biết lúc này mình cần đứng ra, thế là nàng lên tiếng. Bí thư Lưu, đúng như những gì ngài vừa nói, từ khi được thành lập đến bây giờ thì trường nghề thanh niên luôn chứa đựng biết bao tâm huyết của chúng tôi, có được cục diện như hôm nay, nói thật, chúng tôi xem nó như con mình. Phần cảm tình này nếu không phải là người trong cuộc thì thật sự khó thể nào hiểu được. Âu Dương Dương lên tiếng bằng giọng điệu cực kỳ chân tình. Nếu suy xét theo phương diện này thì chúng tôi không thể nào tránh khỏi sai lầm, chúng tôi chỉ thấy được lợi ích trước mắt của đơn vị mình, không đưa mắt nhìn đến đại cục của tỉnh. Tôi xin đảm bảo với anh, sau này chúng tôi nhất định sẽ đào sâu tư tưởng, chăm chú phân tích vấn đề còn tồn tại, đảm bảo không tái xuất hiện những chuyện thế này. À, Bí thư Âu Dương, những lời của chị thật sự nói đúng điểm quan trọng. Có thể nhận thức như vậy cũng nói rõ mọi người đã phân biệt rõ vấn đề, điều này làm tôi rất vui mừng. Lưu Truyền Thụy nói lời khẳng định với những lời tỏ thái độ của Âu Dương Dương, sau đó lão thay đổi chủ đề. Khi hạng mục dạy nghề và hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên được thúc đẩy thì dù là bí thư Nhiếp hay các vị lãnh đạo tỉnh ủy khác cũng đều tán thành thành tích của tỉnh đoàn, đều cho rằng các anh chị đã làm ra một mở đầu tốt đẹp trong công tác với thanh niên công nhân không có việc làm, đã cho ra những cống hiến không nhỏ. Thậm chí sau khi Phòng Lao động Thương binh Xã hội đưa ra đề xuất, còn có lãnh đạo cho rằng có thể cho các anh chị nắm quyền chủ đạo trong công tác này. Các anh chị có ý kiến với tình huống hội nghị văn phòng khối chính quyền thông qua đề nghị của Phòng Lao động Thương binh Xã hội, đây rõ ràng cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng sự việc này xảy ra thì dù là tỉnh ủy hay chính quyền tỉnh cũng phải chăm chú suy xét, sở dĩ thông qua đề nghị của Phòng Lao động Thương binh Xã hội tỉnh. Cũng vì lãnh đạo khối chính quyền tỉnh cho rằng Phòng Lao động Thương binh Xã hội sẽ thích hợp triển khai mở rộng công tác kia hơn, mà không phải nói rằng đơn vị của các anh các chị không làm được. Lưu Truyền Thụy nói, lời phê bình càng ít đi, càng có nhiều lời khen ngợi. Lão nói ra những suy nghĩ của lãnh đạo tỉnh, rõ ràng là nhắm vào phương hướng phát triển kinh tế, cố gắng cho ra cống hiến. Vì có Vương Tử Quân lên tiếng chen ngang nên cuộc họp có bầu không khí rất tốt. Lưu Truyền Thụy muốn dùng phương pháp cây gậy và củ cà rốt nhưng cuối cùng chỉ còn lại củ cà rốt, chỉ còn lại những lời giữ thể diện cho tỉnh đoàn. Nhưng cuộc họp lần này chấm dứt cũng làm cho nhiều người ý thức được hạng mục dạy nghề và hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên đã về tay của Phòng Lao động Thương binh Xã hội tỉnh, đây là sự thật khó thể thay đổi được. Đám thành viên ban ngành tỉnh đoàn đưa tiễn Lưu Truyền Thụy với gương mặt và tinh thần rất tốt, nhưng không ai nói với ai một lời nào. Một lúc lâu sau Âu Dương Dương mới thở dài một hơi nói. Bí thư Tử Quân, ngày mai Phòng Lao động Thương binh Xã hội tỉnh sẽ tổ chức lễ khai giảng ở trường nghề thanh niên, anh đến tham gia là được. Vương Tử Quân hiểu rõ ý nghĩ của Âu Dương Dương, hắn khẽ gật đầu. Hoắc Tương Nhiễm nhìn Vương Tử Quân không nói lời nào, hắn chợt mở miệng. Bí thư Vương, không cần quá quan tâm, nếu không phải lãnh đạo coi trọng tư chất của Phòng Lao động Thương binh Xã hội tỉnh, cũng không đến lượt giản thuận bình kiêu ngạo như vậy. Chương 399, thể diện là đại thảo nguyên bao la. 1-2 Vương Tử Quân thật sự không ngờ Hoắc Tương Nhiễm lại nói ra những lời như vậy, vì hắn đối với chuyện này cũng không quá để ý, Hoắc Tương Nhiễm sao lại an ủi mình như thế. Trong đầu chợt lóe lên nhiều ý nghĩ,
Vương Tử Quân không khỏi nghĩ đến lời nói của mình khi đánh đuổi tên cán bộ phòng lao động thương binh xã hội trước đó. Đối với những lời đó thì Vương Tử Quân tất nhiên không giải thích, nhưng bây giờ đối mặt với ý tốt của Hoắc Tương Nhiễm thì hắn thật sự sinh ra cảm giác buồn bực. Nhưng hắn vẫn gật đầu, vẫn nói lời cảm tạ với Hoắc Tương Nhiễm. Những lời phát biểu của bí thư Lưu Truyền Thụy nhanh chóng được truyền đạt lại trong tỉnh đoàn, tuy Âu Dương Dương luôn cường điệu sự hài lòng của tỉnh ủy với công tác của tỉnh đoàn. Đợt điều chỉnh này là lãnh đạo tỉnh ủy suy xét đến phương diện phòng lao động thương binh xã hội thích hợp hơn với hạng mục dạy nghề và hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên, sắp xếp như vậy là quan tâm đến đại cục. Nhưng đám cán bộ của tỉnh đoàn vẫn cảm thấy giống như mình trơ mắt để người ta hái đi trái cây chăm sóc lâu ngày, thật sự cảm thấy mắc nghẹn khó chịu. Còn bà nó, cũng biết chỉ có kết quả như vậy. Một tên cán bộ hơn 30 tuổi đi từ trong phòng họp ra ngoài, hắn không nhịn được chửi ầm lên. Bí thư Vương không phải đã nói còn chưa đến giai đoạn cuối cùng sao? Một tên cán bộ đi bên cạnh nói. Tên cán bộ hơn 30 khẽ nghiêng đầu nhìn tên cán bộ trẻ tuổi bên cạnh. Này cậu em, cậu không hiểu hay giả vờ hồ đồ vậy? Bí thư Vương nói như vậy chẳng qua chỉ là vì thể diện của tỉnh đoàn chúng ta mà thôi. Bây giờ bí thư Lưu cũng đã đại biểu cho tỉnh ủy xuống khen thưởng và an ủi tỉnh đoàn, cậu cảm thấy chuyện lần này còn cơ hội lật ngược bàn cờ sao? Tên cán bộ hơn 30 nói đến đây thì ngẩng đầu nói. Cậu em, anh cho cậu một tiện nghi nhé, chúng ta đánh cuộc, nếu như chuyện này cứ như vậy thì anh thắng, nếu như có chuyển biến thì cậu thắng. Nếu cậu thắng thì anh sẽ mời cậu đến Cẩm Viên Tinh ăn tối, nếu như anh thắng, coi như thắng chay đi. Tên cán bộ nhìn người đàn ông hơn 30 nói với nụ cười tự tin, hắn biết rõ đối phương đang nói giỡn với mình, nhưng lúc này lại không biết vì sao xuất hiện dũng khí. Tốt. Em sẽ đánh cuộc với anh, nhưng nếu em thua cũng mời anh dùng cơm, Cẩm Viên Tinh thì không được, nhưng quán cơm vỉa hè thì không có vấn đề. 8 giờ sáng, trong trường kỹ thuật công nghệ Sơn Nam, tất cả đã được sắp xếp trang hoàng đẹp đẽ, khi Vương Tử Quân đi vào thì thiếu chút nữa đã không nhận ra đây là trường kỹ thuật công nghệ Sơn Nam. Những bức biểu ngữ răng khắp nơi, thao trường sạch sẽ như trong nhà, nhìn qua giống như nơi đây sắp tổ chức một đại lễ gì đó. Vương Tử Quân vừa xuống xe thì một cô gái mặc sườn xám màu đỏ đi đến, sau khi nhìn thiệp mời của Vương Tử Quân thì nhanh chóng đưa đến khu vực chờ. Trong khu vực này đã tụ tập không ít người, tất cả đều là lãnh đạo đơn vị ban ngành, Giản Thuận Bình là chủ nhà lại đang bàn luận nóng sốt với đám người nơi đây. Giản Thuận Bình mặc một bộ tây trang thẳng thớm, trước ngực là cà vạt đỏ, hắn chỉ còn kém phủ lên người tấm lụa hồng với hai chữ chú rể mà thôi. Lúc này Giản Thuận Bình cười tươi hớn hở. Gương mặt nhơn nhất như một đóa hoa màu gà. Trưởng phòng Triệu, phòng tài chính tỉnh cũng phải cho ra giúp đỡ nhiều hơn với trường nghề thanh niên đấy nhé. Người nào mà không biết chỉ cần anh vung tay lên là sẽ quyết định đám người chúng tôi ăn muối hay ăn thịt. Giản Thuận Bình cười ha hả lên giọng nói đùa với một người đàn ông trung niên có gương mặt dài và hẹp ở bên cạnh. Người đàn ông trung niên có cặp mắt khá hẹp, hắn nghe được lời nói thổi phồng của Giản Thuận Bình thì sinh ra cảm giác hưởng thụ, hai mắt nhỏ híp lại thành đường. Trưởng phòng Giản, anh cũng đừng kéo tôi lên quá cao như vậy, tôi nói cho anh biết, nếu anh hôm nay không chiêu đãi chúng tôi cho tốt, như vậy thì chuyện ngân sách anh cứ chờ ở đấy cho tôi. Người nào mà chẳng biết anh đang ôm một con búp bê vàng, chỉ cần làm tốt thì sẽ cực kỳ có mặt mũi trước lãnh đạo tỉnh ủy. Ha ha ha, may mắn, chỉ là may mắn mà thôi. Giản Thuận Bình đứng giữa những lời chúc mừng của đám người chung quanh, tuy ngoài miệng hắn rất khiêm tốn nhưng thực tế thì lại đắc chí không thôi. Khi Giản Thuận Bình và vị lãnh đạo phòng tài chính đang bàn chuyện sôi nổi thì vô tình thấy được Vương Tử Quân. Hắn căn bản không có hảo cảm gì với tên phó bí thư trẻ tuổi của tỉnh đoàn, đặc biệt là người mình phái đi phát thiệp mời lại bị đánh, hơn nữa nghe tên kia nói thì người chỉ huy đánh người chính là phó bí thư Vương Tử Quân kia. Ha ha ha, bí thư Vương cũng đến, hoan nghênh, thật sự hoan nghênh. Vẻ mặt Giản Thuận Bình chợt biến đổi, hắn nhiệt tình đưa tay về phía Vương Tử Quân. Hai bàn tay mập mạp duỗi ra rất phong độ. Vương Tử Quân đối mặt với gương mặt tươi cười của Giản Thuận Bình thì trong lòng liên tục cười lạnh, hắn duỗi tay mình bắt chặt tay của đối phương. Các vị, mọi người không phải muốn được làm quen với vị cán bộ cấp sở trẻ tuổi nhất tỉnh Sơn Nam chúng ta sao? Mọi người đến đây, tôi giới thiệu cho mọi người biết, vị này chính là bí thư Vương Tử Quân của tỉnh đoàn, là vị cán bộ cấp sở trẻ tuổi nhất và có tương lai nhất của tỉnh chúng ta. Giản Thuận Bình chào hỏi Vương Tử Quân. Sau đó cười ha hả lớn tiếng nói với đám người chung quanh. Cán bộ trẻ gần đây vốn luôn được người ta chú ý, lúc này Vương Tử Quân lại là người trẻ tuổi nhất, lại là một thành viên trong hàng ngũ cán bộ cấp sở,
thế là càng thu hút ánh mắt của mọi người. Vương Tử Quân biết Giản Thuận Bình chẳng có ý gì tốt, đối phương thổi phồng chính mình cũng chẳng có hảo ý gì. Nhưng khi đối mặt với đủ loại ánh mắt phức tạp không đồng nhất, trên mặt hắn vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, hoàn toàn không chút luống cuống. Giản Thuận Bình nhìn Vương Tử Quân khẽ gật đầu ra vẻ chào hỏi đám cán bộ lãnh đạo cấp sở ở chung quanh, hắn không khỏi cảm thấy có chút đố kỵ, chính mình khi còn trẻ như đối phương thì làm gì có được địa vị thế này. Lại nói tiếp, tôi còn phải cảm ơn Bí Thư Vương, vì Bí Thư Vương là người đi đầu trong công tác dạy nghề và hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên trong tỉnh, lại là người làm tốt công tác mở đầu, thế cho nên công lao này của anh sẽ được Phòng Lao động Thương binh Xã hội chúng tôi vĩnh viễn ghi nhớ. Giản Thuận Bình nói, sau đó lại cười ha hả lên tiếng. Nhưng này cậu Vương, là một người từng trải thì tôi cũng muốn tặng cậu một câu. Người trong quan trường thì có vài thứ cần phải hiểu, nhiều khi ngẩng đầu để thấy rõ đường sẽ hay hơn là cúi đầu buồn bực kéo xe. Đây là chuyện mà hội nghị văn phòng khối chính quyền tỉnh đã thông qua, cậu lại mạnh miệng nói cái gì là kết quả cuối cùng còn chưa xác định gì đó. Những lời đó của cậu nói ra thì anh em nhất định sẽ cười một tiếng cho qua, nhưng nếu nó rơi vào trong tai lãnh đạo, như vậy sợ rằng lãnh đạo sẽ có ý kiến với tình huống mở mồm vô ý vô tứ của cậu. Khi Giản Thuận Bình nói lời cảm tạ thì đã kéo đến không ít ánh mắt, giọng điệu của hắn không thấp. Bây giờ hắn thay đổi chủ đề, hầu như những lời nói mỉa mai với Vương Tử Quân nhanh chóng tiến vào trong tai đám cán bộ lãnh đạo cấp sở ở nơi này. Giản Thuận Bình này quá âm hiểm, bây giờ lời nói của Vương Tử Quân có thể sẽ được truyền vào tai tất cả lãnh đạo ở tỉnh Sơn Nam. Nếu như không có gì quá ngạc nhiên thì người ta sẽ nói Vương Tử Quân là một kẻ không biết trời cao đất rộng. Sự việc còn chưa đến giai đoạn cuối cùng. Một vài vị cán bộ cấp sở nghe những lời của Giản Thuận Bình thì đã bắt đầu thấy hứng thú, bắt đầu khẽ bàn tán với người bên cạnh. Mà đám trưởng phòng cục trưởng kia cũng nhanh chóng mở miệng thêm mắm dặm muối để bàn tán về Vương Tử Quân. Đúng là không biết trời cao đất rộng, đây là quyết định của hội nghị văn phòng khối chính quyền tỉnh, thế mà hắn ta cũng dám cho ra lời nghi vấn. Rõ ràng là loại cán bộ trẻ không đủ kinh nghiệm nhưng miệng lưỡi chẳng chịu thua ai. Đây là điển hình của loại cán bộ không sợ gió làm đau đầu lưỡi. Tên này dám lớn lối như vậy, theo tôi thấy thì không bao lâu nữa Bí Thư Lưu sẽ đến tổ chức họp ở tỉnh đoàn. Có người khẽ cười nói. Trưởng phòng Giản, Bí Thư Lưu đã đi qua rồi, nhưng trên đời có rất nhiều chuyện khó ngờ, tôi cảm thấy cái gì chưa đi đến bước cuối cùng thì khó thể nào cho ra kết luận được. Dù sao thì trường nghề thanh niên và trung tâm hướng nghiệp vẫn còn chưa nằm trong tay của các anh, có phải không? Vương Tử Quân cười ha hả khẽ gật đầu với Giản Thuận Bình rồi thản nhiên nói. Giản Thuận Bình nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, trong lòng thầm nghĩ tiểu tử người cứ đứng đó mà mạnh miệng, rõ ràng là châu chấu đá xe, để xem còn nhảy được mấy ngày. Bí Thư Vương nói đúng, dù sao thì chưa đến lúc cuối cùng sẽ khó thể nào khẳng định được. Giản Thuận Bình đang lên tiếng rất vui vẻ. Nhưng mới nói được hai câu thì một tên cán bộ trẻ hơn 30 tuổi chạy đến báo cáo một tin tức. Chủ tịch Hào Nhất Phong đến. Tuy Phòng Lao động Thương binh Xã hội tỉnh là cấp giám đốc sở, thế nhưng số lần chủ tịch tỉnh đến thăm viếng kiểm tra công tác lại khá ít. Bây giờ khai giảng trường kỹ thuật công nghệ tỉnh Sơn Nam mà chủ tịch tỉnh Hào Nhất Phong tự mình đến tham gia, điều này làm cho Giản Thuận Bình thật sự rất mừng rỡ. Hắn lúc này cũng không thèm quan tâm đến Vương Tử Quân, hắn khẽ chạy về phía cổng trường. Đối với Giản Thuận Bình thì buổi lễ khai giảng hôm nay chính là một cơ hội biểu hiện tuyệt vời nhất trong nhiều năm qua. Không những Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh đến tham gia, thậm chí bây giờ cả Chủ tịch tỉnh cũng hạ giá đi đến. Xem như lúc này tư cách của buổi lễ đã quá cao, ai có thể nói Giản Thuận Bình này không có bản lĩnh. Hừ! Khi tiếng nhạc hùng tráng vang lên, nghi thức khai giảng được tiến hành, hơn 20 đại biểu sinh viên cùng nhau đọc tuyên ngôn của nhà trường. Tôi tràn đầy tin tưởng vào công tác đào tạo nghề và hướng nghiệp cho công nhân thanh niên của tỉnh Sơn Nam, tôi cảm thấy chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng, như vậy nhất định sẽ làm tốt tất cả nhiệm vụ được giao. Chúng tôi sẽ cố gắng đẩy mạnh và phát triển công tác, càng trợ giúp nhiều thanh niên công nhân có nghề nghiệp và việc làm, để bọn họ xây dựng một tương lai tươi sáng hơn. Tất cả cán bộ Phòng Lao động Thương binh Xã hội chúng tôi đều có lòng tin, có trách nhiệm làm tốt công tác được giao, sẽ thỏa mãn yêu cầu của lãnh đạo tỉnh ủy và chính quyền. Giản Thuận Bình bày tỏ thái độ rất rõ ràng, lúc này các hãng truyền thông cũng nhanh chóng ghi hình trưởng phòng Giản. Nghi thức khai giảng nhanh chóng kết thúc sau nửa giờ, rất nhiều bong bóng được thả lên trời xem như đặt dấu chấm hết cho nghi thức hôm nay. Vương Tử Quân đứng dưới đài với gương mặt thờ ơ lạnh nhạt. Khi đám lãnh đạo đi gần hết thì hắn mới leo lên xe bỏ đi. Hắn nhìn hiện trường khai giảng bề bộn thông qua cửa kính xe,
hắn cảm thấy lúc này mình nên ra tay làm chút chuyện được rồi. Bí thư Vương, bây giờ chúng ta đi đâu? Thái Thần Bân nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, hắn khẽ hỏi. Lúc này hắn biết Bí thư Vương không thoải mái, thế cho nên hỏi cũng rất chú ý. Vương Tử Quân phát hiện giọng điệu khác thường của Thái Thần Bân, hắn cười cười nói. Trở về. Vì xe đến quá nhiều nên đi ra ngoài cũng không thể nhanh, khi xe của Vương Tử Quân sắp ra khỏi cổng, hắn chợt thấy một người mặc trang phục công nhân rất quen mặt. Khi Thái Thần Bân lái xe qua người công nhân kia, Vương Tử Quân phát hiện người công nhân mặc áo màu xanh kia chính là mẹ của Dung Dung. Chị Tô, chị đến đây tham gia huấn luyện sao? Vương Tử Quân nói Thái Thần Bân dừng xe lại, sau đó khẽ hạ cửa kính xuống nói. Chị Tô lúc này đang nói chuyện với người ta, thấy Vương Tử Quân thò đầu ra thì nói. Bí thư Vương, tôi theo người ta đi đến tham gia náo nhiệt, nhưng mỗi người phải bỏ ra 20 đồng mới được đi vào. Vương Tử Quân không khỏi nhíu mày, hắn cũng không hỏi tiếp mà khẽ nói. Chị Tô, các chị đi đâu vậy? Tôi tiễn mọi người một quãng đường nhé. Cảm ơn Bí thư Vương, thật sự cũng không cần, chúng tôi còn có chút việc, ngài cứ đi trước đi. Chị Tô tuy rất kính trọng Vương Tử Quân, nhưng khi nghĩ đến địa vị của Vương Tử Quân, chính là phó bí thư tỉnh đoàn, lại sinh ra thêm một cảm giác kinh sợ. Vương Tử Quân cũng không cưỡng ép, sau khi nói lời từ biệt với chị Tô thì ngồi dựa ra ghế sau, khẽ hút thuốc. Thái Thần Bân là người rất quen thuộc với Bí thư Vương, hắn biết đây là lúc Bí thư đang trầm tư, thế là hắn lái xe rất chậm, không muốn làm ảnh hưởng đến lãnh đạo. Xe chạy về khu văn phòng tỉnh ủy, lúc này Vương Tử Quân đang trầm tư chợt lấy điện thoại ra bấm số. Khi điện thoại được nối thông thì trên mặt hắn nhanh chóng lộ ra nụ cười. Chào Bí thư Nhiếp, tôi là Vương Tử Quân, khi nào ngài có rảnh, tôi sẽ đến báo cáo công tác. Nhiếp Hạ Quân cảm thấy rất bất ngờ vì Vương Tử Quân gọi điện thoại đến cho mình, nhưng sau khi nghe nói Vương Tử Quân muốn báo cáo công tác thì cũng rất nể tình, cho Vương Tử Quân đến phòng làm việc của mình, vì lúc này lão có nửa giờ rảnh rỗi. Nhiếp Hạ Quân đặt điện thoại xuống mà trong lòng sinh ra chút nghi vấn, thầm nghĩ Vương Tử Quân này có gì hay để báo cáo với mình. Khi nghi vẫn xuất hiện trong lòng thì từng sự kiện trước đó giống như một cuốn phim xuất hiện trong lòng lão. Chẳng lẽ lại là chuyện liên quan đến trường nghề thanh niên? Nhiếp Hạ Quân dừng lại trên vấn đề này vài giây, sau đó khẽ nhíu mày. Lão thật sự khó chịu vì tình huống trường nghề thanh niên rơi vào trong tay của Phòng Lao động Thương binh Xã hội tỉnh, dù sao thì lão cũng mới vừa lên tiếng khẳng định công tác của tỉnh đoàn trong hạng mục đào tạo và hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên. Nhưng lão mới khen được 2 ngày thì Phòng Lao động Thương binh Xã hội tỉnh đã cho ra ý kiến muốn sát nhập. Chương 399, thể diện là Đại Thảo Nguyên Bao La. 3, 4. Khối chính quyền tỉnh căn bản không quan tâm đến cảm nhận của mình, thậm chí có thể nói Hào Nhất Phong rõ ràng đang làm khó mình. Khốn nổi làm khó như vậy nhưng người ta lại có lý do rõ ràng, dù là mình phản kích thì cũng không có cớ, thậm chí nếu Nhiếp Hạ Quân lão cường thế. Chỉ sợ sẽ hủy hoại tất cả những gì mà lão đã tạo dựng được vào thời gian trước đó. Nhịn, cơn tức này Nhiếp Hạ Quân cũng chỉ có thể nhịn, dù sao thì bây giờ cũng không phải là lúc hờn dỗi. Bí thư Nhiếp, tiếng gõ cửa vang lên, thư ký khẽ đi vào. Có phải là Vương Tử Quân đến không? Nếu vậy thì cho vào. Nhiếp Hạ Quân khẽ ngẩng đầu, sau đó lão vung tay lên với thư ký của mình. Tên thư ký chợt ngây người, nhưng sau đó hắn lại lên tiếng. Bí thư Nhiếp, Bí thư Vương còn chưa đến, nhưng lúc này đã có chương trình của hội nghị thường ủy, mời anh xem qua. Thư ký vừa nói vừa đưa một phần văn kiện lên bàn làm việc của Bí thư Nhiếp Hạ Quân. Lúc này Bí thư Nhiếp cầm văn kiện lên xem, ánh mắt rơi lên cách sắp xếp về cơ cấu của trường nghề thanh niên. Nó sẽ thuộc về Phòng Lao động Thương binh Xã hội tỉnh. Chuyện này không phải là hội nghị văn phòng khối chính quyền tỉnh đã cho ra quyết định rồi sao? Nhiếp Hạ Quân nhìn thấy vấn đề có liên quan đến trường nghề thanh niên, lão dùng giọng mất hứng hỏi. Bí thư Nhiếp, văn phòng khối chính quyền nói sự việc dù sao cũng có liên quan đến tỉnh đoàn, vẫn phải thông qua hội nghị thường ủy thì hay hơn. Thư ký lên tiếng và thấy Bí thư Nhiếp mất hứng, hắn chợt cảm thấy nghẹn lời, cũng không dám nói gì hơn. Vị trí của hắn tuy hiển hách nhưng vinh quang lại đến từ vầng hào quang của Bí thư Nhiếp Hạ Quân, nếu không có Bí thư Nhiếp Hạ Quân thì hắn chẳng là thứ chó má gì. Vì thế lúc này đối diện với gương mặt mất hứng của bí thư, hắn thật sự cảm thấy không quá tốt. Nhiếp Hạ Quân khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Thư ký biết lúc này mình tốt nhất không nên tiếp tục ở lại, thế là vội vàng lui ra. Khi hắn lui ra đến cửa thì chợt nghe Nhiếp Hạ Quân nói. Lát nữa Vương Tử Quân đến, cho cậu ấy trực tiếp tiến vào.
trực tiếp tiến vào. Thư ký chợt ngây người, sau đó hắn vội gật đầu. Hắn là thư ký của bí thư Nhiếp Hạ Quân, hắn biết trực tiếp tiến vào phòng làm việc của bí thư sẽ đại biểu cho thứ gì. Khi lui ra khỏi phòng thì trong đầu hắn hiện ra gương mặt của Vương Tử Quân, thầm nghĩ xem ra vị phó bí thư tỉnh đoàn kia quá ẩn giấu, chính mình đã xem thường người này rồi. Nhìn vào biểu hiện của bí thư Nhiếp, rõ ràng hai bên có quan hệ không tầm thường. Tên thư ký có ý nghĩ muốn tu bổ mối quan hệ với Vương Tử Quân, thế nên thấy Vương Tử Quân đi vào phòng thì nhanh chóng nhiệt tình đứng lên. Chào bí thư Vương, vừa rồi bí thư Nhiếp đã có phân phó, mời anh đi theo tôi. Vương Tử Quân cũng tỏ ra cảm tạ sự nhiệt tình của viên thư ký, tuy với mối quan hệ giữa hắn và Nhiếp Hạ Quân thì cũng không cần thông qua thư ký làm gì, thế nhưng nhiều bạn thì thêm nhiều đường, hắn cũng không tùy tiện đắc tội với người. Hắn nhớ rõ viên thư ký này họ Hoàng, thế là lập tức cười nói. Trưởng phòng Hoàng, thật sự đã làm phiền anh rồi. Ôi, anh xem kìa, đây là bản chức công tác của tôi, nào có phải làm phiền, đều là phục vụ lãnh đạo mà thôi. À, bí thư Vương, thiếu chút nữa thì quên, chỗ này của tôi có vài phần thịt bò khô và lạp xưởng, để ở đây lâu quá cũng sợ hỏng mất, chút nữa xem như bí thư Vương giúp đỡ một chút, gặp mặt bí thư xong thì anh lấy một thùng, coi như chia sẻ một chút. Vương Tử Quân vội nói không cần, thế nhưng trưởng phòng Hoàng lại nói. Đều là vì phục vụ bí thư Nhiếp, cũng đừng nên khách khí, nếu không sẽ là lãng phí. Vương Tử Quân cũng không thể từ chối, nói lát nữa sẽ cầm về. Khi nào ngài có rảnh thì cho tôi đây cơ hội được nịnh bợ lãnh đạo một chút, coi như hai bên cùng nhau uống vài ly cho vui. Trưởng phòng Hoàng khẽ bắt chặt tay Vương Tử Quân rồi cười tủm tỉm nói. Nào dám, phải là tôi mời trưởng phòng Hoàng mới đúng, chẳng qua là vì thời gian của trưởng phòng Hoàng quá bất định. Cho nên tôi cũng không dám tùy ý mở miệng. Vương Tử Quân là hạng người mà đối phương kính mình một thước thì mình sẽ kính lại một trượng. Bây giờ trưởng phòng Hoàng khách khí như vậy, hắn tất nhiên cũng không kênh kiệu. Lãnh đạo xem lời mình nói kìa, thôi thì cứ quyết định như vậy, chúng ta thừa dịp nào đó để tâm sự một chút, đến lúc đó ngài nhớ gọi điện thoại cho tôi đấy. Trưởng phòng Hoàng thấy đã đi đến bên cửa phòng làm việc của Nhiếp Hạ Quân thì vội vàng trầm giọng nói. Vương Tử Quân cũng biết lúc này không nên quá gắng gượng, hắn cũng cười nói. Cũng đừng nói là ai mời, chúng ta đều vui vẻ là được rồi. Vương Tử Quân khẽ gõ và mở cửa phòng làm việc của Nhiếp Hạ Quân, trưởng phòng Hoàng lúc này cũng tỏ ra cực kỳ nghiêm túc, hắn cung kính nói với bí thư Nhiếp Hạ Quân. Bí thư Nhiếp, bí thư Vương Tử Quân đã đến. Nhiếp Hạ Quân ngồi bên cạnh bàn làm việc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó khoát tay nói. Tự mình tìm chỗ ngồi đi. Chờ tôi mời nữa sao? Vương Tử Quân thấy bí thư Nhiếp Hạ Quân tùy ý như vậy thì cũng cười ha hả nói. Tôi vừa thấy ngài thì trong lòng đã dâng trào cảm giác kính sợ, nếu ngài chưa lên tiếng thì tôi nào dám ngồi. Được rồi, bí thư Vương, cũng đừng nói những lời như vậy, anh nói xem tìm tôi có việc gì. Trước tiên tôi nói trước, nếu lại liên quan đến trường nghề thanh niên vào trong tay phòng lao động thương binh xã hội, như vậy cũng đừng nói nữa. Hội nghị văn phòng khối chính quyền tỉnh đã thông qua rồi, cậu tìm tôi cũng vô dụng. Nhiếp Hạ Quân vung tay lên rồi mỉm cười nói với Vương Tử Quân. Lúc này vừa vặn trưởng phòng Hoàng đi vào dâng trà cho Vương Tử Quân, nghe thấy hai người đối thoại như vậy thì cũng không khỏi cảm thấy may mắn vì vừa rồi mình hạ thấp tư thái với Vương Tử Quân. Hắn là thư ký của bí thư tỉnh ủy, hắn biết rõ đặc điểm nghề nghiệp của mình có tính phụ thuộc rất mạnh. Trên người hắn có dấu ấn của Nhiếp Hạ Quân, nếu muốn làm thư ký được lâu dài. Muốn có tương lai rộng lớn thì cũng chỉ có thể đi sâu vào vòng quan hệ của bí thư Nhiếp. Lúc này vị bí thư Vương trẻ tuổi của tỉnh đoàn chính là người được bí thư Nhiếp rất coi trọng. Khi thấy Vương Tử Quân và Nhiếp Hạ Quân bàn luận với nhau, trưởng phòng Hoàng đặt ly trà xuống và khẽ lui ra đóng cửa lại. Bí thư Nhiếp, tôi vội vã đến tìm ngài cũng không phải là vì vấn đề này. Vương Tử Quân nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi khẽ nói. Vương Tử Quân trả lời làm cho Nhiếp Hạ Quân thật sự bất ngờ. Lão thầm cảm thấy nghi hoặc, thế rồi dùng giọng nghi ngờ nói. Cậu không phải vì chuyện này, vậy là vì cái gì? Không phải là muốn đổi vị trí đấy chứ? Đổi vị trí thì cũng có thể, nhưng lý lịch của tôi quá cạn, phải 2 năm nữa mới được. Nhưng lần này tôi thật sự có ý nghĩ muốn đổi vị trí cho một người, để xem ngài có giúp đỡ hay không mà thôi. Vương Tử Quân dùng ánh mắt tràn đầy khiêm tốn nhìn bí thư Nhiếp Hạ Quân, sau đó lại cười ha hả nói. Sao? Là ai dám làm phiền bí thư Vương, để bí thư Vương phải chạy quan cho như vậy? Rõ ràng là thể diện rộng bao la như thảo nguyên.
Nhiếp Hạ Quân cười dùng giọng từ chối cho ý kiến nói với Vương Tử Quân. Bí thư Âu Dương, tôi muốn đổi vị trí cho chị ấy, để chị ấy sang làm trưởng phòng lao động thương binh xã hội tỉnh. Vương Tử Quân cũng không tiếp tục chơi trò đánh thái cực quyền với bí thư Nhiếp, hắn nói thẳng vấn đề. Nhiếp Hạ Quân thật sự có chút vui đùa vì trò chạy quan của Vương Tử Quân, nhưng lúc này Vương Tử Quân nói muốn đẩy Âu Dương Dương Tiến lên làm trưởng phòng lao động thương binh xã hội, vẻ mặt lão chợt biến đổi. Lão là lãnh đạo tỉnh ủy, lãnh đạo phòng lao động thương binh xã hội không phải là người của mình, điều này cũng không đáng quan tâm. Dù sao thì lão cũng là người quản lý cả tỉnh Sơn Nam, một vị trí trưởng phòng như vậy căn bản không đáng quan tâm. Lúc này cũng vì trò sát nhập trường nghề thanh niên vào trong phòng lao động thương binh xã hội tỉnh mới làm cho bí thư Nhiếp Hạ Quân sinh ra chút căm tức. Dù sao thì cơ cấu của trường nghề thanh niên cũng chính là chính Nhiếp Hạ Quân mở miệng khen ngợi, đối với cán bộ tỉnh Sơn Nam thì rõ ràng trường nghề thanh niên sắp nhận được sự quan tâm lớn. Nhưng bây giờ khối chính quyền tỉnh lại không thèm nể mặt Nhiếp Hạ Quân, thông qua đề nghị của phòng lao động thương binh xã hội, chuyển trường nghề thanh niên vào trong tay phòng lao động thương binh xã hội. Còn bà nó, đây không phải là xem thường một bí thư tỉnh ủy như lão sao? Dù biểu hiện là như vậy nhưng biện pháp sát nhập đó lại rất có lợi cho công tác đào tạo và hướng nghiệp cho công nhân thanh niên trong tỉnh Sơn Nam, nhưng khốn nổi ngày nay trong quan trường cũng không nhìn vào những biểu hiện đẹp đẽ ở bên ngoài như vậy. Người ta chỉ cho rằng Nhiếp Hạ Quân rơi vào thế hạ phong trong tranh chấp quyền lợi ở tỉnh ủy, cờ xí mình dựng lên cũng bị chủ tịch tỉnh triệt hạ, chính mình cũng không có biện pháp gì để đáp trả. Nhưng nếu để bạt Âu Dương Dương thành trưởng phòng lao động thương binh xã hội tỉnh, kết quả này lại khác hẳn. Âu Dương Dương lên nhận chức, đó vẫn là công lao của nàng, mà vị trưởng phòng lao động bây giờ lại chuyển vị trí, ai cũng xem như đó là thắng lợi của mình. Nhưng động vào một vị trưởng phòng cũng không phải là đơn giản, hơn nữa sau lưng Giản Thuận Bình còn có bóng dáng của Hào Nhất Phong. Nhiếp Hạ Quân thầm đánh giá thế lực trong tay mình, lão khẽ nói. Tử Quân, chuyện này thật sự không dễ làm. Bí thư Nhiếp, tôi biết rõ không dễ làm, nếu không thì tôi cũng không tìm ngài để tự thân xuất mã. Vương Tử Quân biết rõ bí thư Nhiếp Hạ Quân đã động tâm, hắn lập tức nói. Anh cảm thấy nếu bí thư Lưu Truyền Thụy, Trịnh Đông Phương và chính ủy Hạ Bảo Quốc lên tiếng ủng hộ, ngài có thể thông qua được không? Lưu Truyền Thụy, Trịnh Đông Phương và Hạ Bảo Quốc, Nhiếp Hạ Quân nghe thấy Vương Tử Quân nói đến ba cái tên kia thì hai mắt không khỏi sáng ngời. Tử Quân, cậu có nắm chắc chuyện này không? Dưới tán cây ngô đồng trong biệt thự của Trương Lão Gia Tử, gió khẽ thổi, Vương Tử Quân và Trương Lão Gia Tử đang ngồi cạnh bàn đá dưới tảng cây, hai người đang đánh cờ. Những quân cờ bằng ngọc thạch đập lên bàn đá lạnh như băng, thỉnh thoảng vang lên những âm thanh lạch cạch. Trương Lộ Giai mặc một bộ váy dài màu hồng giống như một quả táo chín. Lúc này nàng đang đứng sau lưng của Trương Lão Gia Tử, dùng câu được câu không để nghĩ kế cho ông mình. Nhưng Trương Lão Gia Tử đi theo những lời chỉ dẫn của nàng. Kết quả là bị Vương Tử Quân ăn sạch quân. Nhà đầu, đánh cờ không nên quá quân tử, cháu cũng đừng mò mẫm chỉ huy nữa, vừa rồi một câu của cháu làm ông mất mã, bây giờ ông chỉ còn lại một xe mà thôi. Trương Lão Gia Tử dùng bàn tay khô gầy của mình để giữ bàn tay trắng nõn của Trương Lộ Giai, không cho nàng tiếp tục chỉ mình, lại lớn tiếng nói. Trương Lộ Giai ở trước mặt người khác thì là một giảng viên cực kỳ nghiêm túc. Nhưng nàng vào trong khu biệt thự này và lập tức biến hóa nhanh chóng, giống như một cô gái nhỏ. Lúc này nàng vẫn nhanh chóng cướp quân xe trong tay ông cụ, sau đó nói. Ông nội, vừa rồi là người ta chưa nhìn kỹ, bây giờ ông đi theo cháu, nhất định sẽ thắng. Ông thấy nhất định sẽ thua thì đúng hơn. Nhà đầu à, từ nhỏ cháu đã có thiên hướng về phía nó, bây giờ lớn lên cũng là như vậy, người ta nói cháu gái hướng ngoại thật sự là không sai. Trương Lão Gia Tử nhìn Trương Lộ Giai cướp lấy quân xe của mình mà lắc đầu nói. Trương Lão Gia Tử chẳng qua là nắm những chuyện của Trương Lộ Giai và Vương Tử Quân hồi còn nhỏ để trêu chọc mà thôi, nhưng lão cũng không ngờ một câu của mình lại trúng đích, thế khoảnh khắc này một Trương Lộ Giai trong lòng có quỷ chợt đỏ bừng mặt. Bí thư Vương ngồi đối diện với Trương Lão Gia Tử thì có định lực cao hơn rất nhiều, tố chất tâm lý cũng mạnh hơn Trương Lộ Giai không biết bao nhiêu lần, thế là hắn vẫn đánh cờ rất bình thường. Giống như những lời vừa rồi của Trương Lão Gia Tử căn bản không liên quan đến hắn. Nhưng Vương Tử Quân giữ bình tĩnh cũng không được bao lâu, khi Trương Lão Gia Tử đi vào trong nhà rót nước, Trương Lộ Giai lại nghịch ngợm giẫm chân hắn một cái. Hai người cũng không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn nhau. Vương Tử Quân giống như đã ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người Trương Lộ Giai, từng chút một. Khóe miệng Trương Lộ Giai ẩn giấu nụ cười, nàng lặng lặng nhìn hắn, ánh mắt giống như biết nói.
Vương Tử Quân đọc qua đã hiểu, không biết vì sao cũng trở nên hít thở khó khăn. Trương Lộ Giai rót cho hắn một ly nước, khi tiếp nhận ly nước thì hắn khẽ động vào tay nàng, thế hắn chợt đỏ mặt, trong lòng bùng lên cảm giác khó tả. Nhưng tình huống liếc mắt đưa tình không tiếng động của hai người cũng khó thể xong việc, lúc này Trương Lão Gia Tử đã cầm ly nước của mình từ phòng khách đi ra. Tử Quân, cậu xác định muốn làm chuyện này sao? Trương Lão Gia Tử đặt một quân cờ xuống bàn cờ, vẻ mặt rất nghiêm túc. Vương Tử Quân nhìn chằm chằm vào Trương Lão Gia Tử, sau đó hắn trịnh trọng nói. Ông Trương, trong khối chính quyền tỉnh thật sự có rất nhiều trụ cột, dù sao thì chú Trương cũng khó triển khai mở rộng công tác, ông nói xem có đúng không? Vương Tử Quân nói đến chú Trương, tất nhiên là con trai của Trương Lão Gia Tử, bố của Trương Lộ Giai, bố vợ hờ của hắn, phó chủ tịch tỉnh Trương Đông Viễn. Lúc này Trương Đông Viễn là phó chủ tịch tỉnh, thế nhưng lại bị hai vị lãnh đạo Hào Nhất Phong và Tề Chính Hồng công tác nhiều năm trong khối chính quyền tỉnh áp chế khó thở. Dù có sự giúp đỡ của bí thư Nhiếp Hạ Quân nhưng quyền lợi vẫn cực kỳ hạn chế. Tiểu tử cậu chỉ sợ không phải chỉ vì những thứ này phải không? Trương Lão Gia Tử cười cười, trong ánh mắt lóe lên cái nhìn thần trí. Vương Tử Quân không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Trương Lão Gia Tử. Cô gái Âu Dương Dương kia cũng rất tốt, đã công tác vài năm ở tỉnh đoàn và cho ra thành tích cao, cũng đã đến lúc đổi vị trí được rồi. Trương Lão Gia Tử nói rồi cầm lấy điện thoại gọi đi. Chương 400, vừa mở mắt đã biết là yêu nghiệt. Nhiếp Hạ Quân cũng không mở miệng, đối với chuyện này thì người nên mở miệng nhất chính là lão. Nhưng vào đúng thời điểm mấu chốt thì Nhiếp Hạ Quân lại trầm mặc không nói một lời, thế là Tề Chính Hồng không khỏi đưa mắt nhìn, không phải đã bị lừa đá vào tai đấy chứ. Nhưng vị bí thư tràn đầy năng lượng kia vẫn ngồi đó, căn bản không nhúc nhích, nhìn qua thì giống như năng lượng đang tập trung trên người chờ bộc phát vậy. Tề Chính Hồng dùng ánh mắt cực kỳ có ẩn ý nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Nhiếp Hạ Quân, khóe miệng hắn không khỏi lộ ra nụ cười trào phúng, trong lòng càng thêm đắc ý. Vì sự kiện liên quan đến Dương Quân Tài mà Nhiếp Hạ Quân dần mở rộng cục diện công tác ở tỉnh Sơn Nam, hơn nữa lại có xu thế muốn áp chế chủ tịch Hào Nhất Phong. Nhưng bây giờ Tề Chính Hồng thầm nghĩ, mình và chủ tịch Hào Nhất Phong hoàn toàn có thể liên thủ với nhau để cho đối phương mất quyền thế. Các đồng chí, vừa rồi chủ tịch Chính Hồng đã nói rất hay, rất đúng chỗ, huấn luyện và đào tạo cho công nhân thanh niên chính là một hạng mục quan trọng của tỉnh Sơn Nam chúng ta. Tỉnh ủy càng phải có điểm nghiêng, càng phải cố gắng thúc đẩy, cố gắng dùng nhiều biện pháp để đảm bảo cho nhiều công nhân thanh niên có được việc làm, điều này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với sự nghiệp ổn định xã hội và phát triển lâu dài của tỉnh. Nhiếp Hạ Quân là người chủ trì hội nghị, lão cho ra những lời bình luận như vậy với công tác đào tạo và hướng nghiệp cho thanh niên công nhân là cực kỳ đúng phép. Vì thế lúc này đại đa số thường ủy tỉnh ủy đều chăm chú lắng nghe, nhưng cuối cùng có khắc ghi lời nói của bí thư Nhiếp Hạ Quân vào lòng hay không thì chỉ có trời biết. Bí thư Nhiếp, tôi có ý kiến với chuyện này. Khi Nhiếp Hạ Quân nói xong thì Lưu Truyền Thụy nãy giờ đang ngồi ghi chép chợt mở miệng nói. Bí thư Lưu, hôm nay chúng ta mở hội nghị thường ủy chính là cho mọi người phát biểu ý kiến của mình, có thể nói ra suy nghĩ của mình. Câu cửa miệng chính là đèn không khêu không sáng, ai có đề nghị gì cứ nói, mọi người sẽ cùng nhau tham khảo. Nhiếp Hạ Quân khẽ vung tay lên với Lưu Truyền Thụy, xem như cho Lưu Truyền Thụy mở miệng. Lưu Truyền Thụy muốn làm gì? Tề Chính Hồng nhìn thoáng qua Hào Nhất Phong, thấy chủ tịch Hào đang bình tĩnh uống trà, giống như căn bản không thèm quan tâm đến biểu hiện của Lưu Truyền Thụy. Tề Chính Hồng nhìn bộ dạng ung dung bình tĩnh của chủ tịch Hào Nhất Phong, hắn cảm thấy nếu xét theo phương diện hàm dưỡng thì mình thật sự không bằng. Lưu Truyền Thụy là phó bí thư nắm công tác chính trị, tối đa cũng chỉ lên tiếng tranh thủ chút lợi ích cho tỉnh đoàn mà thôi, còn có thể làm ra sóng gió gì. Mình có quá nhạy cảm không? Thế là Tề Chính Hồng cũng căn bản không quá quan tâm đến vấn đề này. Tính quan trọng của hạng mục đào tạo và hướng nghiệp cho công nhân thanh niên không có việc làm là thế nào thì mọi người cũng đã hiểu rõ, tôi cũng không lặp lại để làm mọi người khó xử. Chúng ta đã bắt đầu huấn luyện một thời gian ngắn, học viên được dạy trong trường nghề thanh niên đều có việc làm ổn định, thành tích của nó là quá rõ ràng. Nhưng chúng ta cũng không nên nằm ngủ trên công lao, không so sánh thì không biết, so sánh thì thật sự giật mình, đó là tỉnh Sơn Nam của chúng ta có chênh lệch rất lớn với các tỉnh anh em láng giềng. Lưu Truyền Thụy nói, nụ cười trên mặt theo bản năng cũng được thay thế bằng vẻ nghiêm túc. Hạng mục đào tạo và hướng nghiệp cho thanh niên công nhân nếu dựa theo phân công trước kia thì thuộc về phòng lao động thương binh xã hội, nhưng sự thật thì hạng mục kia lại do tỉnh đoàn mở rộng và phát triển. Các đồng chí, điều này nói rõ điều gì?
Cái này nói rõ các vị lãnh đạo của phòng lao động thương binh xã hội thật sự chưa quá coi trọng công tác đào tạo và hướng nghiệp. Theo quá trình cải cách thể chế kinh tế thì hạng mục đào tạo cho thanh niên công nhân càng là vấn đề không thể bỏ qua của khối chính quyền tỉnh. Chủ tịch Tề vừa nói rất rõ ràng, càng là lúc này thì chúng ta càng phải tập trung lực lượng, phát huy ưu thế, phục vụ tốt cho các công nhân mất việc. Vì thế tôi cảm thấy chúng ta cũng nên thay đổi ý nghĩ công tác, phải trao lại quyền cho phòng lao động thương binh xã hội, đồng thời càng phải tìm ra một vị lãnh đạo có trách nhiệm hơn. Là một vị lãnh đạo đơn vị thì phải khống chế công tác thật sự tự nhiên, như vậy mới có thể triển khai và mở rộng công tác. Thay đổi lãnh đạo của phòng lao động thương binh xã hội sao? Một lời đề nghị của Lưu Truyền Thụy vừa được nói ra thì tâm tình của Tề Chính Hồng chợt biến đổi, hai mắt híp lại. Lúc này bầu không khí của phòng họp đột nhiên làm hắn sinh ra cảm giác một sự việc dễ dàng trở nên nghiêm trọng, đây là điều không thể nào coi thường được. Lúc này Tề Chính Hồng chợt sinh ra cảm giác rất xấu, Lưu Truyền Thụy chính là phó bí thư nắm công tác tổ chức, lời nói của đối phương có độ nặng tuyệt đối với hướng đi của một cán bộ. Bây giờ lão nói ra đề tài này ở hội nghị thường ủy, rõ ràng đã ném ra một tín hiệu, Giản Thuận Bình sợ rằng sẽ phải chuyển ổ. Không được, tuyệt đối không thể để cho Giản Thuận Bình chuyển ổ. Tuy Giản Thuận Bình không phải là cán bộ dòng chính của Tề Chính Hồng, thế nhưng có một điều hắn cực kỳ tin tưởng, Giản Thuận Bình vẫn tình nguyện bảo trì sự liên lạc mật thiết với mình. Nếu như lúc này cho Giản Thuận Bình chuyển ổ, chỉ sợ là đả kích không nhỏ với người bên mình. Khi Tề Chính Hồng chuẩn bị mở miệng thì trưởng phòng tổ chức Hứa Tiền Giang ngồi ở bên cạnh đã cười tiếp lời. Tôi cũng có cùng quan điểm với bí thư Lưu Truyền Thụy, đồng chí Giản Thuận Bình này có năng lực công tác mạnh mẽ nhưng lại có căn bệnh thâm niên là thiếu sáng tạo, không thể triển khai mở rộng công tác. Những năm qua công tác khảo sát cán bộ phần lớn chỉ tập trung vào cấp dưới, nếu như lúc này chúng ta giao nhiệm vụ quan trọng như vậy cho đồng chí Giản Thuận Bình, chỉ sợ khó thể nào tạo ra được đặc sắc. Bí thư nắm công tác tổ chức, trưởng phòng tổ chức đã mở miệng, thế là tâm tư của đám thường ủy tỉnh ủy đã nhanh chóng quay về trong cơ thể. Tuy chỉ là vấn đề liên quan đến một vị trưởng phòng lao động thương binh xã hội tỉnh, thế nhưng điều này cũng làm cho nhiều người mẫn cảm ý thức được có nhiều thứ che giấu bên trong. Vẻ mặt Nhiếp Hạ Quân rất nghiêm cẩn nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Nếu nói theo nguyên tắc tổ chức thì Lưu Truyền Thụy và Hứa Tiền Giang đều đề xuất vấn đề, xem như phù hợp với trình tự của tổ chức, đã đưa một đề tài vốn không thuộc đề tài thảo luận vào trong hội nghị thường ủy. Hơn nữa hai người bọn họ là thường ủy nắm công tác tổ chức, dù các vị thường ủy khác muốn phải đối cũng phải nghĩ lại xem mình có thực lực để đối kháng với bọn họ hay không. Trong đầu chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, Nhiếp Hạ Quân chợt nhìn về phía chủ tịch Hào Nhất Phong theo bản năng. Trước đó Nhiếp Hạ Quân rất phản cảm với những ý kiến trái ngược của Hào Nhất Phong với mình ở một vài sự kiện, nhưng lúc này lão lại có ý nghĩ khác, ngược lại rất hy vọng Hào Nhất Phong sẽ nói ra ý kiến không đồng ý. Lão nghĩ đến người mà Vương Tử Quân nhắc đến, lão thật sự nắm chắc sẽ đưa người kia tiến lên, có thể phủ quyết bất kỳ ý kiến gì của Hào Nhất Phong. Nhưng Nhiếp Hạ Quân lại có chút thất vọng, đó là Hào Nhất Phong vẫn ngồi ngay ngắn như núi ở vị trí của mình, giống như căn bản không có tâm tình gì với sự kiện này. Chủ tịch Nhất Phong, anh có ý kiến gì không? Anh không nói thì tôi ép phải nói, Nhiếp Hạ Quân có một cơ hội tốt, lão nào có thể bỏ qua, thế là nhanh chóng trưng cầu ý kiến của Hào Nhất Phong. Lúc này tâm tình của Hào Nhất Phong thật sự rối loạn như ma, trong đầu sinh ra cảm giác không kịp trở tay. Lão thật sự không biết Nhiếp Hạ Quân xảo trá này đã thu phục Lưu Truyền Thụy, nhìn vào cục diện hôm nay thì giống như đã quyết tâm nắm bắt Giản Thuận Bình. Nói thật ra thì lão cũng rất bất mãn với công tác của Giản Thuận Bình. Nhưng dù thế nào thì Giản Thuận Bình cũng là người cùng phái của lão, thế là làm lão sinh ra lòng trắc ẩn, cũng không muốn động vào. Nhưng dựa vào tình thế trước mắt, nếu chính mình cứng nhắc bảo vệ Giản Thuận Bình, chỉ sợ ngay cả mình cũng thua hết tiền. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, thế là Hào Nhất Phong nhìn về phía bí thư Nhiếp Hạ Quân rồi khẽ cười nói. Tôi cảm thấy có thể thực hiện đề nghị của bí thư Truyền Thụy. Chỉ là lúc này phòng lao động thương binh xã hội đang tiếp nhận trường nghề thanh niên và trung tâm hướng nghiệp, nếu như bây giờ tùy tiện đổi người thì không biết có sinh ra tình huống bất ổn không. Hào Nhất Phong nói rất huyền chuyển nhưng lại biểu hiện thái độ của mình, đó chính là không cần thay đổi Giản Thuận Bình. Quyết định của hắn đã chỉ rõ với đám người Tề Chính Hồng, không cho bọn họ thông qua đề nghị này. Tề Chính Hồng làm quan nhiều năm, tất nhiên sẽ hiểu ngầm ám hiệu của Hào Nhất Phong. Thế là hắn khẽ gật đầu với bí thư La Nhân Uy của thành phố Sơn Viên đang ngồi cách đó không xa, tỏ ý cho La Nhân Uy mở miệng. La Nhân Uy hắng giọng một cái, đang định mở miệng thì chợt nghe thấy bí thư Trịnh Đông Phương ngồi bên cạnh cười ha hả nói. Tôi đồng ý với ý kiến của Chủ tịch Hào,
bây giờ phòng lao động thương binh xã hội đang có hạng mục mới cực kỳ quan trọng cần phải triển khai mở rộng, nếu như không nắm chắc công tác vào thời điểm này sẽ coi như rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn. Trịnh Đông Phương làm sao vậy? Lão sao lại lên tiếng giúp đỡ Hào Nhất Phong? La Nhân Uy có chút nghi ngờ, vì biểu hiện của vị bí thư thị ủy An Dịch này vào ngày hôm nay quá mức quỷ dị, sao có thể được? Đối phương muốn gì? La Nhân Uy nghĩ như vậy mà quên cả phát biểu ý kiến. Vì thế tôi cảm thấy chúng ta nên tìm ra một đồng chí có kinh nghiệm với công tác đào tạo và hướng nghiệp để thay thế cho trưởng phòng Giản. Trưởng phòng Hứa, hôm nay tôi vượt quyền cho ra một đề cử, tôi cảm thấy đồng chí bí thư tỉnh đoàn Âu Dương Dương rất phù hợp với công tác này. Trịnh Đông Phương nói xong, gương mặt vẫn tươi cười như cũ, nhưng tất cả lời nói của lão đã làm xong công tác chăn đệm của phía mình. Lúc này Tề Chính Hồng đưa mắt nhìn Hào Nhất Phong. Hắn chợt cảm thấy người đối kháng với phía bên mình cũng không phải là bí thư Hào Nhiếp Quân, mà là một người hoàn toàn khác. Nếu Nhiếp Hạ Quân tự mình thúc đẩy cho Âu Dương Dương tiếp nhận Giản Thuận Bình, như vậy người nói ra sẽ không phải là Lưu Truyền Thụy và Trịnh Đông Phương, xem ra còn có kẻ khác hoạt động ngầm trong vụ này. Trong đầu Tề Chính Hồng chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn nhìn thoáng qua Hào Nhất Phong, sau đó lại nhìn về phía các lãnh đạo thường ủy khác. Khi nụ cười của các vị thường ủy tỉnh ủy xuất hiện trong mắt, Tề Chính Hồng chợt có quyết đoán. Tuy bây giờ có không ít người bày tỏ sẽ giúp đỡ, nhưng hắn tin mình chỉ cần kết hợp chặt chẽ với Hào Nhất Phong cùng nhau phản đối, như vậy số thường ủy tham gia phản đối sẽ không ít hơn 6. 6 thường ủy sẽ gần là một nửa, mà vị chính ủy phân khu trong tỉnh căn bản là bỏ quyền bỏ phiếu, thế cho nên hội nghị vẫn không có kết quả tốt cho phía Hào Nhất Quân. Tề Chính Hồng thầm hạ quyết tâm, sau đó hắn đặt cây bút trong tay xuống chuẩn bị mở miệng. Nhưng đúng lúc này vị chính ủy phân khu tỉnh Sơn Nam thường bỏ quyền bỏ phiếu lại mở miệng bằng thái độ khác thường. Tôi cũng thấy bí thư Âu Dương Dương là người rất tốt. Tôi cũng thấy bí thư Âu Dương Dương là một người rất tốt. Một câu nói của chính ủy phân khu làm cho bầu không khí hội nghị thường ủy trở nên cực kỳ vi diệu, cả hội nghị chợt trở nên cực kỳ bình tĩnh, dù là nhân viên phụ trách ghi chép cũng phải dừng tay. Tất cả đều cố gắng yên tĩnh đến hết mức có thể. Giống như bọn họ sợ âm thanh múa bút sẽ làm quấy nhiễu sự quyết đoán của lãnh đạo vậy. Một phút trầm mặc trôi qua, bầu không khí quá áp chế, đám thường ủy tỉnh ủy ngồi cực kỳ nghiêm chỉnh, giống như ai cũng rơi vào trầm tư. Tề Chính Hồng vô tình đưa mắt nhìn Nhiếp Hạ Quân, hắn đột nhiên cảm thấy trên gương mặt có nếp nhăn của bí thư Nhiếp đang lộ ra một nụ cười cực kỳ quỷ dị, nụ cười này lại ẩn giấu chút đắc ý. Tề Chính Hồng bây giờ cảm thấy sự việc đã được người ta xếp đặt và đang đi theo chiều hướng xấu. Thế là không khỏi dùng mình, toàn thân rét run. Nếu như các đồng chí không có ý kiến gì khác, tôi xem cứ như vậy mà xử lý. Trưởng phòng Hứa, anh đại biểu cho tổ chức xuống nói chuyện với hai đồng chí kia, quán triệt quyết định của tỉnh ủy, yêu cầu bọn họ nhanh chóng tiến vào trạng thái công tác. Nhiếp Hạ Quân cuối cùng cũng phá vỡ bầu không khí áp chế của hội nghị thường ủy, giọng điệu của lão không quá cao nhưng lại cực kỳ có lực, có khí phách, đủ độ nặng, lại đúng mực, rõ ràng có ý dứt khoát và hiệu quả. Là lãnh đạo đứng đầu một địa phương thì có ai không muốn mình khống chế tự nhiên. Dù bất cứ chuyện gì chỉ cần mình tỏ thái độ thì người bên dưới sẽ phải ủng hộ, đều phải chờ mình lên tiếng để vỗ tay đi theo, đây là trạng thái gì. Đây mới thật sự là cảnh giới cao nhất của cơ chế tập trung dân chủ. Nhưng nếu muốn làm được nó cũng không phải chuyện đơn giản, Nhiếp Hạ Quân tu đi vào tỉnh Sơn Nam được ít năm nhưng người có thể dứt khoát giải quyết như vậy giống như không phải là lão. Hôm nay Nhiếp Hạ Quân chỉ cần nói một câu đã có thể quyết định cục diện ở hội nghị thường ủy, điều này thật sự quá sảng khoái. Dù chỉ là thắng lợi không lớn nhưng ý nghĩa của nó lại không tầm thường, dù sao nó cũng đại biểu cho lực khống chế của hắn trong hội nghị thường ủy, đó là một bước dài để tiến đến quyền lực tuyệt đối. Không ai phản đối tất nhiên sẽ thuận lợi thông qua, lúc này vị trưởng phòng tổ chức được Nhiếp Hạ Quân chỉ mặt gọi tên đã lên tiếng. Bí thư Nhiếp, trình tự nói chuyện sẽ không có vấn đề. Nhưng chúng ta sẽ sắp xếp đồng chí Giản Thuận Bình như thế nào, anh dù sao cũng phải cho ra một phương án chứ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 41.